Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Tập 136. Linh điệp tử cổ thánh cùng linh điệp huyền thánh, từ thánh hào đến xem tựa như là toàn gia. Hơn nữa lúc ấy cả hai giảng pháp nội dung một mạch tương thừa, chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra giữa hai bên quan hệ không ít. Vũ Nhu tử càng chạy càng nhanh, sau lưng nàng lớn chỉ là một vòng mặt trời nhỏ hình chiếu. Tại cái này mặt trời nhỏ hình chiếu nội bộ chỗ sâu có một bóng người như ẩn như hiện, bởi vì mặt trời nhỏ quang mang quá lóa mắt, mọi người thấy không rõ thân ảnh này diện mục, nhưng nhìn thấy thân ảnh này lúc, phần lớn người đều bản năng cảm thấy da đầu run lên. Mặt trời nhỏ sấn thác linh điệp tử cổ thánh, nàng thật nhanh chạy đến linh điệp thánh quân bên cạnh, cha. Một tiếng này thanh thúy gọi tiếng, truyền vào ở đây tất cả người tu luyện trong tai. Cha, lại là cha con. Một môn hai tôn bát phẩm, linh điệp thánh quân nhất hệ, thật là đáng sợ a. Linh điệp thánh quân mỉm cười, cái kia vô biên vô tận màu lam linh điệp bay múa, đem Vũ Nhu tử bảo vệ. Ngoại nhân tạm thời bị cái kia vòng mặt trời nhỏ cùng Vũ Nhu tử trên người long ấn, cổ thánh xưng hào hù dọa, mà thân là phụ thân, hắn trước tiên cảm ứng ra nữ nhi chân thực cảnh giới. Vũ Nhu tử bây giờ là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Không tệ. Linh điệp thánh quân đối Vũ Nhu tử nói. Nói thật, nữ nhi tấn giai tốc độ để hắn rất kinh ngạc. Hắn đang bế quan trước, mới che chở Vũ Nhu tử tấn thăng tứ phẩm. Kết quả hắn liền bế cái quan điều chỉnh trạng thái trùng kích bát phẩm huyền thánh kiếp thời gian bên trong, Vũ Nhu tử liền tòng tứ phẩm nhảy tới ngũ phẩm. Trong lúc đó không biết Vũ Nhu tử có kỳ ngộ gì. Bất quá, những sự tình này chờ về linh điệp đảo sau lại nói không muộn. Màu lam linh điệp đem Vũ Nhu tử bảo vệ, lại phối hợp mặt trời nhỏ hào quang, để cho người ta càng thêm không cách nào xác định Vũ Nhu tử chân thực cảnh giới. Ba đối một sao, lệ thánh quân trên mặt cái kia uể oải biểu lộ biến mất, ngưng trọng lên. Nhưng cái này lúc, đối diện thất tu thánh quân lại gọi một cú điện thoại. Còn tới, đừng nói cho ta ngươi còn muốn gọi người. Uy, Tống đạo hữu, ngươi có thể mang theo đạo hữu khác tới sao? Dùng ngươi cái kia thủ đoạn đặc thù, thất tu thánh quân bình tĩnh nói. Nhật, thật sự còn muốn gọi người. Lần này, thất tu thánh quân gọi là Tống Thư Hàng điện thoại. Hắn nói thủ đoạn đặc thù, chỉ là Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Thất tu thánh quân hy vọng Tống Thư Hàng có thể sử dụng hạch tâm thế giới, đem tất cả cửu châu nhất hào quần thành viên mang đến, thời điểm then chốt, lại đem chúng đạo hữu từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời đi ra. Bởi vì hạch tâm thế giới là Tống Thư Hàng át chủ bài, sở dĩ trong điện thoại, thất tu thánh quân liền dùng thủ đoạn đặc thù cái từ này để thay thế, tránh cho tiết lộ Tống Thư Hàng át chủ bài. Muốn đến, lấy Tống Thư Hàng tiểu hữu cơ trí, nhất định có thể lý giải hắn ý tứ. Ta hiểu được, Tống Thư Hàng trả lời. Sau đó, hắn xốc lên trên người mình đầu kia cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn. Đồng thời thật nhanh đem trên chiến xa cái bàn thu nhập đến hạch tâm thế giới. Ra đi, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, Tống Thư Hàng tay phải vừa nhấc, đem tại bản mệnh đan điền bên trong ôn dưỡng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí phóng xuất ra. Thất tu tiền bối nói để hắn đem cửu châu nhất hào quần tiền bối đều dẫn đi, dùng thủ đoạn đặc thù. Cái kia hẳn là để hắn cùng quần bên trong thành viên có khí thế đăng tràng a. Cửu châu nhất hào quần bên trong, bị cuốn vào hắc long thế giới tiền bối trên người, đều có một cái long ấn cùng cổ thánh xưng hào. Mặc dù bọn hắn đều chỉ tại Hắc Long thế giới hiển thánh, không có ở hiện thế hiển thánh. Nhưng là Long Ấn cùng cổ thánh xương hào đã đi vào hiện thế cũng sẽ không biến mất, chỉ cần tế ra Long Ấn cùng thánh hào về sau, một đám bát phẩm cường giả tụ tập mà đứng, liền có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Các tiền bối, mời lên thánh thành, Tống Thư Hàng cưỡi trên chiến xa, một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chiến giáp hiển hiện ở trên người hắn. Chúng ta muốn làm thế nào? Diệt Phượng công tử hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, thất thu tiền bối để cho chúng ta kinh ngạc đăng tràng, sở dĩ, có long ấn cùng cổ thánh xưng hào tiền bối không cần lại che giấu, chúng ta không thể yếu đi khí thế. Đông Phương Lục tiên tử suy tư một lát, nói, nếu là thất thu tiền bối để cho chúng ta làm như vậy, vậy liền lên đi. Mặc dù cảm giác có chút không có ý tứ, bất quá tin tưởng tiền bối phán đoán. Cuồng đao tam lãng, sau đó chúng ta như lần trước đồng dạng. Chạm sau lưng Tống Thư Hàng, lớn tiếng gọi 666 sao. Đồng quái tiên sư giơ ngón tay cái lên, tam lãng ý kiến hay, đến lúc đó tán tài trong lúc đó,
chúng ta hô 666 có thể nhất cử lưỡng tiện. Một bên vì Thất Tu tiền bối cùng Linh Điệp tiền bối cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu ủng hộ, một bên cho tán tài đại lão điểm tán. Có thể đừng đề cập 666 sao? Bắc Hà tán nhân tâm tắc nói. Cửu Châu nhất hào quần tiền bối, tiến vào thánh thành. Tống Thư Hàng đưa tay trên Hà Long thần hành chiến xa vỗ, chiến xa thể tích tăng vọt, hiện ra uy vũ nguyên hình. Đồng thời, tam đại thánh ấn hiệu quả bao phủ thân thể của hắn, vì hắn soát trên từng tầng huyền thánh uy nghiêm. Trên thực tế, không cần tam đại thánh ấn, tại mang tính tiêu chí pháp khí vĩnh bất hãm lạc thánh thành xuất hiện thời điểm, đại bộ phận người tu luyện liền nhận ra Tống Thư Hàng thân phận. Bá Tống Thánh Quân. Là hắn sao lại tới đây? Bá Nho Huyền Ma. Hắn lúc nào xuất hiện ở đây? Vì cái gì chúng ta đều không có phát giác? Cao Thăng Sư Huynh phải chết. Thiên Nhiên Đệ Nhất Thánh. Bá Long Cổ Thánh. Ở đây tất cả người tu luyện, loạn thành một bầy. Gần nửa năm qua, giới tu luyện huyền thánh không ngừng xuất hiện, có thể nói là vô tiền khoáng hậu thịnh thế. Nhưng ở một đám tân tấn huyền thánh bên trong, làm người khác chú ý nhất không ai qua được Bạch Thánh cùng Bá Tống Huyền Thánh. Cái trước từ khi hiển thánh về sau, cái kia tuyệt thế vô song dáng người sẽ chết khắc sâu tại chư thiên vạn giới người tu luyện trong lòng, vĩnh thế không quên. Mà lại, Bạch Thánh dẫn soát thiên kiếp, đem hiện đại hóa thiên kiếp phong ấn tổn chữ bưu hãn thực lực, để chư thiên vạn giới người tu luyện đều tâm phục khẩu phục. Cái sau càng là kiên cường không thôi, cách mỗi một tháng liền lên một lần TV, tuyệt không tùy tiện rời khỏi chư thiên vạn giới người tu luyện tầm mắt. Đồng thời mỗi lần giảng pháp đều đổi lấy hoa văn, là chư thiên vạn giới trong lịch sử một cái duy nhất một mình lên ba lần TV đại lão. Chư thiên vạn giới, nói lên Bá Tống Huyền Thánh, đều nghe đến đã biến sắc. Liền đáng sợ Bá Tống Huyền Thánh, cũng phải tham dự vào thiên cương tranh đoạt. Lại hoặc là, Bá Tống Huyền Thánh còn có mục tiêu khác. Đợi đã, các ngươi nhìn đằng sau, có người chỉ tòa kia thánh thành. Phía trên tòa thánh thành, có vài vị tiên tử, tu sĩ thân ảnh, như ẩn như hiện. Thiên Niên Đệ Nhất Thánh Bá Tống Hà Long thần hành chiến xa cũng chỉ là ở phía trước mở đường, kéo xe. Cái này trên tòa thánh thành thân ảnh, mới thật sự là nhân vật chính. Có thể làm cho Bá Tống Huyền Thánh kéo xe, đến cùng là thần thánh phương nào? Lai lịch gì? Là thánh ấn, ta thấy được bên cạnh bọn họ thánh ấn. Thật nhiều thánh ấn, không chỉ một cái. Diệt Phượng Cổ Thánh, Lạc Trần Cổ Thánh, Bắc Hà Cổ Thánh, Thông Huyền Cổ Thánh, Dược Sư Cổ Thánh, Bạch Hạc Cổ Thánh, Tam Lãng Cổ Thánh, Tạo Hóa Cổ Thánh, là trùng tên sao? Linh Hồn Ca Vương. Gần 30 tôn bát phẩm cường giả, khó trách có thể làm cho Bá Tống Huyền Thánh phía trước kéo xe. Tống Thư Hàng. Kéo xe em gái ngươi a. Có tin ta hay không cho các ngươi mỗi người đều đến cái cường giả giám định thuật, để mọi người xem thanh chính mình có phải hay không cường giả tuyệt thế. Mắt trái của ta đã bốc cháy lên, chính dục dịch lấy. Long Lạc tiểu trợ thủ, nghe được lời ta nói sao? Tống Thư Hàng dùng ý niệm liên hệ tại phía xa Hắc Long thế giới Long Lạc tiểu trợ thủ. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành ra sân phương thức, hắn tại thực tiên yến thời điểm hay dùng qua. Lúc xuất hiện lần nữa, mặc dù vẫn như cũ rất kinh ngạc, nhưng luôn cảm giác có chút không đủ mới mẻ. Tống Thư Hàng tự nhận là mình là một đã tốt muốn tốt hơn, nhật tân nguyệt dị nam nhân. Sở dĩ lần này, tốt nhất lại tăng cường điểm trò mới, cho ở đây đạo hữu không giống nhau cảm nhận thể nghiệm. Đúng vậy, Bá Long nhân viên quản lý, ta có thể nghe được thanh âm của ngươi. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Có thể hay không đem Húc Nhật Vương tọa hình chiếu đến đằng sau ta đến? Tống Thư Hàng hỏi. Chỉ là hình chiếu, sẽ không tiêu hao quá lớn lực lượng, mà lại uy thế 10 phần. Mà lại cùng Húc Nhật Vương tọa ký kết khế ước Cửu Châu nhất hào quần tiền bối, đều tại trên tường thành. Vừa vặn có thể cùng hình chiếu trình độ lớn nhất bên trên, tiến hành cộng minh. Không có vấn đề, Bá Long nhân viên quản lý. Hình chiếu bắt đầu, Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Sau đó, Long Lạc tiểu trợ thủ thông qua Tống Thư Hàng, đem Húc Nhật Vương tọa hình chiếu tới. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành hậu phương, có một vòng chói mắt mặt trời nhỏ hiển hiện. Tại cái này vòng mặt trời nhỏ bên trong, mơ hồ có một mảng lớn vương tọa như ẩn như hiện. Mỗi một cái trên vương tọa, đều ngồi một vị uy nghiêm thánh giả. Những thứ này trên vương tọa thánh giả, vừa vặn đối ứng vĩnh bất hãm lạc thánh thành bên trong các tôn cổ thánh. Đây là, lại một vòng mặt trời nhỏ.
đột nhiên cảm giác nóng quá. Trời có ba mặt trời, đây là muốn gom góp 10 mặt trời nhô lên cao sao. Hôm nay thời tiết sáng sủa, mặt trời chiếu trên không. Bên trái là Linh Điệp Tử Cổ Thánh Mặt Trời nhỏ, phía bên phải là Bá Tống Huyền Thánh Mặt Trời nhỏ. Lập tức cảm giác nhiệt độ đều tăng lên rất nhiều, miệng đắng lưỡi khô, yết hầu phát khô, trên người pháp y tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên. Đợi đã, ta tựa hồ phát hiện ít đồ. Các ngươi nhìn Bá Tống Huyền Thánh sau lưng cái kia mặt trời nhỏ bên trong, trung ương phía bên phải trên vương tọa có một tôn thân ảnh, có phải hay không giống Linh Điệp Tử Cổ Thánh? Ở đâu, trời, ta cũng nhìn thấy, thật là có chút giống. Người kiểu nói này, các ngươi có cảm giác hay không Linh Điệp Tử Cổ Thánh sau lưng tôn này mặt trời nhỏ bên trong thân ảnh, nhìn rất quen mắt. Nhìn thấy hắn, ta liền tê cả da đầu, thậm chí bụng đều có chút co quắp, tựa như là thấy được Bá Tống Huyền Thánh đồng dạng. Ta tựa hồ phát hiện một điểm chuyện đáng sợ. Bá Tống Huyền Thánh cùng Linh Điệp Tử Cổ Thánh ở giữa, cũng là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Lại hoặc là một loại nào đó song tu công pháp. Tóm lại, giữa hai bên khẳng định thoát không khỏi liên quan. Linh Điệp Thánh Quân một môn ba huyền thánh, có thể. Đáng sợ. Gây, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Về sau gặp gỡ Linh Điệp Thánh Quân nhất hệ, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng lên xung đột. Cứ theo đà này, Linh Điệp Thánh Quân nhất hệ nói không chừng sẽ còn sinh ra càng nhiều huyền thánh. Không chỉ một môn ba huyền thánh A. Các ngươi nhìn Bá Tống Huyền Thánh kéo xe cái kia một đám bát phẩm cổ thánh, những thứ này cổ thánh có thể làm cho Bá Tống Huyền Thánh buông xuống tư thái tới kéo xe, khẳng định cùng hắn ở giữa có không nói ra được quan hệ cùng giao dịch. Thất Tu Thánh Quân khóe miệng co giật mẹ kiếp, Tống Tiểu Hữu hôm nay não mạch kín so dĩ vãng càng thêm thanh kỳ. Coi như hắn là Cửu Châu nhất hào quần lão tiền bối, kinh lịch vô số lần quần bên trong đạo hữu não mạch kín nhảy vào tẩy lễ. Lần này hắn vẫn như cũ không thể nào hiểu được Tống Thư Hàng tiểu hữu phương thức tư duy. Linh Điệp Thánh Quân nghe chung quanh tiếng nghị luận. Hắn ngắm nhìn Vũ Nhu Tử sau lưng mặt trời nhỏ, chằm chằm vào mặt trời nhỏ bên trong cái kia hư ảo thân ảnh nhìn nửa ngày, lại nhìn phía xa xa Tống Thư Hàng. Đừng nói, ánh mắt của quần chúng thật sự là sáng như tuyết, Linh Điệp Thánh Quân càng xem càng cảm giác thân ảnh này giống Tống Thư Hàng. Vũ Nhu Tử hình chiếu đi ra mặt trời nhỏ bên trong. Vì sao lại có Bá Tống tiểu hữu? Linh Điệp Thánh Quân nói khẽ, Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử, Người cảm giác Tống tiểu hữu như thế nào? Linh Điệp Thánh Quân tận lực đem ngữ khí của mình thả nhẹ nhàng, ngữ khí nhẹ nhàng, trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp. Vũ Nhu Tử không chút do dự trả lời, Tống tiền bối chơi rất vui, bên cạnh hắn sự tình cũng chơi rất vui. Mỗi lần đi theo hắn ra ngoài, đều có thể gặp gỡ chuyện kích thích. Đúng vậy, Tống Tiểu Hữu hoàn toàn chính xác rất thú vị. Linh Điệp Thánh Quân mỉm cười nói, bất quá, hắn còn quá trẻ tuổi, không đủ thành thục, không đủ ổn trọng. Thành thục chứng chạc liền không dễ chơi, cũng cùng ta không chơi được cùng một chỗ đi. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Linh Điệp Thánh Quân khóe miệng ý cười càng ngày càng sán lạn, đúng, không sai, thật sự là hắn rất thích hợp trở thành người bạn tốt. Bất quá, tương lai người cần tìm một cái thành thục ổn trọng. Có thể thay ngươi che gió che mưa nam nhân, sở dĩ, ánh mắt của ngươi muốn thả càng xa hơn, chơi cùng tương lai cần muốn phân biệt rõ ràng. Nữ nhi của ta, muốn vĩnh viễn đáng yêu như thế. Coi như tương lai có một ngày, nàng thật muốn rời đi cái này nhà, vậy cũng nhất định phải có một cái thành thục ổn trọng nam nhân, thay nàng che gió che mưa, để cho nàng có thể bảo trụ phần này chân quý thuần chân, cả đời cũng sẽ không có phiền não. Nữ nhi của ta. Vĩnh viễn nếu là sự kiêu ngạo của ta. Vũ Nhu Tử nghe vậy, kinh ngạc nhìn qua Linh Điệp Thánh Quân, cha, ý của ngươi là ta lại muốn tìm cho mình một cái ba ba sao? Linh Điệp Thánh Quân, không cần a, cha, ta chỉ cần có một cái cha là đủ rồi, không cần có một cái cha ghẻ. Vũ Nhu Tử lại lên tiếng an ủi, yên tâm đi, cha. Ta không có muốn tìm cha ghẻ ý nghĩ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Linh Điệp Thánh Quân, cha ghẻ là cái quỷ gì? Nữ nhi lần này sau khi rời khỏi đây, não mạch kín biến càng thêm thanh kỳ. Ta vậy mà đều mau cùng không lên nàng não mạch kín tiết tấu, làm sao bây giờ? Ta muốn làm sao trả lời nữ nhi của ta vấn đề này? Đối diện Lệ Thánh Quân nhìn qua từ xa đến gần Tống Thư Hàng, sắc mặt triệt để nghiêm túc lên. Thiên nhiên đệ nhất thánh, là cái siêu cấp phiền phức tồn tại. Mặc kệ thực lực của hắn như thế nào,
chỉ là ba lần nhân tiền hiển thánh, liền có thể chứng minh hắn gây sự năng lực cùng đặc thù. Còn có phía sau hắn cái kia một xe chừng 30 cái cổ thánh. Sắp xếp đứng đấy chừng 30 cái cổ thánh cùng bọn hắn thánh ấn, mang cho người ta áp lực to lớn trong lòng. Mặc dù Lệ Thánh Quân mơ hồ có thể cảm giác được, cái này chừng 30 cái cổ thánh hẳn là có vấn đề. Nhưng cái này chừng 30 cái cổ thánh đều bị bá Tống Huyền Thánh Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành thủ hộ lấy, thánh thành bát phẩm khí tức bành trướng mãnh liệt, Lệ Thánh Quân không cách nào cảm ứng cái này 30 huyền thánh cụ thể trạng thái. Như vậy giả thiết, cái này chừng 30 cái cổ thánh bên trong, có 2/3 đều có vấn đề. Cái kia còn lại còn có 10 cái tả hữu cổ thánh đây. Cái này còn chơi cái rắm. Hắn chỉ là một thân một mình, đối diện huyền thánh đều là một xe kéo qua. Hắn liền xem như toàn thân là thép, chẳng lẽ còn có thể một người đánh 10 người hay sao? Lệ Thánh Quân thật đúng là không tự tin như vậy. Sở dĩ, làm sao bây giờ? Lệ Thánh Quân hiện tại có chút tiến thối lưỡng nan, chính diện đối phần thắng quá nhỏ, nói vài lời xã giao, đi trước một bước. Hoặc là ý tứ một chút qua mấy chiêu lại đi, lại hoặc là, đề nghị hòa bình cạnh tranh. Không nghĩ tới, liền bá Tống Huyền Thánh cũng là các ngươi một phương. Lệ Thánh Quân bình tĩnh nói, ánh mắt của hắn có chút chuyển di, không có đi tiếp xúc Tống Thư Hàng con mắt, miễn cho mang thai. Bất quá, hắn lại dùng một kiện pháp khí, tùy thời giám sát Tống Thư Hàng trạng thái. Một khi đối phương muốn phát xạ mang thai ngưng thị, hắn có thể trước tiên tránh đi. Dù sao, mang thai ngưng thị một khi bắn ra đi, liền không cách nào tránh né. Chỉ có tại phát xạ trước đối bá Tống Huyền Thánh tiến hành dự phán, từ đó né tránh. Thất Tu Thánh Quân bình tĩnh nói, dù sao chúng ta cũng chỉ là tân tấn huyền thánh, muốn cùng các tiền bối tranh đoạt thiên cương, không thể không bão đoàn. Sở dĩ, ta cùng bá Tống Huyền Thánh ở giữa mới có thể hợp tác. Ta không tranh đoạt thiên cương, đừng đem ta tính nhập trong đó. Yêu Mộng Thánh Quân liếm liếm khóe miệng, bất quá, ta đối bá Tống Huyền Thánh cảm thấy rất hứng thú. Tống Thư Hàng. Như vậy, chúng ta liền đều bằng bản sự đi. Lệ Thánh Quân bình tĩnh nói, cái này thiên cương, ai cướp được về ai? Thiên cương chỉ là bắt đầu, phía dưới còn có nhiều thứ hơn đáng giá đại gia đi thu hoạch. Các ngươi cũng không muốn tại thiên cương trên tranh tình trạng kiệt sức a. Tất cả mọi người là huyền thánh, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không cần thiết vì một cây thiên cương vạch mặt. Linh Điệp Thánh Quân, hòa bình cạnh tranh sao? Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Bất quá, cái này cướp được muốn làm sao chắc chắn chứ? Thất Tu Thánh Quân đưa tay, nắm chặt cửu tu phượng hoàng đao, chỉ là đem thiên cương nắm trong tay. Hoặc là đem thiên cương chứa vào đến bản thân càn khôn pháp khí. Tôn này mỹ hình thiên nhân huyền thánh, kỷ lý oa lạp. Như vậy, ai trước đem hắn chứa vào đến càn khôn pháp khí, coi như ai, như thế nào? Yêu Mộng Thánh Quân đề nghị, bởi vì chỉ là nắm trong tay cũng không tốt phán đoán. Ta tới làm trọng tài. Ta đồng ý, Lệ Thánh Quân lắc lắc tóc dài. Đến lúc đó, Yêu Mộng đạo hữu xem ở ta cái này một đầu tịnh lệ tóc dài mặt mũi và ta là lấy chặn lại nhiều phân thượng, đến lúc đó trọng tài lúc muốn khuynh hướng ta à. Nếu như Lệ đạo hữu là quang đầu trạng thái lời nói, ta có thể cân nhắc chiếu cố ngươi. Yêu Mộng Thánh Quân mị hoặc liếm liếm khóe miệng, mặt khác, tất cả mọi người, chỉ cần cho là mình có bản lĩnh, đối thiên cương hứng thú, đều có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn. Bất kể là ai. Chỉ cần đem thiên cương chứa vào đến bản thân càn khôn pháp khí, đều chắc chắn. Yêu Mộng đạo hữu thực sự là, sẽ chơi, Lệ Thánh Quân cười khổ nói. Cái này thiên cương, không phải chúng ta bất luận người nào. Ở đây tất cả mọi người, đều có cướp đoạt nó tư cách. Yêu Mộng Thánh Quân nằm nghiêng tại bản thân hải dương màu vàng óng bên trên. Thân là cổ vu, tính cách của nàng bản thân liền không thể phỏng đoán. Chỉ là... cướp được thiên cương còn muốn đưa nó chứa vào đến càn khôn pháp khí bên trong, hơn nữa còn muốn tại một đám huyền thánh nhìn chằm chằm phía dưới hoàn thành dạng này hành động vĩ đại, không có bỏ cánh cam, ai dám ôm cái này công việc. Xem ra, còn có đạo hữu ẩn giấu đi đi, Thất Tu Thánh Quân nói, đang khi nói chuyện hắn đột nhiên xuất thủ, cửu tu phượng hoàng đao chém ra. Hỏa diễm hóa thành già thiên cái địa phượng hoàng, vọt tới thiên nhân huyền thánh cùng nàng phía dưới thiên nhân trận doanh. Đây là bắt đầu rồi sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Thánh Quân, tiền bối, đắc tội. Mắt trái của hắn, lóe lên quỷ dị quang mang. Nhật, Lệ Thánh Quân vội vàng tránh né.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bá Tống Huyền Thánh thực sự hèn hạ, loại này bẩn thỉu pháp thuật, hắn lại xem như chiêu bài kỹ năng đến sử dụng. Mà lại bắt đầu hay dùng, hoàn toàn không thèm để ý chúng sau mang thai người là nghĩ như thế nào, đơn giản không biết xấu hổ. Lệ Thánh Quân trốn một chút tránh, mang thai ngưng thị từ bên cạnh hắn hiểm hiểm sượt qua người. Mang thai ngưng thị một đường bắn thẳng đến, tại phía xa Lệ Thánh Quân sau lưng đánh xì dầu một vị tu sĩ, vô tình trúng chiêu. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai tay ôm lấy bản thân không ngừng bành trướng phần bụng, trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ. Hắn quỳ rạp xuống trong hư không, ánh mắt xa xa nhìn qua chiến cuộc. Là ngoài ý muốn trùng hợp, vẫn là cố ý, chẳng lẽ thân phận của ta, bị Bá Tống Huyền Thánh phát hiện sao? Không, không có khả năng, ta lại ở chỗ này nhìn thấy Bá Tống Huyền Thánh cũng là ngoài ý muốn, ta căn bản không có tiết lộ thân phận, làm sao lại bị phát giác? Bất quá để phòng vạn nhất, ta vẫn là rút lui trước lui, lại đi thông chi ma chủ, Bá Tống Huyền Thánh đã trở lại hiện thế tin tức. Tu sĩ kia ôm to lớn phần bụng, thống khổ lăn lộn rời đi. Cùng xung quanh tu sĩ đều thương hại nhìn qua đối phương, không ai ngăn cản hắn rời đi. Hoài thai 10 tháng nỗi khổ còn có sinh nở nửa canh giờ kịch liệt đau nhức, tất cả mọi người cảm động lây. Vì chiếu cố đối phương mặt mũi, không ai lên tiếng an ủi. Liền từ hắn yên lặng lăn đến góc tối không người, âm thầm nhấm nháp tình thương của mẹ tư vị. Gặp mang thai ngưng thì bị tránh đi. Tống Thư Hàng cũng không kinh ngạc. Theo cường giả giám định thuật nổi tiếng càng ngày càng cao, những cao thủ đối với như thế nào phòng ngự cường giả giám định thuật đã có kinh nghiệm. Tại Tống Thư Hàng cường giả giám định thuật phát xạ tốc độ tăng lên mấy cái cấp bậc trước đó, tương lai trong một thời gian ngắn, có thể tránh thoát mang thai ngưng thị cường giả nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Lại hoặc là, mang thai ngưng thị có thể hay không có chỗ biến hóa. Tỷ như, có biện pháp nào không để mang thai ngưng thị rẽ cái gì? Trước kia Tống Thư Hàng không năng lực này, nhưng đi qua chuột hamster hào giảng pháp về sau, Tống Thư Hàng nắm giữ niệm lực. Phối hợp với niệm lực, nói không chừng có thể làm cho mang thai ngưng thị đi đường cong công kích. Tống Thư Hàng trong đầu vừa phủ hiện ý nghĩ này, thân thể liền dục dịch ngóc đầu dậy. Tiếp theo phát mang thai ngưng thị bắt đầu ngưng tụ, bất quá tại phát xạ trước, hắn trước huy động xích tiêu kiếm, một cái phần thiên hỏa diễm đao chém về phía Lệ Thánh Quân, trước ngăn chặn hắn. Thất tu thánh quân ngăn chặn thiên nhân huyền thánh, Tống Thư Hàng xuất thủ đối Lệ Thánh Quân. Sau đó linh điệp thánh quân thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại thiên cương bên cạnh, đưa tay chụp vào thiên cương. Hắc hắc hắc, xem ra, ta ẩn tàng không nổi nữa. Cái này lúc, lại một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Là phòng ngự chi vương, kim sắc bí đao thánh quân. Hắn chẳng biết lúc nào lặng lẽ xuất hiện tại thiên cương chính phía dưới, so linh điệp thánh quân nhanh hơn một bước. Thiên cương, của ta. Dứt lời, hắn chống lên bản thân mạnh nhất phòng ngự, sắt thép thành lũy. Đây là sắt thép thành lũy lần nữa phiên bản cải tiến, là bí đao thánh quân lớn nhất kiêu ngạo, là hắn hiện giai đoạn phòng ngự cực hạn. Chống lên đoạn này phòng ngự về sau, liền xem như mấy vị huyền thánh đồng thời xuất thủ, cũng vô pháp trong thời gian ngắn đưa nó đánh vỡ. Lần này cải tiến sắt thép thành lũy, là hắn chuẩn bị lần nữa hướng Bá Tống Huyền Thánh khiêu chiến át chủ bài. Sắt thép thành lũy khẽ chống lên, chậm một bước linh điệp thánh quân bị ngăn tại phòng ngự bên ngoài, trong thời gian ngắn không cách nào phá mở cái này phòng ngự. Sau đó, bí đao thánh quân vui vẻ đưa tay, chuẩn bị thiên cương bỏ vào trong túi. Đúng lúc này, đã thấy đang đối Lệ Thánh Quân Tống Thư Hàng tay phải dùng sức phung lên, chính là ngươi, ra đi, quy tiền bối. Tại hiện thế, hắn hạch tâm thế giới cũng sẽ không bị che đậy. Sau đó một đầu trên mặt dán lên màu xanh lá diện màng đại hải quy trống rỗng xuất hiện, hắn vượt qua không gian, mai rùa đột nhiên đâm vào bí đao thánh quân sắt thép thành lũy phía trên. Cái này đại hải quy, từ khí tức nhìn lại tựa hồ chỉ là bát phẩm huyền thánh cấp bậc. Nhưng ở trận huyền thánh đều có thể cảm nhận được đại hải quy thể nội loại kia không giống bình thường sinh cơ. Đó là kiếp tiên sinh cơ, cùng huyền thánh sinh cơ có sự bất đồng rất lớn. Còn có cái này hải quy cường độ thân thể. Tuyệt đối không phải huyền thánh cấp bậc. Nói lên kiếp tiên sinh cơ, Lệ Thánh Quân ánh mắt khóa chặt đang cùng hắn lẫn nhau đối Bá Tống Huyền Thánh. Là ảo giác sao, hắn luôn cảm giác Bá Tống Huyền Thánh trên người, thỉnh thoảng cũng sẽ truyền ra cùng loại kiếp tiên sinh cơ khí tức đến, mặc dù rất yếu ớt. Oanh! Đại hải quy mai rùa đâm vào sắt thép thành lũy phía trên.
phanh phanh một trận pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Sau đó, bí đao thánh quân kiêu ngạo phòng ngự, bị một hơi đụng nát. Bí đao thánh quân một mặt mộng bức. Ta vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự. Tiểu tử, phòng ngự của ngươi không tệ. Quy tiền bối nhếch miệng cười một tiếng, duỗi chảo từ bí đao thánh quân trong tay tiếp nhận thiên cương, nói, bất quá tại phương diện phòng ngự, ngươi còn có một số chỗ thiếu sót, trong mắt ta, hắn có 5 nơi chí mạng yếu ớt chi điểm, ta chỉ cần nhắm ngay nhược điểm, một kích liền có thể đụng nát. Ngươi sắt thép thành lũy, còn có rất lớn chỗ trống để cải tiến. Quy tiền bối cũng rất am hiểu phòng ngự, dù sao cũng là trưởng xác kiếp tiên chủng loại. Xin tiền bối chỉ giáo. Bí đao thánh quân nói thật nhanh. Tỷ như, hành bùn rong biển diện màng, tìm hiểu một chút. Quy tiền bối ôm lấy thiên cương, liền hướng bản thân trong mai rùa trang đi. Bí đao thánh quân. Lần sau thông qua Tống Thư Hàng tới tìm ta, nhưng là hướng ta cầu học, phải mang theo hợp tâm ta ý lễ vật mới được. Hành bùn rong biển diện màng, người hiểu không? Quy tiền bối vui a nói. Bí đao thánh quân nhẹ gật đầu, ta đã biết, tiền bối. Chít chít cái này lúc, cách đó không xa tôn này đặc biệt mỹ hình thiên nhân huyền thánh, phát ra dài nhỏ tiếng kêu gọi, tựa hồ là đang triệu hoán. Theo nàng tiếng kêu gọi, trong hư không có một con thú chảo phá vỡ không gian, trực tiếp xuất hiện tại quy tiền bối trước mặt. Cái kia thú chảo, nắm thiên cương, cưỡng ép chiếm lấy. Đồng thời lại có một đầu thú chảo duỗi ra, đối quy tiền bối đánh tới. Đương! Quy tiền bối chặn một kích này. Nhưng thân hình lại bị đánh bay ra ngoài. Cùng một chỗ bị đánh bay còn có bí đao huyền thánh. Cửu phẩm, quy tiền bối giận dữ. Nếu không phải nó một thân thực lực bị đại đế phong ấn, làm sao bị cái này thú chảo một kích đánh bay? Cái kia thú chảo bắt lấy thiên cương về sau, nhẹ nhàng lắc lắc, bắt đầu co lại. Thiên địa đại biến sắp đến, trường sinh giả cùng kiếp tiên tị thế. Cái này thú chảo chủ nhân, đồng dạng có chỗ cố kỵ. Hắn không có đem chân thân bại lộ tại hiện thế, chỉ là duỗi ra hai cái thú chảo, viễn trình thông qua không gian thông đạo thi triển đủ loại thần thông. Bình thường tới nói, thiên cương còn chưa đủ lấy để một tôn cửu phẩm kiếp tiên xuất thủ, đến cướp đoạt. Dù sao thiên cương phẩm chất lại cao hơn, cũng chỉ là lục phẩm chân quân dùng vật phẩm, phẩm cấp hạn chế giá trị của nó. Nhưng thiên nhân một phương, lại nhưng xuất động cửu phẩm, đến tranh đoạt cái này thiên cương. Chẳng lẽ căn này thiên cương phi thường đặc thù, đáng giá một tôn cửu phẩm kiếp tiên cấp cường giả xuất thủ tranh đoạt? Ý nghĩ này, trong nháy mắt hiện lên ở tất cả mọi người trong đầu. Bá Tống, quy tiền bối hét lớn, hắn duỗi ra chân trước dùng sức một điểm, vận dụng không gian của mình thủ đoạn, miễn cưỡng đem thú chảo xuất hiện cánh cửa không gian mở rộng, vì Tống Thư Hàng tranh thủ thời gian. Mặc dù quy tiền bối cũng không biết, Tống Thư Hàng có hay không thủ đoạn đem thiên cương đoạt lại. Nhưng lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều. Dù sao cái này thiên cương khẳng định là cái thứ tốt, nếu là có thủ đoạn, liền nhất định phải đoạt tới. Càng quan trọng hơn là, nhất định phải đổi chết cái này thú chảo ra hỏa. Nghe được quy tiền bối tiếng kêu lúc, Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên rất nhiều loại phương án mang thai ngưng thị. Phần thiên hỏa diễm đao, nhân quả đao, trung yên thánh kiếm. Nhưng mỗi một loại đều không thích hợp hiện trạng. Mở cho ta khải hạch tâm thế giới thông đạo, cái này lúc, hạch tâm thế giới bên trong sở các chủ thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng theo bản năng tại sở các chủ đầu phía trên, mở ra hạch tâm thế giới cùng hiện thế thông đạo. Sau một khắc, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, từ Tống Thư Hàng trên đầu mọc ra nói đúng ra, là sở các chủ tóc dài, xuyên thấu qua hạch tâm thế giới từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu toát ra. Mái tóc dài màu đen trải rộng ra, từ lưng dài đến eo. Lại từ eo dài đến đầu gối, cuối cùng trải rộng ra đầy đất. Mỗi một cây mái tóc dài màu đen bên trên, đều ẩn chứa pháp tắc lực lượng, đó là siêu việt kiếp tiên cấp bậc lực lượng pháp tắc. Thật đẹp, ta lại nhưng cảm giác bá Tống huyền thánh thật xinh đẹp. Ta có phải hay không cần thuốc nhỏ mắt? Thời niên thiếu bá Tống huyền thánh, vốn là lớn có chút thanh tú, lại thêm cái này một đầu tóc dài, mới có thể để ngươi có hắn rất đẹp ảo giác. Cái này tóc dài là bá Tống huyền thánh tuyệt kỹ. Nghe nói tạo hóa pháp vương có một chiêu gọi tăng phát thuật kỹ năng, là cái này sao? Đang khi nói chuyện, mái tóc dài màu đen không gió mà bay, vặn thành mấy chục cổ. Những thứ này tóc dài, trực tiếp đâm vào đến trong hư không, xuyên thấu không gian. Là không gian chi lực. Cửu phẩm kiếp tiên chiêu bài lực lượng. Tóc dài xuyên thấu không gian về sau,
trực tiếp xuất hiện tại Quy Tiền Bối duy trì cánh cửa không gian trước mặt. Lúc này, cái kia thú chảo đã sớm mang theo thiên cương, tan biến tại cánh cửa không gian bên trong. Mấy chục cổ mái tóc dài màu đen, trực tiếp đâm vào đến Quy Tiền Bối duy trì cánh cửa không gian bên trong, truy kích mà lên. Rầm rầm rầm, vô cùng kinh khủng ba động, cánh cửa không gian bên trong truyền ra ngoài. Đây là diệt thế lực lượng, cửu phẩm kiếp tiên phía trên cường giả đối kháng chính diện lúc mới có thể sinh ra chiến đấu ba động. Cửu phẩm kiếp tiên lực lượng, mỗi một kích đều có thể đạt tới hủy thiên diệt địa hiệu quả. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn đủ để đem một khỏa tinh cầu mặt ngoài đẩy ngang một lần, đem trên tất cả sinh mệnh xóa đi. Bá Tống Huyền Thánh, khủng bố như thế. Ánh mắt của hắn là chư thiên vạn giới ác mộng của tu sĩ, 99% phía trên người tu luyện, cũng không dám nhìn thẳng Bá Tống Huyền Thánh con mắt. Mà tóc của hắn, lại nhưng có thể truy kích cửu phẩm kiếp tiên cấp, chính diện cứng rắn. Vậy trừ con mắt cùng tóc bên ngoài, trên người hắn còn có hay không cái gì đặc thù khí quan, tỉ như móng tay cái gì, cũng có được uy năng đáng sợ. Một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, cánh cửa không gian sụp đổ. Bá Tống Huyền Thánh tóc dài, từ cánh cửa không gian bên trong chui trở về. Tóc dài mũi nhọn thoáng có chút cháy đen. Nhưng đây không phải trọng điểm là cái này tóc dài bên trên, vòng quanh 2/3 chiều dài thiên cương. Hiển nhiên, cái kia thú chảo kiếp tiên ăn thua thiệt ngầm. Tóc dài vòng quanh thiên cương trở về đến Bá Tống Huyền Thánh bên cạnh. Đạo hiệu của ngươi là Lệ sao? Cái này lúc thanh âm của một nữ tử, tại Lệ Thánh Quân vang lên bên tai. Lệ Thánh Quân vẫn chưa trả lời, đã thấy cái kia tóc dài như đao, tại thiên cương trên nhẹ nhàng hết thảy, cắt xuống một đoạn nhỏ, vòng quanh ném tới trước mặt hắn. Lệ Thánh Quân một mặt mộng bức, tiếp nhận thiên cương. Vì cái gì Bá Tống Huyền Thánh muốn đem cái này một đoạn nhỏ thiên cương giao cho hắn? Vì cái gì Bá Tống Huyền Thánh thanh âm tại hắn trong tai nghe tới lại là êm tai, ôn nhu nữ tử thanh âm? Lệ Thánh Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Gọi ta ba ba, cái này lúc. Đột nhiên có một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ từ Bá Tống Huyền Thánh trên mặt hiển hiện, tựa như mặt nạ đồng dạng đeo tại trên mặt hắn. Là Bá Tống Huyền Thánh công đức chi thân, tôn này công đức xà nữ đế. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân vẫn còn bận rộn lấy bện thuộc về hạch tâm thế giới mạng lưới, một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Đó là cái đại công trình, không biết còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành. Nàng lần này ngoi đầu lên, có thể nói là trong lúc cấp bách suốt thời gian. Đi ra chơi một chút. Tiên tử đừng làm rộn. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại trên mặt mình, không để ý công đức xà mỹ nhân kháng nghị, trực tiếp đưa nàng theo trở lại hạch tâm thế giới. Ta sẽ còn trở về công đức xà mỹ nhân đọc lấy kỳ quái lời kịch, bị lấp trở về, tiếp tục đi bện nàng cái kia không biết khi nào mới có thể hoàn thành mạng lưới. Đồng thời, Tống Thư Hàng hiếu kỳ liên hệ sở các chủ, sở tiền bối cùng Lệ Thánh Quân nhận biết. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Sở các chủ trả lời. Tống Thư Hàng. Vậy tại sao sở tiền bối muốn đem một đoạn thiên cương đưa cho Lệ Thánh Quân? Chẳng lẽ là nhìn Lệ Thánh Quân tương đối thuận mắt? Lệ Thánh Quân mặc dù nhìn qua rất đẹp trai, nhưng hẳn không phải là sở các chủ ưa thích kiểu dáng mới đúng chứ? Đợi đã, tại đưa thiên cương trước đó, sở các chủ tựa hồ xác nhận qua Lệ Thánh Quân đạo hiệu. Chẳng lẽ là bởi vì đạo hiệu nguyên nhân? Lệ Thánh Quân đạo hiệu có cái gì chỗ đặc thù sao? Mộc, Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên, hắn cảm giác mình phát hiện chân tướng, sở tiền bối chẳng lẽ ngươi là bởi vì Lệ Thánh Quân đạo hiệu bên trong, mang cái mộc tự. Gặp vật nghĩ tình, nhớ tới tống đầu gỗ. Có tin ta hay không dùng tóc ghìm chết ngươi? Sở các chủ chậm rãi nói. Trong hư không, cái kia đầy trời tóc dài bên trong có một sợi cuốn lên, tại Tống Thư Hàng chỗ cổ phất phới lấy. Đồng thời, vì để phòng lại xảy ra biến hóa. Sở các chủ một cái khác lọn tóc vòng quanh thiên cương, đưa nó đưa vào đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong đi. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay bắt lấy cái này sợi tóc dài, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Trong thiên hạ đạo hiệu bên trong mang mộc nhiều người đi, ta gặp một cái nghĩ một cái. Sở các chủ giễu cợt nói, suy nghĩ thật kỹ liền biết, đây là không thể nào sự được không? Như vậy, chỉ có một cái khả năng, là cố nhân hậu đại sao? Tống Thư Hàng lại hỏi. Miễn cưỡng xem như thế đi, sở các chủ chậm rãi nói. Tại gặp gỡ Tống Thư Hàng trước đó, Bích Thủy Các ngay tại chư thiên vạn giới phiêu đãng thật lâu thời gian. Thời điểm đó Bích Thủy Các, có đôi khi sẽ hạ xuống hiện thế trên địa cầu,
có đôi khi sẽ giáng lâm đến cái khác chư thiên vạn giới, có đôi khi lại ở trong tinh không tùy ý phiêu đãng. Chân thực huyễn tượng Bích Thủy Các, đã từng có thật nhiều tu sĩ tiến vào bên trong, nhưng căn bản không có phát giác Bích Thủy Các dị dạng, bọn hắn tại cái này như là thế ngoại đào nguyên Bích Thủy Các bên trong sinh sống một đoạn thời gian, chịu đến Bích Thủy Các thành viên nhiệt tình chiêu đãi, xem như ở nhà. Trong đó có vài vị tu sĩ, đã từng cùng Sở Các Chủ tiếp xúc qua, cũng đạt được Sở Các Chủ đưa tặng một số bảo vật, hoặc là tiếp nhận rồi Sở Các Chủ chỉ điểm, học tập Bích Thủy Các một số pháp thuật. Lệ Thánh quan hệ này tiên tổ hoặc là sư môn trưởng bối, liền có người đã từng tiến vào Bích Thủy Các. Sở Các Chủ tóc dài, toàn bộ lùi về đến hạch tâm thế giới. Nàng hiện tại chỉ còn lại có cái đầu, một thân lực lượng trăm không còn một, vừa rồi vận động, đối với nàng mà nói tiêu hao đã có chút lớn. Tiếp đó, nàng không biết muốn thổ bao nhiêu lần bong bóng, mới có thể một lần nữa góp nhặt đầy đủ lực lượng. Thì ra là thế, nghe xong Sở Các Chủ sau khi giải thích, Tống Thư Hàng trong lòng đại định. Hắn nhìn về phía Lệ Thánh Quân, ánh mắt phức tạp, một mặt muốn nói lại thôi biểu lộ. Lệ Thánh Quân nhìn lại Tống Thư Hàng, nhưng ngay lúc đó lại nghiêng đi đầu, hắn không dám nhìn thẳng Tống Thư Hàng hai mắt. Gió nhẹ thổi qua, thổi lên Lệ Thánh Quân cái kia một đầu mái tóc đen nhánh. Lệ đạo hữu, Tống Thư Hàng chậm rãi nói, tăng pháp thuật, tìm hiểu một chút. Lệ Thánh Quân, Linh Điệp Thánh Quân, Thất Tu Thánh Quân, Yêu Mộng Thánh Quân đầu tiên là sững sờ, sau đó nàng cười đáp lăn lộn đầy đất, ha 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 ha, ha ha ha. Đương nhiên, ta là không thể trực tiếp dạy bảo ngươi pháp thuật này. Pháp thuật này quyền sở hữu, là ta phía sau tạo hóa tiền bối. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Tạo hóa pháp vương. Mục tiêu của ta là trở thành chư thiên vạn giới đỉnh tiêm ca sĩ, mà không phải hộ pháp sư. Bá Tống đạo hữu, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lệ Thánh Quân đối Tống Thư Hàng ôm quyền, nói, lần sau có cần trợ giúp địa phương, ta đoạn không chối từ. Lệ Thánh Quân bề bộn nhiều việc, hắn hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Tiếp đó, hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm. Chỉ là vừa mới đi ngang qua thời điểm, hắn vừa vặn nhìn trời thiên cương, lại muốn bản thân tiếp xuống một cái thí nghiệm công chính cần dùng đến thiên cương, cho nên mới lâm thời khởi ý, tranh đoạt cái này thiên cương. Hiện tại, thiên cương tới tay, hắn liền vội vã muốn đi làm chuyện trọng yếu. Mặc dù không biết bá Tống Huyền Thánh vì sao đột nhiên đưa tặng hắn một đoạn thiên cương, nhưng nhân tình này hắn đến ghi lại. Lần này hắn đi ra tương đối cấp, trên người ngoại trừ một không gian pháp khí linh thạch bên ngoài, liền không có mang theo cái khác thích hợp làm tạ lễ bảo vật. Nhưng nếu như trực tiếp đem linh thạch đưa cho bá Tống Huyền Thánh, liền lộ vẻ quá tục khí. Quay đầu, hắn liền chuẩn bị một phần thích hợp lễ vật, cho bá Tống Huyền Thánh đưa đi. Tống Thư Hàng cũng nhìn ra Lệ Thánh Quân tựa hồ rất bận rộn bộ dáng, hắn cũng ôm quyền trả lời, Lệ đạo hữu lên đường bình an. Bá Tống đạo hữu, lần sau thời điểm gặp lại, người ta lại đem rượu ngôn hoan. Lệ Thánh Quân vừa chắp tay, một lần nữa nhảy lên xe ngựa. Vượt ngang bầu trời cầu vượt Nazi, lòng mã xe ngựa chở Lệ Thánh Quân hướng nơi xa bước đi. Sau khi lên xe, trong xe ngựa Lệ Thánh Quân xa xa ngắm nhìn trên tòa thánh thành tạo hóa cổ thánh. Tăng pháp thuật, lần sau có rảnh, hắn có lẽ đến bái phỏng bên dưới vị này tạo hóa đạo hữu. Cũng không biết cái kia tăng pháp thuật đối với hắn loại này thụ nguyền rủa ảnh hưởng tên chọc có hữu hiệu hay không. Lệ Thánh Quân đi xa, thiên cương bị bá Tống Huyền Thánh thu hoạch. Đợt tiếp theo tán tài còn chưa có bắt đầu. Tán tài hiện trường, nhưng như cũ bầu không khí lửa nóng. Lấy Bạch Bích Tam Sinh đao ra làm chủ một đám cường lực tu sĩ. Đối thiên nhân trận doanh không ngừng khởi xướng cường công, không nói nhảm, chính là mạnh đỗi. Thiên nhân trận doanh có tôn này bát phẩm thiên nhân tọa chấn, tu sĩ một phương lại có Yêu Mộng Thánh Quân đối thiên nhân nhìn chằm chằm. Bạch Bích Tam Sinh đao gia tộc mục tiêu là đối thiên nhân tiến hành báo thù, Yêu Mộng Thánh Quân cần còn sống thiên nhân làm cổ trùng miêu sàng, song phương ăn nhịp với nhau. Đồng thời, Bí Đao Thánh Quân, Linh Điệp Thánh Quân, Thất Tu Thánh Quân cũng ở bên hiệp trợ. Đối thiên nhân cao đoan chiến lực tiến hành kiềm chế. Thiên nhân số lượng bắt đầu rút lại. Hoa cái này lúc, từ nguyên bản thiên cương vị trí, có một cái vòng xoáy sinh ra. Tại vòng xoáy bên trong, có vô số bảo quang lóe lên. Tới, Thất Tu Thánh Quân hơi nghiêng người đi, từ thiên nhân trong cuộc chiến thoát thân mà ra. Ánh mắt của hắn tại cái này một nhóm bảo quang bên trong nhanh chóng tìm tòi.
lấy hắn huyền thánh cấp bậc tu vi, chỉ cần đảo qua một chút, liền có thể nhanh chóng đem bảo vật phân biệt phân loại. Một lát sau, hắn liền tìm tới chính mình thứ cần thiết, đó là một cái đồng tử trạng hình cầu. Là giải cứu lục tu từ cửu tu phượng hoàng đao trói buộc bên trong thả ra thiết yếu chi vật. Thất tu thánh quân thả người nhảy lên, hướng về cái kia vòng xoáy cái này đại tuyển qua từ ngoại hình nhìn lại, luôn cảm giác giống như là cái hố. Nhưng mà, liền xem như luyện ngục, thất tu thánh quân cũng sẽ xông vào một lần. Đây chính là sức mạnh của ái tình. Cùng một thời gian, vây xem các hệ người tu luyện, cũng nhao nhao đứng dậy vọt hướng cái kia đại tuyển qua. Nhảy vào vòng xoáy tu sĩ, đại bộ phận cũng có thể nhìn ra vòng xoáy này quỷ dị. Dù sao cái này đại tuyển qua quỷ dị như vậy. Nhưng vòng xoáy bên trong bảo vật số lượng quá nhiều, mỗi một kiện bảo vật đều là tinh phẩm. Đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, trong đó có chút bảo vật là đáng giá cầm sinh mệnh đi đụng một cái chí bảo, thần đan. Có duyên thọ đại dược, có chữa trị tai họa ngầm bảo vật, có công pháp truyền thừa ngọc giản, có chân quý càn khôn pháp khí. Chỉ cần chiếm lấy đến, liền có thể đi vào đạp vào đỉnh phong con đường, hoặc là duyên thọ mấy trăm năm, hoặc là chữa trị trên người mình tai họa ngầm. Cơ hồ phần lớn người đều có phấn đấu lý do. Đương nhiên, cũng có một số người là ôm lòng chờ may mắn lý, đoạt một thanh liền đi trong lòng, có người thì là người mang bí bảo cho là mình dù là rơi vào khốn cục cũng có thể phá cục mà ra. Muôn hình muôn vẻ người, muôn hình muôn vẻ tư tưởng, cấu thành muôn hình muôn vẻ thế giới. Thất tu thánh quân thực lực cao nhất, tốc độ nhanh nhất. Khi hắn rơi vào vòng xoáy sát na, liền cảm giác thế giới đỉnh ngược lại. Trên cùng bên dưới trao đổi. Thân hình hắn đảo ngược, chân đạp hư không, ổn định thân hình. Khi hắn đảo ngược thân hình về sau, liền phát hiện tại vòng xoáy bên trong có tầng một cầu thang. Vòng xoáy bên trong tất cả bảo vật, đều quay chung quanh tại trên cầu thang. Thất tu thánh quân hơi dừng một chút về sau. Cất bước đạp vào cầu thang, đi lên. Thất tu tiền bối tiến vào, chúng ta cũng đi vào không? Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Linh Điệp Thánh Quân, thất tu đạo hữu quá nóng lòng, lúc này kỳ thật để khôi lỗi hóa thân hoặc là phân thân loại hình đi vào thăm dò một chút là tốt nhất. Bất quá, thất tu tiền bối có không thể không lập tức đi vào lý do. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Có thể giải cứu lục tu tiên tử bảo vật, chỉ có một cái. Nếu như không nhanh chút, rất có thể sẽ bị những người khác lấy đi. Nhìn qua không có nguy hiểm, chúng ta cũng đi vào đi. Vũ Nhu Tử có chút kìm nén không được, ta cảm giác không có lớn nguy hiểm, mà lại cảm giác rất kích thích. Nàng ưa thích loại kích thích này mạo hiểm. Chờ một chút, đừng nóng vội, Linh Điệp Thánh Quân nói. Vậy các ngươi chờ lấy, ta đi vào trước nhìn xem. Cuồng Đao Tam Lãng cười ha ha một tiếng, từ trên tòa thánh thành nhảy xuống. Nhảy vào cái kia đại tuyển qua bên trong. Hắn hiện tại thân mang ba cái phục sinh pháp khí, cảm giác trạng thái trước nay chưa có tốt. Ta cũng phải tiến vào. Đông Phương Lục tiên tử đồng dạng từ trên tòa thánh thành nhảy xuống, nàng tựa hồ cũng phát hiện nhất định phải cướp đoạt tới tay bảo vật. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút sau nói, cái kia Linh Điệp tiền bối, ta cũng đi vào trước. Ta phải nhìn lấy Tam Lãng tiền bối cùng Đông Phương Lục tiên tử. Nếu như vòng xoáy này bên trong thật sự có dị biến, có hắn hạch tâm thế giới tại, có thể kịp thời đem Tam Lãng cùng Đông Phương Lục tiên tử bảo vệ. Thất tu thánh quân dọc theo cầu thang chạy vội, mỗi 500 bậc cầu thang làm một tầng, hắn một mực lướt lên tầng thứ 7, đã tới viên kia đồng tử bảo vật vị trí. A, ta làm sao không thể đi lên rồi? Đồng thời, phía dưới truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ. Hậu phương, tiến vào vòng xoáy tu sĩ loạn thành một bầy. Có người bị vây ở tầng thứ 4, có người bị vây ở tầng thứ 5, tất tiến không được. Nơi có người thì có thang lầu. Có ít người bị vây ở 4 lầu, có ít người bị vây ở lầu 5, chỉ có một số nhỏ người có thể bò lên trên lầu 6, càng ít một nhóm người có thể không thở một hơi bò lên trên lầu 7. Thất tu thánh quân đầu tiên là đưa tay thận trọng đem viên kia đồng tử trạng bảo vật thu vào. Là hắn, không sai. Thất tu thánh quân khóe miệng lộ ra ý cười. Viên này bảo vật tới tay, mục tiêu của hắn lần này liền hoàn thành. Đối cửu châu nhất hào quần thành viên mà nói vô cùng trọng yếu thiên cương cũng đã cướp đoạt tới tay. Vậy kế tiếp, là thời điểm rời đi. Thất tu thánh quân là cái ý chí rất kiên định nam nhân, một khi vật mình muốn đạt được về sau, hắn liền sẽ không lại bị chung quanh cái kia đầy trời bảo vật mê hoặc. Hắn quay người,
nhìn về phía dưới thân, nhìn lướt qua. Là cảnh giới, Thất Tu Thánh Quân nhẹ nhàng gật đầu nói. Hôm nay tới đây tán tài chi địa người tu luyện, chỉ ít đều là tứ phẩm cảnh giới trở lên. Tứ phẩm cảnh giới tu sĩ mới có thể làm đến ngự kiếm phi hành, hệ khác cũng kém không nhiều cùng loại, phi hành thuật, phi thiên ma trượng, ngự phong thuật loại hình năng lực, bình thường đều muốn tứ phẩm mới có thể nắm giữ. Cấp bậc này người tu luyện, số lượng cũng là nhiều nhất. Sau đó là một bộ phận ngũ phẩm tu sĩ. Lục phẩm tu sĩ phần lớn còn tại vòng xoáy vẻ ngoài nhìn, cũng không đến. Vòng xoáy này bên trong cầu thang, là án lấy cảnh giới đẳng cấp tới phân chia giai tầng, chỉ có thực lực cao hơn, mới có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Nói cách khác, ta hẳn là có thể đến tầng thứ 8. Thất Tu Thánh Quân thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn không ý định này. Đi ra ngoài trước đi, sau đó cùng Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu thương lượng một chút, nhìn xem các đạo hữu muốn hay không từ nơi này tán tài bên trong được chút chỗ tốt. Đang lúc Thất Tu Thánh Quân suy tư thời khắc, phía dưới có một bóng người bay lượn mà lên, một đường hướng hắn vào tới. Thất Tu tiền bối, có tìm được hay không đồ tốt? Tam lãng cười ha ha nói. Đang khi nói chuyện, hắn đã phá tan rồi tầng thứ 6, một đường chạy tới tầng thứ 7. Thất Tu Thánh Quân. Hắn ngắm nhìn cuồng đao tam lãng, ngũ phẩm cảnh giới, tiếp cận lục phẩm. Chẳng lẽ, là tam lãng trên người long ấn quan hệ? Thất Tu Thánh Quân rất nhanh hiểu được, rất có thể là trên người hắn long ấn cổ thánh thánh hào, bị đại tuyền qua thừa nhận làm là bát phẩm cảnh giới. Ngay sau đó, Đông Phương Lục Tiên Tử cũng một đường chạy tới, Thất Tu tiền bối, người tìm tới thứ mình muốn rồi. Thất Tu Thánh Quân mỉm cười, nói, các ngươi nếu có muốn đổ vật, liền lên đi thôi. Tốt nhất đến tầng thứ 8 đi, đi lấy các ngươi ưa thích đồ vật. Vượt lên tầng đồ vật, giá trị liền càng cao. Thứ ta muốn, vừa lúc ở tầng thứ 8. Đông Phương Lục Tiên Tử hì hì cười một tiếng, vậy ta đi lên trước. Dứt lời, nàng thả người nhảy lên, xông vào đến tầng thứ 8 bên trong. Thất Tu tiền bối, ta cũng lên trước. Cuồng đao tam lãng thân hình vọt tới, chui vào đến tầng thứ 8 bên trong. Thất Tu Thánh Quân mỉm cười, nghĩ nghĩ về sau, hắn cũng đi theo tiến vào tầng thứ 8. Tam lãng cùng Đông Phương Lục, một cái ngũ phẩm đỉnh phong, một cái mới vào lục phẩm. Nếu như tầng thứ 8 bên trong có nguy cơ lời nói, hai người không biết có thể hay không kháng trụ. Đồng quái tiên sư mang tới ngẫu nhiên không gian truyền tống bài, tại cái này đại tuyển qua bên trong cũng không biết có thể hữu hiệu hay không. Sở dĩ, Thất Tu Thánh Quân cải biến chủ ý. Đi theo tam lãng cùng Đông Phương Lục tiến vào tầng 8, yên lặng thủ hộ lấy hai cái này hậu bối. À, chỉ có thể lấy đi một kiện bảo vật sao? Cái này lúc, phía dưới lại có tiếng âm truyền đến. Có người lấy đi một kiện bảo vật về sau, ý đồ đi lấy kiện thứ hai bảo vật. Nhưng mặc cho bằng hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh, cũng vô pháp đem kiện thứ hai bảo vật nhặt. Sao có thể dạng này, ta muốn đồ vật là tầng 5 món kia? Nếu như chỉ có thể lấy một dạng. Có người lo lắng nói, thật sự không thể lấy thứ hai dạng bảo vật, khả năng đây chính là quy tắc. Tam lãng, Đông Phương Lục Tiên Tử, các ngươi lấy đi vật mình muốn, đừng lãng phí cơ hội. Thất Tu Thánh Quân lập tức lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời, hắn thông qua truyền âm phương thức, đem cái này tin tức truyền lại cho đại tuyển qua bên ngoài đạo hữu khác. Cuối cùng, Đông Phương Lục Tiên Tử lấy đi tại tầng 8 trên một quyển bảo điển. Mà cuồng đao tam lãng đang chọn tuyển nửa ngày về sau, lựa chọn lấy đi một cái vỏ đao đặc biệt. Chỉ có vỏ đao, không có bảo đao. Cùng một thời gian, Tống Thư Hằng còn đứng ở đại tuyển qua tầng 1, không có đi lên. Hạch tâm thế giới không có vấn đề, không có túng. Cùng Long Lạc tiểu trợ thủ câu thông cũng không thành vấn đề, không có bị che đậy. Trên trực giác cũng không có cảm ứng được nguy cơ. Hắn cũng không phải là bị vây ở tầng 1. Chỉ là hôm nay sự cẩn thận của hắn cẩn thận thuộc tính phát tác, tiến vào đại tuyển qua về sau, ngay tại từng bước một tiến hành khảo thí. Sau đó, là sau cùng xác định phương án ngụy bất hủ hình thức. Tống Thư Hàng thân hình nổ tung, hóa thành sương mù. Tiếp lấy hắn đưa tay, ấn tại đại tuyển qua trên cầu thang. Xem xét bí pháp. Thống khổ để cho ta càng thêm kiên cường, mỗi lần thống khổ cũng có thể làm cho ta thu hoạch được càng nhiều tri thức cùng tình báo. Hoa! Đại lượng sương mù từ trên người hắn nổ tung lên. Cái này đại tuyển qua hiển nhiên lai lịch không nhỏ, làm mấy ngàn năm thậm chí hàng vạn năm trước liền tồn tại tán tài nghi thức,
chủ trì cái này nghi thức vị kia Tiêu Dao rất có thể là kiếp tiên cấp bậc, thậm chí khả năng càng mạnh. Nếu là lúc trước, Tống Thư Hằng thật đúng là không dám xem xét vật như vậy. Bất quá bây giờ, Ngụy Bất Hủ hình thức tại Hắc Long thế giới thông qua Long Lệ Bảo Thạch tiếp xúc đến Hắc Long bản nguyên thời điểm, đạt được cường hóa, xem xét bí pháp độ thuần thục cũng ngày càng làm sâu sắc, đối thống khổ sự nhẫn nại tại 8 tấn 9 thiên kiếp ở bên trong lấy được ma luyện, ba hợp một điều kiện tiên quyết, Tống Thư Hằng mới lực lượng nếm thử xem xét loại cấp bậc này vật phẩm. Tại ta tiếp nhận cực hạn phạm vi bên trong, đối cái này đại tuyển qua tiến hành xem xét. Tống Thư Hằng cắn răng nói. Xem xét bí pháp thi triển thành công. Phù văn màu vàng hóa thành đảo ngược thời trung, sau đó lại hóa thành khổng lồ tình báo, hiện lên ở Tống Thư Hằng não hải. A, mẹ nha, lúc này thật đau muốn mạng. Tống Thư Hằng cắn răng kêu thảm. Mấy vị vừa vặn từ hắn bên cạnh đi qua người tu luyện, bị hù run lẩy bẩy, sợ bá Tống Huyền Thánh một cái nghĩ quẩn, mang thai ngưng thị bắn phá toàn trường. Tiêu Dao tán tài vương tọa, một vị hứng thú tán tài kẻ yêu thích Tiêu Dao tán tiên vì chính mình đặc thù yêu thích mà xây dựng kỳ diệu không gian. Mỗi khi hắn cùng một vị tất 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 đánh cược chiến thắng, từ tất 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 trong tay thắng được đại lượng tài vật lúc, liền sẽ tổ chức một lần thịnh đại tán tài nghi thức, đem từ tất 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 trong tay thắng được tài vật, tràn ra một phần tư số lượng. Lần này là Tiêu Dao tán tiên một lần cuối cùng tán tài, lại đi lại chân quý. Tống Thư Hằng lại nhưng thật là thuần túy tán tài yêu thích, từ một vị đại lão trong tay cược thắng về sau, liền tiến hành tán tài nghi thức. Có được dạng này yêu thích đại lão, mời cho ta đến một tá A. Bất quá, vị kia tất 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 đại lão, đến cùng là lai lịch gì? Lấy Tống Thư Hằng hiện tại xem xét bí pháp, liền xem như kiếp tiên cũng có thể giám định ra một tia dấu vết để lại tới. Mà vị này đại lão, liền một điểm tin tức đều không thể đạt được. Chí ít cũng là trường sinh giả cấp bậc phía trên đại lão. Từ xem xét bí pháp phản hồi qua tin tức đến xem, chỉ là Tiêu Dao tán tiên xuất phát từ hứng thú cùng yêu thích tán tài hoạt động. Cần thiết phải chú ý chính là cùng Tiêu Dao tán tiên đánh cược cái vị kia đại lão, đến cùng là lai lịch gì, cùng vì cái gì Tiêu Dao tán tiên lại là một lần cuối cùng tán tài. Các tiền bối, vào đi, tán tài vương tọa nguy hiểm hệ số ở vào có thể tiếp nhận phạm vi. Tống Thư Hằng quay người, hướng về tất cả Cửu Châu nhất hào quần tiền bối truyền âm nói. Theo xem xét bí pháp phản hồi đến xem, tán tài vương tọa rất an toàn. Bất quá, tâm phòng bị không thể không. Sở dĩ Tống Thư Hằng tại hạch tâm thế giới cùng tự thân ở giữa mở ra lấy một cái tiểu thông đạo. Chỉ cần cái này tiểu thông đạo bị kích thích bắt đầu quan bế, Tống Thư Hằng liền sẽ mượn nhờ quy tiền bối cùng sở các chủ lực lượng, trước tiên đem tất cả Cửu Châu nhất hào quần thành viên kéo vào hạch tâm thế giới. Cùng một thời gian, Thất Thu Thánh Quân dặn dò, mỗi cái người tiến vào, chỉ có thể chọn lựa một kiện bảo vật. Sở dĩ, đừng quản phía dưới bảo vật, trực tiếp đi lên. Càng lên cao bảo vật, giá trị càng cao. Tán tài vương tọa giai tầng theo cảnh giới hạn chế, mấy phẩm cảnh giới liền có thể leo đến bậc thứ mấy tầng. Cửu Châu nhất hào quần thành viên, đại bộ phận đều tại cái kia Hắc Long thế giới soát đến cổ thánh xưng hào, có thể trực tiếp đến tầng 8. Mà quần bên trong tiền bối, chỉ cần người mang long ấn cùng cổ thánh xưng hào, liền đều có thể đến tầng 8. Tống Thư Hằng bổ sung truyền âm nói. Dứt lời, hắn đứng dậy toàn thân run rẩy, hướng cầu thang thượng tầng bước đi xem xét cái này tán tài vương tọa thống khổ, không ngừng cọ rửa thần kinh của hắn. Thống khổ chỉ so với hắn dự tính muốn lớn hơn một chút, cần một chút thời gian đi thích ứng. Chẳng biết lúc nào, hắn tựa hồ nhiều một cái thích ứng thống khổ năng lực. Chỉ cần không một hơi đem hắn đau đã hôn mê, là hắn có thể thời gian dần trôi qua thích ứng thống khổ, đối trên tinh thần kịch liệt đau nhức sinh ra kháng tính. À, vậy ta còn không có hiển thánh, cũng chỉ có thể hạn định tại tầng 7. Một cái giọng ôn hòa nói. Tố tố tiên tử, ta chỉ có thể hạn định tại tầng 6. Ta vừa mới xuất quan, không có cái kia long ấn. Lại nói, đại gia trên người cái kia cổ thánh xưng hào cùng long ấn là từ đâu tới? Nàng vừa xuất quan, rất nhiều chuyện còn chưa kịp tới hiểu rõ. Vài ngày trước tại Hắc Long thế giới soát, hiện tại hẳn là không biện pháp lại thu được. Bắc Hà tán nhân truyền âm trả lời. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Cửu Châu nhất hào quần thành viên, đều cảm nhận được cái này long ấn chỗ tốt. Sớm biết như thế, ta khẳng định phải sớm một chút thời gian xuất quan. Tố tố tiên tử tâm tắc nói. Ha ha, Tống Thư Hằng cười nói. Còn không long ấn các tiền bối không nên gấp,
nói không chừng lần sau. Chúng ta còn sẽ có cơ hội. Tại Hắc Long thế giới hiển thánh, cần hai bước. Một là vượt qua Hắc Long thế giới thánh giả không gian chi kiếp, cũng chính là 7 tấn 8 kiếp nạn, sau đó lại cùng Húc Nhật Vương tọa ký kết khế ước, đến lúc đó liền có thể thông qua Long Lạc tiểu trợ thủ an bài Hắc Long hiển thánh. Thư Hàng tiểu hữu, lần sau nếu có tương tự cơ hội, nhất định phải mang ta lên a. Cái kia giọng ôn hòa nói. Thanh âm này tốt quen tai, hẳn là quần bên trong một vị tiền bối. Không có vấn đề, không có vấn đề. Thế là Tống Thư Hàng gật đầu đáp ứng nói. Lại nói, muốn hay không đem Hắc Long thế giới hiển thánh phát triển trở thành nghiệp vụ. Tống, nghèo đến điên rồi. Thư Hàng trong đầu trong nháy mắt hiển hiện một đầu liên quan tới Hắc Long thế giới hiển thánh dây chuyền sản nghiệp kế hoạch. Tốt tại lý trí của hắn vẫn còn, dùng sức lắc đầu về sau, hắn đem cái này khả năng kiếm nhiều tiền kế hoạch từ trong đầu xóa đi. Dù sao, Hắc Long thế giới không phải hắn hạch tâm thế giới, có một số việc không thể làm loạn. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, tại Linh Điệp Thánh Quân cùng Hoàng Sơn Tôn giả thủ hộ xuống, tiến vào tán tải vương tọa. Hậu phương thiên nhân, bị Yêu Mộng Thánh Quân cùng Bạch Bích Tam Sinh Đao gia tộc dây dưa, nhất thời nửa khắc không cách nào tiến vào vương tọa. Đợi tất cả quần thành viên tiến vào tán tài vương tọa lúc, Hoàng Sơn Tôn giả truyền âm nói, đại gia một hồi lấy bảo vật lúc, trước hoãn một chút. Nếu có ai chỉ có thể hạn định tại 5, 6, 7 tầng, cái kia một hồi thu lấy bảo vật thời điểm trước không nên gấp. Có lẽ có thể leo lên 8 tầng đạo hữu, thứ cần thiết lại tại 5, 6, 7 tầng bên trong. Đến lúc đó có thể tiến hành trao đổi, không muốn lãng phí cơ hội. Hoàng Sơn Tôn giả không hổ là quần chủ, tính toán tỉ mỉ, công việc quản gia có phương pháp. Không có vấn đề, Hoàng Sơn tiền bối, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, nhao nhao trả lời. Một bên khác, Tống Thư Hàng thích ứng trên thân thể đau đớn về sau, rốt cục đến tán tài vương tọa tầng thứ 8. Không sai biệt lắm, hắn dừng bước lại, chuẩn bị làm thí nghiệm. Hắn từ hạch tâm thế giới bên trong, đem thông nương móc ra. Thông nương cảnh giới bây giờ là tam phẩm cảnh giới. Mà Tống Thư Hàng hiện tại ở vào tán tài vương tọa tầng thứ 8, là huyền thánh mới có thể đến cấp độ. Nếu như lúc này đem thông nương từ hạch tâm thế giới bên trong lấy ra, thông nương có thể tại tầng thứ 8 gỡ xuống một kiện bảo vật không? Hạch tâm thế giới loại này không gian hệ đồ tốt, dùng để lén qua thật sự là thoải mái nhất. Thông nương bị từ hạch tâm thế giới bên trong lấy ra, nàng tán về sau, chân nhỏ từ ngộ đạo thạch bên trong duỗi ra, nhẹ nhàng nhảy lên. Có cảm giác gì không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Sẽ có hay không có cái gì nặng nề cảm giác áp bách loại hình, hạn chế thông nương hành động? Không có cái gì vấn đề, ta cảm giác người nhẹ như yến, tốt không thể tốt hơn. Thông nương trả lời. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, xem ra hắn thí nghiệm thành công một nửa. Cái kia thông nương, người phụ cận nhìn xem, có hay không ưa thích bảo vật, lấy một kiện thử một chút. Thất tu thánh quân ngắm nhìn Tống Thư Hàng, lập tức minh bạch hắn muốn làm gì. Thông nương tại tán tài vương tọa 8 tầng nhìn một vòng, sau đó nhìn chúng một cái ấm phun nước trạng pháp khí, liền nó. Đi, ta dẫn người đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không đưa nó gỡ xuống. Tống Thư Hàng nâng lên thông nương, đi vào cái kia pháp khí trước. Thông nương đưa tay bắt lấy cái kia pháp khí, nhẹ nhàng vồ một cái. Nhưng là, cái kia ấm phun nước không nhúc nhích tí nào. Xem ra, tầng thứ 8 bảo vật, muốn lấy xuống vẫn phải có thánh ấn hoặc thánh hào gia trì mới được. Thất tu thánh quân lên tiếng nói, Đông Phương Lục Tiên Tử cùng Cuồng Đao Tam Lãng, cảnh giới không tới nhưng có thánh ấn, thánh hào tại, liền có thể thuận lợi gỡ xuống bảo vật. Xem ra là dạng này, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Hắn đem thông nương bưng lấy phóng tới trên mặt đất. Thông nương ngẩng đầu, nhìn qua cái kia xanh biếc tinh mỹ ấm phun nước, hành mầm trên mắt nhỏ nháy mắt cũng không nháy mắt, tràn đầy vẻ khát vọng. Muốn, Tống Thư Hàng cười nói. Thông nương dùng sức gật đầu. Tốt a, Tống Thư Hàng đưa tay, đem cái kia ấm phun nước lấy xuống, giao cho thông nương, về ngươi. Thông nương hơi sững sờ. Lúc trước thiên kiếp không gian bên trong, cảm ơn ngươi. Đây coi như là ta tạ lễ một trong đi, Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Cái kia, ta liền không khách khí nhận lấy á, thông nương vui vẻ nói. Bàn tay nhỏ của nàng chộp vào ấm nước bên trên, xanh biếc nước thu nhỏ, chủ động thích ứng thông nương hình thể. Sau đó, lại theo giúp ta làm thí nghiệm như thế nào. Tống Thư Hàng nâng lên thông nương.
8 tầng cần thánh ấn hoặc thánh hào, cái kia 7 tầng đâu? Tống Thư Hàng đem Thông Nương một lần nữa chuyển rời đến hạch tâm thế giới, sau đó từ tầng 8 trở lại tầng thứ 7. Thất phẩm tôn giả không có giống bát phẩm huyền thánh như thế mang tính tiêu chí thánh hào cùng thánh danh, sở dĩ, nếu như có thể chuyển rời đến thất phẩm khu vực, trên lý luận Thông Nương hẳn là có thể gỡ xuống một kiện bảo vật A. Tống Thư Hàng cảm giác mình lý luận không có tâm bệnh, thực tiễn lời nói tỷ lệ thành công rất cao. Thế là, Thông Nương lại thất bại. Vẫn chưa được, Thư Hàng. Thông Nương đáng thương nói, nàng thử từ 7 tầng gỡ xuống một cái thần châu, nhưng này hạt châu không nhúc nhích tí nào. Tống Thư Hàng an ủi, không có việc gì, chúng ta còn có thể tiếp tục nếm thử. Còn có 6 tầng, 5 tầng cùng 4 tầng, chỉ cần trong đó có tùy ý tầng 1 thành công, chúng ta liền không lỗ. Cứ như vậy, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, nhìn lấy Tống Thư Hàng bưng lấy Thông Nương, bắt đầu ở tán tài vương tọa các tầng dày vò. Người tầng 7 đến tầng 6, từ tầng 6 đến tầng 5, lại từ tầng 5 đến tầng 4. Triệt để thất bại, Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên cạnh, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng thở thật dài, ta thấy được, Vũ Nhu Tử. Xem ra, lỗ thủng thứ này quả nhiên khó tìm. Coi như có thể thông qua hạch tâm thế giới, đem Thông Nương đưa vào tầng thứ cao hơn, nàng cũng vô pháp từ tương ứng cấp độ trên gỡ xuống bảo vật tới. Vũ Nhu Tử ngươi tìm tới thích hợp bảo vật sao? Tống Thư Hàng hỏi. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, nàng đưa tay trên người mình vung lên. Sau một khắc, trên người nàng liền có thêm một kiện màu bạc trắng chiến giáp. Cha nói qua, đây là một kiện kỳ vật, tế luyện cẩn thận nó, tương lai có cơ hội trưởng thành đến bát phẩm thậm chí là cửu phẩm đẳng cấp. Hiện tại hắn chỉ có ngũ phẩm đẳng cấp, chính thích hợp ta sử dụng. Mà lại, hắn cùng ta mua cái chăn rất xứng đôi. Nói, Vũ Nhu Tử lại đưa tay vung lên, lấy ra một đầu cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn, khoác lên người, thế nào, Tống tiền bối. Nhìn rất đẹp, rất thích hợp ngươi. Tống Thư Hàng gật đầu khen chủ yếu là Vũ Nhu Tử đẹp đẽ, cho dù là vòng quanh cái chăn cũng đẹp mắt. Nếu như đổi thành Tống Thư Hàng bản thân vòng quanh cái chăn, phong cách vẽ lập tức liền sẽ đùa bức. Hi hi ha ha, cùng khoản cái chăn ta cũng đưa cho cha. Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, hướng tầng 8 vị trí nhìn lại. Quả nhiên, soái khí nam tử trung niên khoản linh điệp thánh quân trên người, chính vòng quanh một đầu cái chăn, nhìn qua đặc biệt. Thê lương. Thánh quân soái thúc thúc phong cách vẽ triệt để sập. Nhưng linh điệp thánh quân không chút nào để ý, hắn vòng quanh cái chăn, một mặt hạnh phúc. Ân, lễ vật không trọng yếu là tặng quà người là ai. Thánh quân vui vẻ là được rồi. Đón lấy đến chúng ta còn muốn thí nghiệm sao? Thông Nương có chút xấu hổ hỏi. Đi thôi, đi tầng 3 đi. Tuyển một kiện Thông Nương người ưa thích đồ vật. Tống Thư Hàng cười nói. Đến tầng 3 về sau, Tống Thư Hàng đem Thông Nương thả ra, để Thông Nương tùy ý chọn tuyển nàng ưa thích vật phẩm. Sau đó, hắn lại tiến về tầng 2, đem Sở Sở thả ra. Sở Sở trước mắt vẫn là nhị phẩm cảnh giới, nàng hiện tại kiêm tu tiên chủ, thực lực bay vào. Đoán chừng qua không được bao lâu, nàng liền muốn trùng kích tam phẩm cảnh giới. Sở Sở tại tầng 2 chọn lấy một vòng về sau, lựa chọn một bộ tiên chủ đồ làm bếp. Tầng 2 bên trong bảo vật rực rỡ muôn màu, bất quá Sở Sở hiện tại công pháp không thiếu, pháp khí không thiếu, đan dược không thiếu, thiên tài địa bảo không thiếu. Thậm chí nàng bản mệnh pháp khí vật liệu đều dự định tại bát phẩm cấp độ, chờ nàng tứ phẩm liền muốn đúc lão viên thánh sư lợi kiếm. Nói thật, cuộc sống như vậy, nàng trước kia căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Dĩ vãng tại Sở gia lúc, nàng thân là Sở gia kiêu ngạo nhất thiên tài, tại tu luyện lúc đan dược và tài nguyên đều cần tính toán tỉ mỉ, thiên tài địa bảo cái gì, cần bản thân ra ngoài tìm kiếm. Thật không dễ gia tộc bên trong có một bộ trực chỉ ngũ phẩm đại đạo kiếm thuật. Còn bị sát phách hư kiếm phái thăm dò, đem Sở gia ép lên đoạn tiên đài. Sở dĩ, hai tầng bảo vật tuy nhiều, nhưng Sở Sở không có bị rượu mắt mờ, nàng rất nhanh liền lựa chọn bản thân cần bảo vật. Sư phụ, ta liền lựa chọn nó. Sở Sở đem bộ này đồ làm bếp gỡ xuống. Tống Thư Hàng thuận tay cho bộ này đồ làm bếp tới một phát xem xét bí pháp. A, có ý tứ, xem xét qua đi, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, bộ này đồ làm bếp phẩm cấp. Là ngũ phẩm. Ngươi tìm được đồ tốt, Sở Sở. Tống Thư Hàng đem đồ làm bếp đưa cho Sở Sở, tên nó gọi Tuấn Ưng, là bộ pháp khí không tồi.
cả cái tán tài vương tọa bảo vật, trên cơ bản là theo cấp độ càng cao, bảo vật giá trị càng cao đến an bài. Nhưng tựa hồ tại mỗi cái cấp độ bên trong, đều sẽ có một ít tinh phẩm ẩn tàng. Liền nhìn nhân phẩm cùng nhãn lực cùng duyên phận. Nguyên lai like mỗi tầng bên trong còn có ẩn tàng tinh phẩm, cái kia tống tiền bối, ta về tầng 8 đi tìm một chút. Vũ Nhu Tử dứt lời, vui vẻ hướng tầng 8 nhảy xuống. Nàng mặc dù đã lựa chọn bảo vật, nhưng Cửu Châu Nhất Hào Quần còn có mấy vị tiền bối không có chọn lựa bảo vật, nói không chừng có thể tại 8 tầng bên trong tìm tới ẩn tàng tinh phẩm. Sở Sở cất kỹ pháp khí về sau, Tống Thư Hàng đưa nàng thu hồi đến hạch tâm thế giới, sau đó hắn tiến về 3 tầng. Ở nơi đó, Thông Nương đã chọn tốt bảo vật. Cho ngươi, Thư Hàng. Thông Nương đem một cái sách nhỏ đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, hồi lễ, xem như cảm ơn ngươi cho ta chọn lựa ấm nước. Thông Nương nháy nháy mắt. Ha ha ha, Tống Thư Hàng đưa tay, tiếp nhận quyển sách nhỏ này. Sách nhỏ trên dùng hoa hạ văn tự viết thần binh kỳ giám thượng sách, chung 3 sách. Vẫn là viết tay. Càng quan trọng hơn là, viết sách vị này thư pháp không được, chữ lão sửu. Ngươi lựa chọn thế nào? Tống Thư Hàng cười nói. Thông Nương, tùy ý nhảy lên, rơi xuống cái nào liền tuyển cái gì? Ý kiến hay, Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, sau đó hắn đem Thông Nương nâng lên, trước đem nàng thu nhập hạch tâm thế giới. Sau đó, hắn đứng dậy hướng tầng 8 khu vực bước đi. Từ 3 tầng đến 4 tầng, đi qua tầng 5, đến 6 tầng. Sau đó, Tống Thư Hàng ngừng lại. Hắn phát hiện mình trong tay bản này thần binh kỳ giám sách nhỏ, vậy mà tại ẩn ẩn cùng 6 tầng bên trong một quyển khác sách nhỏ phát sinh cộng minh. Tống Thư Hàng phóng tầm mắt nhìn tới, sau đó thấy được thần binh kỳ giám chung sách, chung 3 sách, đồng dạng là xấu có thể thư pháp. Hố cha đâu, Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, ở cái này tán tài vương tọa bên trong, nhiều nhất chọn lựa một vật. Nhưng cái này sách nhỏ lại nhưng một quyển thả 3 tầng. Một quyển thả 6 tầng, cái này còn để cho người ta làm sao vui sướng chơi đùa. Thư Hàng tiểu hữu, người cũng phát hiện điểm này. Một cái quen thuộc thanh âm ôn hòa tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai, không chỉ có là trong tay ngươi cái này sách nhỏ, ta vừa rồi tại một tầng đi dạo đến 7 tầng, lặp đi lặp lại tìm một lần. Phát hiện có mấy loại công pháp, bí tịch đều bị mở ra, có chia làm 2 bản, có thậm chí chia làm 5 bản, giải rác ở tán tài vương tọa các tầng bên trong. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra muốn nếm thử lấy thu thập một quyển thử một chút, nhưng đáng tiếc. Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Tống Thư Hàng quay đầu ngắm nhìn vị tiền bối kia, ý thức của hắn lập tức chui vào đến hạch tâm thế giới, lật ra điện thoại di động của mình, xem xét sổ truyền tin. Một lát sau, Tống Thư Hàng mỉm cười, tối Việt tiền bối, trong tay của ta cái này chỉ có 3 quyển, có lẽ có thể thu thập một chút. Vị tiền bối kia đắng chát cười một tiếng. Ta là Túy Nhật A. Tống Thư Hàng. Có như vậy trong nháy mắt, Tống Thư Hàng kém chút cho là mình ngữ văn thất bại, niệm sai rồi chữ thứ 2. Hắn lặp đi lặp lại nhìn mình chằm chằm sổ truyền tin trong list danh tự, là Tối Việt cư sĩ, không sai, Tối Việt hai chữ này hắn thật sự nhận biết. Coi như hắn lại thế nào mù, cũng sẽ không đem càng niệm thành Nhật. Chẳng lẽ là ta sổ truyền tin bên trong đạo hiệu nhớ lầm rồi? Không đúng. Ta trước kia án lấy cái tên này phát âm kêu cư sĩ nhiều lần, cái kia mấy lần cư sĩ có thể vui vẻ, cho là mình nhớ kỹ đạo hiệu của hắn. Sở dĩ, Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn qua cư sĩ, trong hai mắt tràn đầy vẻ thương hại. Cư sĩ, Bá Nguyệt tiền bối, ta tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công trực chỉ cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, muốn hay không cân nhắc thay cái công pháp tu luyện một chút. Tống Thư Hàng nói, Bá Nhật tiền bối công pháp tu luyện tiếp nữa, nhân sinh dược hoàn. Theo tu vi ngày càng tinh thâm, tiền bối đã từ tiểu trong suốt biến thành lớn trong suốt, mà lại trong suốt trình độ càng ngày càng cao. Chờ hắn thần công đại thành thời điểm, có lẽ hắn sẽ hoàn toàn bị người quên. Túy Nhật A, là Túy Nhật A, cư sĩ tâm tắc thở dài nói, được rồi, không trò chuyện cái đề tài này, chúng ta tâm sự đề tài mới vừa rồi đi. Muốn hay không đem trong tay ngươi bộ này thần binh kỳ giám tập hợp đủ một chút. Ta mới vừa rồi còn đang do dự muốn hay không tập hợp đủ một bộ chỉ có thượng hạ 2 quyển công pháp, nhìn xem sẽ có hay không có cái gì đặc thù biến hóa. Cư sĩ chọn lựa bảo vật cơ hội còn không có dùng xong, nếu như Tống Thư Hàng muốn tập hợp đủ thần binh kỳ giám, hắn có thể thay Tống Thư Hàng gỡ xuống cái này quyển thần binh kỳ giám trung quyển. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, cũng tốt,
quyển thượng đều nơi tay, lúc này quyển trung cũng thu thập tới thử một chút đi. Người chính là như vậy, cái nào đó bảo vật quyển thượng nơi tay, nếu như lại vừa vặn gặp được quyển trung, trong lòng liền sẽ sinh ra đem quyển trung cũng cầm tới tay tâm tư. Ta giúp ngươi đi, cư sĩ nói, hắn đi dạo một vòng về sau, phát hiện có rất nhiều muốn đồ vật. Nhưng muốn đồ vật nhiều lắm, ngược lại không biết muốn cái nào kiện mới tốt. Tiền bối chờ một lát, ta làm thí nghiệm, Tống Thư Hàng vội vàng nói. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái cao tài cao lớn thiên nhân từ hạch tâm thế giới bị rời đi tới. Vị này chính là lần trước bị Tống Thư Hàng tù binh lục phẩm thiên nhân, vốn là muốn đem hắn đổi thành ban thưởng. Nhưng lần trước giày vò nửa ngày về sau, cái này trọng yếu nhất lục phẩm thiên nhân ngược lại quên đổi thành ban thưởng, hiện tại còn bị nhốt tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Lục phẩm thiên nhân lúc này ở vào suy yếu trạng thái, thân thể nó trên thương thế đã cơ bản khôi phục, hắn chính là động đậy không được. Bị từ hạch tâm thế giới chuyển di sau khi ra ngoài, hắn hay dùng lực trừng mắt Tống Thư Hàng. Để cho an toàn, Tống Thư Hàng triệu hồi ra vô hình đao cổ, đối lục phẩm thiên nhân thận lại thọc một đao, rót vào tê liệt kịch độc. Trên lý luận tới nói, hắn là lục phẩm cảnh giới. Cũng có tư cách từ nơi này tán tài vương tọa bên trong gỡ xuống một kiện bảo vật. Tống Thư Hàng đưa tay, nhắm ngay lục phẩm thiên nhân, nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, lục phẩm thiên nhân thân thể phảng phất bị khôi lỗi tuyến dẫn dắt đồng dạng, cứng ngắc từ dưới đất bò dậy. Niệm lực, bên trên cư sĩ hỏi. Lần trước chư thiên vạn giới giảng pháp nhiễm chân cổ ma chuột hamster, giảng pháp nội dung tự cùng niệm lực có quan hệ, mà lại là một loại hoàn toàn mới niệm lực sử dụng phương thức. Chư thiên vạn giới rất nhiều người tu luyện, đều có tại nếm thử tu luyện, bất quá thời gian ngắn ngủi, trước mắt còn không người có thể tu luyện ra nhiễm chân cổ ma giảng pháp bên trong đặc thù niệm lực. Mà lại, án lấy nhiễm chân cổ ma phương pháp bắt đầu tu luyện về sau, có người phát hiện, cái này đặc thù niệm lực cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện đi ra. Mà lại, coi như tu luyện ra niệm lực đến, rất nhiều người ngưng tụ ra niệm lực công kích, còn không bằng xoa một phát phổ thông pháp thuật tới thực dụng. Có người hoài nghi, nhiễm chân cổ ma đặc thù niệm lực có phải là vì một ít đặc thù đám người hoặc là vì cửu u sinh vật chế tạo riêng. Xem ra, Thư Hàng tiểu hữu liền đặc biệt thích hợp cái này đặc thù niệm lực phương pháp tu luyện. Cho nên mới có thể thời gian ngắn đem loại này đặc thù niệm lực tu luyện thành công. Đúng, là niệm lực. Tống Thư Hàng đưa tay vẩy một cái, vô hình niệm lực khống chế lục phẩm thiên nhân thân thể, tới gần cái kia quyển thần binh kỳ giám trung quyển. A, à, bá Tống Huyền Thánh muốn lựa chọn cái này quyển công pháp. Thiên niên đệ nhất thánh muốn tuyển chọn bảo vật, nhất định giá trị rất cao a. Phụ cận, có hai tôn lục phẩm người tu luyện trong lòng hơi động. Nếu như bọn hắn trước một bước từ đem cái này quyển công pháp gỡ xuống, công pháp này có phải hay không liền về bọn hắn rồi. Nhưng ý nghĩ này, vừa hiển hiện, liền bị chính bọn hắn bóp tắt. Bởi vì đây chính là bá Tống Huyền Thánh, chừng một chút cũng làm người ta mang thai bá Tống Huyền Thánh. Nói không chừng cùng hắn hô hấp cùng một cái gian phòng không khí, liền sẽ mang thai xong bào thai nhân vật đáng sợ. Mấy vị lục phẩm chân quân nhao nhao ngừng thở, đi vào nội thức hình thức. Tống Thư Hàng không có phát giác được bên cạnh người tu luyện biểu lộ biến hóa. Hắn dùng niệm lực, khống chế lục phẩm thiên nhân tới gần thần binh kỳ giám trung quyển, đưa tay đưa nó bắt lấy. Sau đó, lục phẩm thiên nhân tay co lại, thành công đem trung quyển gỡ xuống. Thành công! Lý luận của ta rốt cục cũng thực tiễn thành công một thanh. Ha ha, đó là cái biện pháp tốt. Tống Thư Hàng đưa tay, tiếp nhận thần binh kỳ giám trung quyển. Sau đó chuyển tay đem lục phẩm thiên nhân một lần nữa nhốt vào đông chi điện bên trong đi, tiền bối, nếu có cơ hội, chúng ta đi bắt thiên nhân, bắt sống. Sau đó ta đến khống chế thiên nhân, liền có thể gỡ xuống càng nhiều bảo vật. Ý kiến hay, ta liền bắt sống mấy con thiên nhân, bất quá không mang nhập tán tài vương tọa, còn nhốt tại bên ngoài. Một hồi ta liền đi đưa chúng nó mang tới, cư sĩ dứt lời, lại truyền âm nhập mật cho Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên. Còn sống thiên nhân, giá trị quả nhiên so chết mất cao hơn. Tiền bối có nhìn thấy thần binh kỳ giám quyển hạ A? Tống Thư Hàng đem lên quyển, trung quyển phóng tới cùng một chỗ, hỏi. Cư sĩ lắc đầu, ta từ một tầng đi dạo đến bảy tầng, không có ấn tượng. Đoán chừng, hẳn là tại tám tầng trở lên đi. Cư sĩ nói đến đây, liền tốt tâm tắc. Bởi vì hắn trên người không có long ấn không có cổ thánh xưng hào, sở dĩ tầng thứ tám hắn không thể đi lên.
Nhưng là, đang bị tầng thứ 8 ngăn trở thời điểm, trong lòng của hắn vẫn còn có từng tia mừng thầm bởi vì, điều này đại biểu lấy tán tài vương tọa quy tắc, không có coi nhẹ hắn. Tiền bối, ta đi tầng 8 ngó ngó. Tống Thư Hàng phất phất tay trên hai cái sách nhỏ. Mặc dù hắn tại bát phẩm cơ hội lãng phí hết, nhưng hắn trên người nhiều người. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, tiểu âm trúc, sở các chủ, quy tiền bối, thậm chí vô hình đao cổ đều đã trải qua hóa người, nói không chừng cũng có thể tính cái danh ngạch. Đừng nói là 8 tầng, có quy tiền bối cùng sở các chủ tại, tầng 9 cũng có thể lên đi xông vào một lần. Thế là, Tống Thư Hàng thân hình dùng sức nhảy lên, hướng tán tài vương tọa thượng tầng nhảy tới. Nhảy mấy cái, hắn liền xuyên qua tầng 7, hướng về tầng 8. Sau đó hắn lại dùng sức nhảy lên, hướng đứng ở tầng 8 địa vị cao nhất đưa thất tu thánh quân nhảy xuống. Không tốt, nhảy quá mạnh, giữa không trung, Tống Thư Hàng kêu lên. Nếu như là người bình thường, nhảy quá mạnh vậy cũng chỉ có một đầu quấn lên vách tường, đánh vỡ nam tường không quay đầu lại. Bất quá tu sĩ khác biệt, đặc biệt là ngũ phẩm phía trên tu sĩ, coi như nhảy quá mạnh, còn có thể có rất nhiều thao tác phương thức có thể bổ về. Tống Thư Hàng ở giữa không trung nhanh chóng điều chỉnh tư thế, đầu tiên là một chuỗi hoàn mỹ ôm đầu gối lộn mèo ngự lực, sau đó là 360 độ quay người, cuối cùng điều chỉnh tọa độ, một chân hướng phía tầng thứ 9 tường ngăn đạp đi. Trên lý luận tới nói, hắn hẳn là bị quy nạp đến bát phẩm cảnh giới. Khi tiến vào tầng thứ 9 thời điểm, sẽ gặp phải tầng một bức tường vô hình, ngăn cản lấy hắn tiến lên. Vậy liền lấy vô hình vách tường mượn lực, xoáy khí đạp một cái, hoàn mỹ hạ xuống. Đạp. Sau đó, trong tưởng tượng vô hình vách tường cũng không có xuất hiện. Tống Thư Hàng thân hình xuyên qua 8 tầng cùng 9 tầng khoảng cách, bay thẳng vào đến tầng 9 bên trong. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, Tống tiền bối, đụng vào. Thất tu thánh quân xoa cằm, hắn thử đưa tay tại 8 cùng 9 tầng ở giữa đè lên, nhưng có tầng một bức tường vô hình, đem hắn ngăn cản, đem hắn hạn định tại 8 tầng bên trong. Ánh mắt của mọi người lại rơi vào Tống Thư Hàng trên thân. Thật lục phẩm cảnh giới hàng lởm bát phẩm. Nhưng vì cái gì hắn có thể tiến vào tầng thứ 9 mà không bị ngăn cản? Chẳng lẽ là bởi vì Tống Thư Hàng tiểu hữu lên 3 lần nhân tiền hiển thánh nguyên nhân? Tích lũy, 4 bỏ 5 lên coi như cửu phẩm rồi. Cuồng Đao Tam Lãng suy đoán nói. Bắc Hà Tán Nhân nhịn không được nói, nhà ngươi 4 bỏ 5 lên là theo 3 tiến. Có phải hay không là vừa rồi Tống tiền bối vừa rồi cái kia một chuỗi động tác nguyên nhân? Vũ Nhu Tử suy đoán nói. Thiếu niên bình thường bộ dáng đồng quái tiên sư, khả năng này cực lớn, ta đi thử một chút. Dứt lời, đồng quái tiên sư án lấy ký ức, đi tới Tống Thư Hàng trước đó rơi vào đến 8 tầng vị trí kia. Sau đó là độ cao, tư thế, cường độ, góc độ. Đồng quái tiên sư trong đầu đem Tống Thư Hàng nhảy vọt nháy mắt kia, tiến hành ký ức ngược lại mang. Tiếp đó, đồng quái tiên sư nhảy lên thật cao, học Tống Thư Hàng tư thế, ở giữa không trung điều chỉnh góc độ. Ôm đầu gối lộn mèo ngự lực 60 độ quay người, cuối cùng hướng phía 9 tầng tường ngăn dùng sức đạp đi. Đậu đậu tiếc nuối nói, đáng tiếc, đồng quái hiện tại là thiếu niên cách ăn mặc. Bằng không mà nói không chừng chúng ta có thể thừa cơ xác định hắn giới tính. Diệt Phượng công tử dùng sức tại đậu đậu trên đầu vỗ một cái, cũng đã nói với ngươi, nữ tu nhóm có chuyên môn phòng lộ hàng thủ đoạn. Đồng quái là nữ tu sao? Đậu đậu liếc mắt. Diệt Phượng công tử. Đồng quái một cước đạp ở không hình tường ngăn bên trên, bất đắc dĩ xoay người, hạ xuống. Không được, thất bại. Đồng quái lắc đầu nói. Cuồng Đao Tam Lãng, xem ra không phải là bởi vì tư thế nguyên nhân, Thư Hàng. Ngươi là thế nào đi vào? Tống Thư Hàng một mặt mộng ép lắc đầu. Hắn cũng hoàn toàn không biết mình là làm sao chen vào tầng thứ 9. Luận thực lực, hắn là lục phẩm. Luận xưng hào, cũng mới đến bát phẩm. Chẳng lẽ là trên người hắn có bảo vật gì, bị cái này tán tài vương tọa ngộ phán vì cửu phẩm? Công đức xà mỹ nhân. Hạch tâm thế giới. Hắc Long thế giới Long Lạc nhân viên quản lý quyền hạn. Tựa hồ mỗi loại cũng có thể, lại tựa hồ mỗi loại đều không đủ để hắn bị phán định vì cửu phẩm kiếp tiên. Tống tiền bối, tầng 9 có cái gì tốt đồ vật, đi vào tìm xem nhìn. Vũ Nhu Tử nhắc nhở. Tống Thư Hàng, kỳ thật ta tiến đến cũng vô dụng. Ta đoạt bảo cơ hội, đã tại tầng 8 dùng hết. Mặc dù quy tiền bối cùng sở các chủ có thể gỡ xuống tầng 9 bảo vật,
nhưng hai vị này bản thân liền có thể trực tiếp xuất hiện tại tầng 9 bên trong, Tống Thư Hàng có vào hay không tới ý nghĩa cũng không lớn. Bất quá, đã tiến đến, hãy tìm một vòng đi. Tống Thư Hàng tại tầng thứ 9 đi dạo một vòng. Có phát hiện quyển hạ sao? Sai dân cư sĩ truyền âm hỏi. Thật đúng là tìm được, Tống Thư Hàng trả lời. Cùng Túy Thiên cư sĩ đoán đồng dạng, thần binh kỳ giám bị mở ra ba quyển về sau, bỏ vào 3, 6, 9, 3 cái cấp độ. Rõ ràng chỉ cần một lần liền có thể cầm tới tay đồ vật, nhất định phải tiêu tốn 3 lần cơ hội, phi thường hố. Càng hố chính là, cái đồ chơi này không tập hợp đủ còn không cách nào biểu hiện hiệu quả. Quang cầm cái quyển thượng cùng quyển chung trong tay, cơ hồ không có gì dùng. Không chỉ có là thần binh kỳ giám, Tống Thư Hàng còn tại tầng thứ 9 phát hiện rất nhiều vốn công pháp quyển hạ, còn có một số pháp thuật kỹ năng thứ 5 sách loại hình, đều được an bài tại tầng thứ 9. Tri thức chính là lực lượng, tri thức mới là vô giá. Chính là cái đạo lý này. Cái khác thiên tài địa bảo, đan dược, pháp khí, đều không có tháo gỡ ra đến tán tài. Sở cái kia một bộ đồ làm bếp, chính là một bộ đầy đủ đặt ở hai tầng. Chỉ có một ít công pháp và kỹ năng cùng kỳ quái sách nhỏ, bị từng nhóm sắp đặt. Hy vọng đừng lừa ta, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn mở ra hạch tâm thế giới, đem quy tiền bối triệu hoán đi ra. Quy tiền bối, mời giúp một chút, Tống Thư Hàng nói, nhìn thấy quyển kia thần binh kỳ giám sao. Hừm, thấy được, thần binh kỳ giám, cái đồ chơi này, nhớ kỹ là ta chép, chép có thể khổ cực. Ngươi phải biết, ta tại rùa loại hình thái lúc, chép đồ vật phi thường khó khăn. Quy tiền bối lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, tâm tính lập tức liền hỏng mất. Đạo tâm đều nổ. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, rất muốn che mặt khóc giống. Hắn nghĩ tới rất nhiều kết quả, xấu nhất dự cảm là, thật vất vả tụ tập thần binh kỳ giám, bên trong hiện ra chỉ là rác rưởi nội dung. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất cùng chuẩn bị tâm lý. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, cái đồ chơi này chính là quy tiền bối chép. Vậy ta còn muốn hắn làm gì dùng? Thật muốn, trực tiếp tìm quy tiền bối khẩu thuật một phần không phải tốt. Trong lúc đang suy tư, quy tiền bối chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cái kia thần binh kỳ giám quyển hạ bên cạnh, hắn duỗi ra chân trước chụp tới, liền đem cái này sách nhỏ mò xuống tới. Thật là làm cho ta hoài niệm a. Nét chữ này, trong lúc này cho, để cho ta nhớ lại ta biến mất thanh xuân. Quy tiền bối nói khẽ. Tống Thư Hàng, đợi đã, quy tiền bối. A, trễ. Xong, quy tiền bối tại tán tài vương tọa đoạt bảo cơ hội, lãng phí hết. Lãng phí ở gỡ xuống chính nó năm đó bản chép tay bên trên. Tống Thư Hàng trái tim thật đau. Mỗi một cái đoạt bảo cơ hội, kỳ thật đều là tiền A. Cái này tán tài vương tọa bên trong bảo vật. Tám tầng phía trên, cơ hồ đều là tinh phẩm. Bốn bỏ năm lên, hắn lần này thua lỗ mấy cái ức. Buổi tối hôm nay chỉ sợ phải ngủ không đến cảm giác. Thế nào, một mặt người chết khóc tang biểu lộ, quy tiền bối nghi ngờ nói, hắn chân trước quăng ra, cầm trong tay quyển sách nhỏ này ném cho Tống Thư Hàng. Thua lỗ mấy cái ức, đau lòng, Tống Thư Hàng nói, lại nói, quy tiền bối ngươi là lúc nào ghi chép những thứ này sách nhỏ. Rất lâu đi, nhớ kỹ hẳn là tại viễn cổ thiên đình thời đại. Quy tiền bối nói. Vậy tại sao phía trên văn tự, Tống Thư Hàng chỉ thần binh kỳ giám trên văn tự, hỏi. Há, đó là ta chủ một người bạn giáo. Quy tiền bối hồi đáp, lúc ấy ta chép rất nhiều phần, đến cuối cùng ta viết càng ngày càng tốt nhìn. Mấy bản này trên chữ siêu siêu vẹo vẹo, hẳn là ta sơ kỳ chép mấy phần. Tống Thư Hàng ngốc ngốc nhìn qua trên tay TBA bản sách nhỏ. Chảy xuống hối hận nước mắt. Quy tiền bối duỗi ra chân trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ thương tâm Tống Thư Hàng, mặc dù không biết ngươi vì cái gì khổ tang nghiêm mặt, bất quá hài tử, khổ sở lời nói sẽ khóc đi ra, khóc giống đi ra, ngươi tâm tình liền sẽ đỡ một ít. Thút thít cũng không đại biểu cho mềm yếu, đây chỉ là nhân loại cảm xúc một loại phát tiết. Thậm chí có nghiên cứu chứng minh, người khóc nhiều tương đối trường thọ. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm nhìn quy tiền bối từ khi đến bắt đầu học tập tâm lý học về sau, quy tiền bối tựa hồ càng ngày càng hiểu lòng người. Bất quá, quy tiền bối ngươi móc ra bình nhỏ muốn làm gì? Ngươi mặc dù chỉ là lục phẩm huyền thánh, nhưng ngươi thể chất đặc thù, còn hiển thánh qua 3 lần, còn chính diện tiếp xúc qua bất hủ pháp tắc vẫn chưa có chết, nước mắt của ngươi hẳn là rất có giá trị.
Quy tiền bối nghiêm túc nói hắn muốn thử xem hành bùn bá Tống Huyền Thánh nước mắt diện màng. Dù sao, dưới tình huống bình thường, lục phẩm tu sĩ tiếp xúc đến bất hủ pháp tắc, chỉ có một con đường chết. Tống Thư Hàng không chỉ có nhảy nhót tưng bừng, thậm chí còn đem bất hủ pháp tắc dung nhập thân thể của mình, hình thành ngụy bất hủ thấp phối xương mù hình thức. Nước mắt của hắn bên trong có lẽ hoặc nhiều hoặc ít mang một ít bất hủ khí thức, khẳng định đối dưỡng nhan có ngoài định mức hiệu quả. Tống Thư Hàng. Hắn yên lặng đem ba bản sách nhỏ chồng đến cùng một chỗ, lại nói quy tiền bối, như lời ngươi nói đại đế hảo hữu. Là tống đầu gỗ sao? Thần binh kỳ giám trên văn tự, là chữ Hán. Mà quy tiền bối sao chép bọn chúng thời điểm, là tại viễn cổ thiên đình thời đại. Khi đó chữ Hán cũng còn không sinh ra. Tống Thư Hàng vẫn đối với tống đầu gỗ thân phận có rất nhiều suy đoán, nếu như phía trên này chữ Hán thật sự là tống đầu gỗ dạy bảo quy tiền bối, cái kia liên quan tới tống đầu gỗ phỏng đoán lại có thể càng tiến một bước. Người xuyên Việt, ý thức hình chiếu đến quá khứ, hoặc là vượt qua dòng sông thời gian, đem ý chí đưa đến tương lai. Không sai, chính là cái kia sẽ gây sự ra hỏa. Quy tiền bối một thanh trả lời. Quả nhiên là hắn, như vậy. Cái này tán tài vương tọa có thể hay không cũng cùng hắn có quan hệ. Tống Thư Hàng suy đoán nói. Cùng tiêu giao tán tiên đánh cược ra hỏa, có thể hay không chính là tống đầu gỗ. Tán tài vương tọa là cái gì? Nơi này có thể hay không cùng tống đầu gỗ có quan hệ, rùa cũng không biết. Quy tiền bối gặp Tống Thư Hàng không có muốn thúc thiết ý tứ, tiếc nuối đem bình nhỏ thu về. Tống Thư Hàng thở thật dài, quy tiền bối, cái này thần binh kỳ dám giảng chính là cái gì nội dung? Cùng tên nó đồng dạng, hắn nhưng thật ra là một quyển tạp chí, ghi chép lúc ấy viễn cổ thiên đình một số thú vị thần binh pháp khí. Ta nhớ được lúc trước tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cũng ghi lại ở trên đó. Quy tiền bối nói, Tống Thư Hàng lật ra cái này sách thần binh kỳ giám tờ thứ nhất. Đế vương chiến xa, một kiện phi thường thú vị pháp khí, mặc dù trước mắt chỉ có thất phẩm đẳng cấp, nhưng nó tiềm lực tại cửu phẩm trở lên, có tấn thăng làm kiếp tiên thần binh tư chất. Trọng yếu nhất chính là hắn rất xuất khí, lúc ngự bảo phi hành, tựa như cưỡi xe cút kít đồng dạng, phi thường khốc. Lại lật. Uy nghiêm pháp điển, tri thức chính là lực lượng. Lại lật. Thần hành chiến sàng, đây là một kiện còn không có bị luyện chế ra đến, tồn tại ở cấu tứ bên trong pháp khí. Nó tốc độ phi hành chậm chạp, nhưng bình ổn vô cùng. Thích hợp với không phải thời gian đang gấp khoảng cách ngắn lữ hành. Toàn bộ đều là một số kỳ kỳ quái quái thần binh. Duy nhất điểm giống nhau chính là bọn chúng đều tương đối phù hợp tống đầu gỗ thẩm mỹ. Ngoại trừ quy tiền bối ghi chép vặn vẹo kiểu chữ bên ngoài, mỗi một trang cuối cùng vẫn xứng lên thảm không nỡ nhìn tranh minh họa. Cái kia so trẻ nhỏ vẽ xấu còn khó nhìn hơn tranh minh họa. Đồng dạng xuất từ quy tiền bối chi thủ. Mặt khác, nhìn thấy thần hành chiến sàng giới thiệu lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới Vũ Nhu Tử sư huynh Lưu Kiếm Nhất, hắn tựa hồ thì có một chương dạng này biết bay giường lớn. Tống Thư Hàng thật nhanh lật hết tam bản sách nhỏ, dở khóc dở cười, bản này thần binh kỳ giám để làm gì? Mới nói, là thú vị tạp chí tính chất sách nhỏ, chơi đùa tính chất chiếm đa số. Hơn nữa, còn là để cho ta luyện viết văn ghi chép, có thể là cái gì hiếm có đồ chơi. Quy tiền bối nói, tốt hố, Tống Thư Hàng đau lòng vô cùng, ba cái cơ hội a, ba cái bảo vật cơ hội liền đổi cái này sách nhỏ đều là tiền a. Bất quá đừng thương tâm. Quy tiền bối lại vỗ vỗ Tống Thư Hàng, đây chính là đồ cổ, mà lại là cửu phẩm kiếp tiên cấp rùa tiên vẽ, người có thể cầm đương truyền ra chi bảo. Ta hiểu rồi, Tống Thư Hàng đem ba bản sách nhỏ cất kỹ, quay lại liên hệ người bán đi, nhìn xem có người hay không đối với nó cảm thấy hứng thú, nói không chừng có thể bán ra cái giá tiền rất lớn. Muốn bán, ta cho người chép thêm mấy quyển, quy tiền bối vui a nói, đến lúc đó chúng ta đóng gói bán. Hợp tác vui vẻ. Tống Thư Hàng lại tại tầng thứ 9 tìm kiếm, quy tiền bối, ngươi xem một chút chung quanh có cái gì thực dụng bảo vật. Giá trị tương đối lớn loại kia. Ngoại trừ những cái kia loạn thất bát tao công pháp loại sách nhỏ bên ngoài, nơi này bảo vật giá trị đều không khác mấy. Quy tiền bối đầu 360 độ dạo qua một vòng về sau, đột nhiên chỉ một chương bảo tọa nói, nếu như ngươi thật sự không đồ vật lựa chọn, cái kia có thể lựa chọn hắn. Tống Thư Hàng thuận thế nhìn lại đó là một chương chỉ xem một chút, cũng làm người ta ra đầu tê dại bảo tọa. Bảo tọa từ không biết tên sinh vật xương cốt sở kiến, trên đó cắm 12 chuôi âm trầm đen kịt lưỡi đao. Lại có âm trầm u hỏa tại bảo tọa bên trong tuần hoàn du tẩu.
xem toàn thể đi lên, tựa như là loại kia tây huyễn trong trò chơi, cỡ lớn vong linh boss vương tọa, tràn đầy âm trầm cùng khí tức tử vong. Nhưng đây không phải trọng điểm là vương tọa cái mông vị trí, mọc đầy lấy từng cây cốt thứ, dài nhất cốt thứ thậm chí có một chỉ chiều dài. Đây là để cho người ta ngồi đồ vật sao? Người nếu là đặt mông ngồi lên, cái kia đến có bao nhiêu chua thoải mái? Chỉ nhìn chương này bảo tọa cũng cảm giác cái mông mát lạnh. Cũng chỉ có khô lâu hình sinh vật, mới có thể thoải mái ngồi ở đây chương trên bảo tọa A. Quy tiền bối, chương này bảo tọa có cái gì chỗ đặc thù? Hắn không phải là dùng để trừng phạt phạm nhân A. Tống Thư Hàng hỏi. Quy tiền bối cười ha ha, thân là tu sĩ, người đến từ bỏ trông mặt mà bắt hình dong mau bệnh. Tại tu sĩ giới, càng là kỳ quái bảo vật cùng pháp khí, công hiệu thường thường càng có ý tứ. Tỷ như chương này vương tọa, tên nó là nhẫn nại vương tọa, hắn có được sâu mệnh hiệu quả. Cho dù là sắp gặp tử vong người, chỉ cần đem hắn an trí tại trên vương tọa, liền có thể bảo trụ một hơi. Về sau, chỉ cần ngươi cung cấp đầy đủ năng lượng, hắn dài nhất có thể bảo trì sắp chết người trạng thái dài đến nửa năm. Nửa năm này thời gian, đầy đủ mọi người đi tìm rất nhiều cứu mạng biện pháp. Nghe tựa như nhân thể đông lạnh đồng dạng, bất quá, cái này đích xác là đồ tốt. Tống Thư Hàng đang nghe nó hiệu quả về sau, liền quyết định lựa chọn nó. Tống Thư Hàng lần nữa mở ra hạch tâm thế giới, sở tiền bối, mời lại giúp ta một tay đi. Thật có lỗi, Tống Tiểu Hữu, tay của ta còn không mọc ra, không có cánh tay có thể đi chợ giúp ngươi. Sở các chủ bình tĩnh thổ bong bóng. Tống Thư Hàng, nói đi, lại có sự tình gì tìm ta hỗ trợ. Sở tiền bối thoáng nổi lên mặt nước, lộ ra xinh đẹp xương quai xanh. Tống Thư Hàng, khục, sở tiền bối, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay, đem cái kia nhẫn nại vương tọa cho lấy xuống. Ta luôn cảm giác, đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai thì có ba. Sở tiền bối lẩm bẩm nói, bất quá mái tóc dài của nàng vẫn là xuyên thấu qua hạch tâm thế giới, xuất hiện tại tán tài vương tọa vị trí. Sở tiền bối tóc dài quấn lấy nhẫn nại vương tọa, nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem hắn vào tay Tống Thư Hàng trước mặt. Tạ ơn sở tiền bối, Tống Thư Hàng đưa tay tiếp được nhẫn nại vương tọa, sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem chương này vương tọa thu nhập đến bản mệnh linh hồ bên trong, tiếp nhận cường hóa cùng tầm bổ. Trên người mang theo mấy vị tiền bối cảm giác, thật tốt. Sở các chủ tóc dài thu hồi hạch tâm thế giới, sau đó nàng lại hỏi, trong tay ngươi là thần binh kỳ giám sao? Đúng vậy a, là quy tiền bối chép thần binh kỳ giám. Tống Thư Hàng nói. Nguyên lai là quy đạo hữu chép, khó trách chữ viết. Tương đối có đặc sắc, sở các chủ nói, đúng rồi, cái này thần binh kỳ giám trong tay của ta có thật nhiều, người có muốn không? Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, không cần, tạ ơn sở tiền bối. Nguyên lai thứ này không chỉ có là quy tiền bối sao chép, sở các chủ trong tay còn có. Cái này tán tài vương tọa tốt hố. Nếu như tán tài vương tọa bên trong sách nhỏ, không cần tập hợp đủ cũng có thể mở ra liền tốt. Như thế hắn xem hết quyển thượng về sau, liền tuyệt đối sẽ không đi đem quyển trung cùng quyển hạ thu thập tới. Vẫn là đưa ngươi một phần đi, giữ lại hảo hảo cất giữ, có thể đương truyền ra chi bảo. Sở các chủ nói, dứt lời nàng tóc dài cuốn một cái, đem một bản thật dày thần binh kỳ giám ném đi ra, rơi vào Tống Thư Hàng trong tay. Đồng dạng là chữ viết siêu siêu vẹo vẹo thần binh kỳ giám. A, à, bản này thần binh kỳ giám không phải ta chép viết. Quy tiền bối lên tiếng nói. Chính nó chữ viết tự mình biết, sở các chủ ném ra thần binh kỳ giám, mặc dù chữ viết cũng là siêu siêu vẹo vẹo, nhưng nhìn qua càng giống là đứa bé tác phẩm, cùng hắn viết khác biệt. Có khác nhau sao? Tống Thư Hàng so sánh bên dưới hai quyển thần binh kỳ giám, cảm giác chữ viết rất tương tự. Đương nhiên, có phải hay không chính ta chữ ta vẫn là có thể nhìn ra được. Vọng Thiên, lúc trước tên kia đến cùng tìm bao nhiêu người đến sao chép cái này thần binh kỳ giám. Quy tiền bối thở thật dài một cái, nhớ lại bản thân năm đó khổ luyện thư pháp thời gian. Tống Thư Hàng so sánh bên dưới hai quyển thần binh kỳ giám khác nhau. Hắn đem quy tiền bối bản thần binh kỳ giám cùng sở các chủ tiễn hắn thần binh kỳ giám từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Quy tiền bối bản thần binh kỳ giám, nhiều một chút nội dung. Tống Thư Hàng khép lại sách nhỏ, lên tiếng nói. Nhiều cái gì, quy tiền bối nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng lật ra hai quyển thần binh kỳ giám, chỉ quy tiền bối sao chép phiên bản nói, nói thí dụ như,
giới thiệu đế vương chiến xa một đoạn này văn tự, trọng yếu nhất chính là hắn rất xuất khí, mà sở các chủ phiên bản, thiếu đi cái nhất chữ. Tương tự địa phương còn có rất nhiều, đều là một số sẽ không ảnh hưởng đọc cảm giác chi tiết nhỏ. Nếu như là một hai nơi, còn có thể là sao chép người khác biệt, sao chép sai lầm. Nhưng sai lầm như vậy, cơ hồ cách mỗi vài đoạn sẽ xuất hiện, luôn cảm giác là tống đầu gỗ đang làm sự. Nếu như là người khác mân mê đi ra đồ vật, rất có thể là ngoài ý muốn. Nhưng nếu như là tống đầu gỗ tên kia làm ra đồ vật, hắn khẳng định ở trong đó ẩn giấu đi cái gì. Sở các chủ thanh âm vang lên. Quy tiền bối, vọng thiên, năm đó ta dò xét nhiều như vậy bản, đều không có cảm giác đến bất kỳ dị trạng. Tống đầu gỗ tên kia liền ưa thích chơi văn tự trò chơi, cùng đem một số bí mật giấu ở văn tự bên trong. Sở các chủ tiếp tục nói. Tống Thư Hàng hồi tưởng lại tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, tống đầu gỗ chính là đem bộ công pháp kia, giấu ở yêu tinh liên minh trong bí tịch. Đem tất cả chỗ khác biệt sao chép đi ra, đem khác biệt chữ khu xuất tới. Quy tiền bối đề nghị kéo dài. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đồng thời hắn thuận tay đối hai bản thần binh kỳ giám thi triển xem xét bí pháp. Thần binh kỳ giám bản chép tay, từ Bắc Phương Đại Đế yêu sủng đại hải quy ghi chép phiên bản. Bên trong ẩn giấu đi một bí mật lớn, tìm ra, bí mật này liền để ngươi khà 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 khà. Thần binh kỳ giám bản chép tay, bạch cốt tiên tử bản chép tay, muốn có được ta ẩn tàng bảo tàng, đến tìm kiếm đi, chỉ cần tìm được bảo tàng, đây hết thảy tất cả thuộc về cho ngươi. Tống Thư Hàng. Hắn từ hạch tâm thế giới lấy ra giấy cùng bút, thật nhanh đem hai quyển thần binh kỳ giám bên trong chỗ khác biệt trích lục xuống tới, đem tất cả văn tự tổ hợp lại với nhau. Đáng tiếc. Nếu có máy vi tính, có thể sử dụng phần mềm một khóa đem chỗ khác biệt hoàn toàn lấy ra. Tống Thư Hàng nói. Sao chép hoàn tất về sau, hắn giơ lên bản bút ký, sở tiền bối, quy tiền bối, thế nào, có thể nhìn ra bí mật gì tới sao? Có phải hay không là tổ hợp sau khi đứng lên, chính là một thiên thần công bí pháp? Quy tiền bối suy đoán nói, loại thủ pháp này trước kia đại lão đặc biệt ưa thích dùng. Nhưng bản này đồ vật thấy thế nào đều không giống như là công pháp đi. Tống Thư Hàng chỉ bản bút ký trên trích lục đi ra văn tự, bắt đầu đọc đến, thích nhất trời tuyết rơi miệng của ngươi thận của ngươi ngươi hết thảy đều mỹ vị. Bởi vì không có dấu ngắt câu, tất cả văn tự muốn liền cùng một chỗ niệm, không tốt dấu chấm, đọc đặc biệt mệt mỏi. Mà lại cái này loạn thất bát tao nội dung, có điểm giống thư tình. Nhưng thận mỹ vị là cái quỷ gì? Có thể là liên hoàn văn tự trò chơi. Chân chính bí mật hẳn là giấu ở những thứ này tạp nhạp văn tự bên trong. Sở các chủ nói. Tống Thư Hàng thử đối với mình ghi chép nội dung tới phát xem xét bí pháp. Lấy được xem xét kết quả là, bá tống ghi chép văn tự. Vọng thiên, ta không thích loại này văn tự trò chơi, đau đầu. Có chơi văn tự trò chơi thời gian, ta còn không bằng đi nằm sấp ổ ấp trứng đi. Quy tiền bối nói. Sở các chủ. Phương pháp đơn giản nhất là trực tiếp đem tống đầu gỗ tìm ra, hỏi hắn đáp án. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, đem bản thân ghi chép một thiên này văn tự truyền đến Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Sức mạnh của một người là có hạn, một người trí tuệ cũng là có hạn. Lúc này, đương nhiên muốn nhờ đại gia lực lượng. Đây là cái gì? Thất Tu Thánh Quân lấy điện thoại cầm tay ra, nghi hoặc hỏi. Đây là một cái văn tự trò chơi. Bên trong có lẽ ẩn giấu đi một thiên công pháp hoặc là bảo tàng, các tiền bối nhìn xem có biện pháp nào không giải đọc hắn. Tống Thư Hàng trả lời. Cuồng đao tam lãng, ta còn tưởng rằng ngươi tại viết thư tình. Đồng quái tiên sư, ta còn tưởng rằng ngươi mặt bị đặt tại trên bàn phím, mới bắn ra như thế một đại thiên loạn thất bát tao, lời mở đầu không đáp đoạn sau đồ vật. Trăng sáng bao lâu có, đây chính là chúng ta vừa rồi thu thập ba quyển sách nhỏ trên đồ vật sao. Nói trở lại, sau ngày hôm nay, Thư Hàng tiểu hữu lại phải vang danh thiên hạ. Diệt Phượng công tử nói. Đậu đậu, vì sao? Bởi vì tống tiền bối ở trong mắt rất nhiều người đã biến thành bá tống kiếp tiên. Vũ Nhu tử hì hì cười nói. Nàng vừa rồi tại mỗi tầng đi dạo thời điểm, liền nghe đến những người tu luyện không ngừng khe khẽ bàn luận lấy. Tán tài vương tỏa theo cảnh giới phân tầng lần, mà bây giờ tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Tại cái kia chí cao vô thượng tầng thứ 9, chỉ có bá tống huyền thánh cùng hắn cái kia đại hải quy sủng vật. Hiện tại, phàm là tiến vào tán tài vương tọa, đồng thời biết tán tài vương tọa quy tắc người tu luyện, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy chí cao tầng thứ 9 bên trong Thư Hàng tiểu hữu, bọn hắn lại não bổ một chút,
lập tức liền có thể được ra bá tống tương đương cửu phẩm kiếp tiên suy luận. Diệt Phượng công tử nói bổ sung. Nhưng là, ta mới nhân tiền hiển thánh không lâu nữa. Dưới tình huống bình thường, hẳn là không người sẽ tin tưởng ta đã tấn thăng kiếp tiên lời đồn đi. Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu tử, ha ha ha, ta nghĩ vấn đề nằm ở chỗ tống tiền bối ngươi không ngừng trên nhân tiền hiển thánh nguyên nhân. Hiện tại chư thiên vạn giới có rất nhiều người tu luyện, đã không tin ngươi là bát phẩm huyền thánh. Phía dưới người tu luyện giao lưu âm thanh bên trong, đã có rất nhiều người hoài nghi bá tống huyền thánh căn bản không phải cái gì thiên niên đệ nhất thánh, mà là một cái lão kiếp tiên không biết thông qua thủ đoạn gì, lại một lần nữa hiển thánh giả bộ nai tơ tới. Bằng không mà nói, nhà ai bình thường kiếp tiên, cách một tháng liền hiển thánh một lần. Đặc biệt là trước đó, Thư Hàng tiểu hữu ngươi từ vị kia ít nhất là cửu phẩm thiên nhân trong tay đoạt lại thiên cương. Sở dĩ, chư thiên vạn giới người tu luyện càng thêm hoài nghi ngươi tu vi thật sự. Đồng quái tiên sư nói bổ sung. Hiện tại, tất cả người tu luyện không ngừng suy đoán, không ngừng não bổ ra cái này đến cái khác khả năng, giải thích hợp lý bá tống huyền thánh nhưng thật ra là kiếp tiên sự thật. Không có câu thúc tưởng tượng, thả tư duy là rất lợi hại đồ vật, chỉ cần tư tưởng có đầy đủ xa, trên thế giới này liền không có não bổ không cách nào giải thích đồ vật. Tống Thư Hàng. Hắn bắt đầu cân nhắc, chờ bản thân chân chính tấn thăng bát phẩm huyền thánh, nhân tiền hiển thánh về sau, muốn hay không vì chính mình chính danh một chút. Cái này lúc, Thất Thủ Thánh Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, truyền âm cho quần bên trong đạo hữu, tốt, đại gia muốn lấy đồ vật, đều đã tới tay sao? Tới tay, chúng ta liền từ tán tài vương tọa bên trong lui ra ngoài đi. Dù sao mỗi người chỉ có một lần đoạt bảo cơ hội, lại lưu tại tán tài vương tọa bên trong cũng không có ý nghĩa. Đúng rồi, vừa rồi tối xuất cư sĩ tiền bối hẳn là nhắc nhở mọi người. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, có thể bắt một nhóm còn sống thiên nhân tới. Đến lúc đó ta khống chế thiên nhân, lại vì chúng ta gỡ xuống một kiện bảo vật. Thao tác cụ thể phương pháp ta vừa rồi thử qua, chỉ cần dùng ta vô hình đao cổ đối bọn hắn thận đâm một đao, sau đó dùng niệm lực khống chế bọn chúng, liền có thể lại lấy một bảo. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Diệt Phượng công tử, a, vừa rồi cư sĩ có nhắc nhở qua sao? Có, Diệt Phượng đạo hữu đi điểm tâm. Bắc Hà tán nhân nói kỳ thật hắn cũng chỉ là mơ hồ nhớ kỹ có một cái ôn nhu lại thanh âm quen thuộc ở bên tai nhắc nhở, nhưng vừa quay đầu, hắn liền đem nhắc nhở nội dung quên mất. Xem ra soái cha cư sĩ công lực lại đề cao không ít. Gần nhất Cửu Châu nhất hào quần tất cả thành viên, tu luyện đều rất khắc khổ. Nói thật, từ khi Bắc Hà tán nhân cùng tất cả đạo hữu nhận biết đến nay, là thuộc năm nay đại gia tu luyện nhất dụng tâm, từng cái cảnh giới không ngừng đột phá, độ kiếp đạo hữu tiếp nhị liên tam. Vậy chúng ta ra ngoài tiếp tục gây sự với thiên nhân đi. Cuồng Đao Tam Lãng cười ha ha nói. Cái này lúc, Hoàng Sơn Tôn giả nhíu mày, trễ. Chỉ thấy tại tán tài vương tọa lối vào chỗ, đại lượng thiên nhân tràn vào. Yêu Mộng Thánh Quân cùng Bạch Bích Tam Sinh đao ra người tu luyện chiến bại. Cuồng Đao Tam Lãng nghi ngờ nói. Không đến mức đi, lấy Yêu Mộng Thánh Quân cùng Bạch Bích Tam Sinh đao gia tộc thực lực, không có lý do nhanh như vậy lạc bại đi. Khả năng tôn này cửu phẩm trở lên cảnh giới thiên nhân, lại xuất thủ. Thất Thủ Thánh Quân lên tiếng nói, tất cả mọi người tập hợp một chút, đến tầng 6. Tống Thư Hàng từ tầng 9 lui ra ngoài trước đó, đem công đức xà mỹ nhân triệu hoán đi ra, để cho nàng thử một chút có thể hay không từ tầng 9 bên trong lấy đi một kiện bảo vật. Bất quá thật đáng tiếc, công đức xà mỹ nhân bị ngầm thừa nhận cùng Tống Thư Hàng là một thể, nàng không cách nào lại từ tầng 9 lấy đi bảo vật. Đáng tiếc. Tống Thư Hàng nói. Hắn quay người từ tầng 9 nhảy xuống, tiến vào tầng 8. Bảo Sơn phía trước lại không cách nào đem bảo vật mang đi, mặc dù thật đáng tiếc. Bất quá, thời điểm then chốt không thể để cho tham lam mê con mắt. Thân là tu sĩ, điểm ấy đạo tâm vẫn là muốn có. Tầng 8, tiểu âm trúc ngược lại là có thể lấy một kiện bảo vật. Trên người nàng cũng có thánh ấn cùng thánh hào, Tống Thư Hàng nói. Tầng 8 đồ vật so tầng 9 muốn thêm ra gần nửa, bất quá trong đó giá trị hơi cao đồ vật, đều bị người chọn xong. Người cái kia một đám đạo hữu tiền bối ánh mắt rất không tệ nha. Quy tiền bối tán dương. Tiến vào tầng 8, ngoại trừ Thất Tu cùng Linh Điệp bên ngoài, cái khác đều là Cửu Châu nhất hào quần hàng lởm cổ thánh. Vũ Nhu tử hì hì cười nói, bởi vì ta cùng cha cùng Thất Tu tiền bối đang giúp đỡ cùng một chỗ chọn, chúng ta tận lực đem bên trong tinh phẩm đều lựa đi ra. Đã như vậy,
như vậy tùy duyên đi. Tống Thư Hàng đem tiểu âm trúc từ hạch tâm thế giới chuyển di đi ra, nói, tạo hóa tiên. Làm gì, cách đó không xa tạo hóa pháp vương đột nhiên đáp. Tống Thư Hàng, tử. Anh a ngốc tạo hóa tiên tử từ tiểu âm trúc thể nội chui ra. Tạo hóa pháp vương. Yara tác đần tạo hóa tiên tử đối tạo hóa pháp vương phất phất tay, sau đó lại dựng thẳng lên hai ngón tay hẳn là biểu thị còn phải lại chơi hai ngày lại trở về ý tứ. Tiên tử, mời trợ giúp trông coi tiểu âm trúc, Tống Thư Hàng nói. Tạo hóa tiên tử đưa tay, đem Lý âm trúc ôm lấy. Tống Thư Hàng tiến lên, đem tiểu âm trúc cùng tạo hóa tiên tử cùng một chỗ khiêng, hắn nguyên địa xoay tròn một vòng, đưa các nàng vứt ra ngoài. A ngốc tạo hóa tiên tử hét lớn. Quy tiền bối. Đây chính là ngươi nói tùy duyên phương pháp. Đây là cái gì duyên a? Tạo hóa tiên tử cùng tiểu âm trúc thân thể cuối cùng rơi xuống một mặt tỳ bà trạng pháp khí bên cạnh. Tiểu âm trúc tay rơi vào tỳ bà bên trên, đưa nó vỗ xuống. Tạo hóa tiên tử đưa tay tiếp được âm trúc cùng tỳ bà. Nàng vô ý thức đưa tay tại tỳ bà trên nhẹ nhàng một nhóm, êm tai tiếng tỳ bà truyền ra ngoài. Nhìn, duyên đến, Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Quy tiền bối mí mắt đều đang run rẩy, nhà ngươi duyên đều mạnh như vậy có tới được. Ha ha ha, dù sao ta là Tống, cái gì đều có thể cỏ. Thư Hàng a, Tống Thư Hàng tự giễu nói. Nhỏ đến thuê sách cửa hàng, lớn đến thiên kiếp, kỳ ngộ, tử vong, pháp tắc, thậm chí ngay cả thiên phạt hắn đều có thể cỏ một chút, huống chi chỉ là duyên phận, dựa vào cái gì không thể cỏ. Đối diện. Tạo hóa tiên tử méo một chút đầu, nàng lại đưa tay tại bên cạnh một chi bút loại pháp khí trên một chảo. Nhưng giống như công đức xà mỹ nhân, nàng cũng vô pháp gỡ xuống pháp khí. Các nàng tồn tại hình thái, không thể xem như đơn độc cá thể. Tống Thư Hàng đem tiểu âm trúc cùng tỳ bà một lần nữa chuyển rời về hạch tâm thế giới. Lý âm trúc thân thể bị chuyển rời đến công đức điện bên trong, tĩnh dưỡng. Tạo hóa tiên tử yên lặng bưng lấy cái kia diện tỳ bà. Yên lặng ngẩn người bởi vì nàng cảm giác, cái này nhạc khí nàng khả năng chơi rất trượt. Thế là, nàng đưa tay tại năm tỳ bà trên nhẹ nhàng kích thích, ấn lấy bản năng bắt đầu đàn tấu. Tiếng nhạc truyền ra đến, lấy công đức điện làm trung tâm, truyền đến cả cái hạch tâm thế giới. Bị chuyển rời đến hạch tâm thế giới ma thú chịu đến tiếng đàn trấn an, không còn nôn nóng, bọn chúng lẳng lặng tại hạch tâm tiểu trợ thủ vì chúng nó xác định khu vực an cư xuống tới. Ta nhất bổng tạo hóa tiên tử hài lòng hát nói. Cửu Châu nhất hào quần thành viên, tại tầng 6 tập hợp. Tán tài vương tọa lối vào, bị thiên nhân chật ních, chật như nêm cối. Lúc này nếu muốn ra ngoài, liền muốn tại thiên nhân bên trong giết một đầu đường ra. Chờ thiên nhân tiến đến không sai biệt lắm về sau, chúng ta lại rời đi. Thất tu thánh quân lên tiếng nói. Cuồng đao tam lãng xoa cằm. Lại nói, tán tài vương tọa bên trong cho phép chiến đấu sao? Hẳn là có thể, ta trước đó còn cần vô hình đao cổ thọc lục phẩm thiên nhân thận. Tống Thư Hàng nói, hắn xoa cằm, nhìn qua không ngừng tràn vào thiên nhân, trong đầu có cái đại não ý nghĩ. Tán tài vương tọa lối vào cũng chỉ có lớn như vậy. Nếu như lúc này hắn đối vào miệng phóng thích quần thể mang thai ngưng thị, thiên nhân nhóm liền phải từng đám ngã xuống. Sau đó hắn lại mở ra hạch tâm thế giới. Liền có thể đem thiên nhân từng lớp chuyển rời đến đông chi điện bên trong, nhốt lại. Đơn giản liền cùng trong trò chơi tạp địa đồ đồng dạng. Bất quá, cái này tán tài vương tọa có rất nhiều ẩn tính quy tắc. Đại quy mô chiến đấu, sợ rằng sẽ gây nên vương tọa chủ nhân tiêu giao tán tiên phẫn nộ. Cái này vương tọa là địa bàn của hắn, sở dĩ tận lực không nên khinh cử vọng động. Hoàng Sơn tôn giả lên tiếng nói. Đang lúc mọi người nói chuyện ở giữa, đột nhiên. Tán tài vương tọa lối vào, chậm rãi phong bế. Người bên ngoài không cách nào lại tiến đến. Bất quá, vương tọa bên trong người còn có thể ra ngoài. Hoan nghênh đại giá quang lâm ta tán tài vương tọa lần này là thời gian qua đi gần 5.000 năm lại một lần tán tài, bởi vì tán tài khoảng cách quá lâu, chỉ sợ tán tài quy tắc ngoại giới đã quên lãng đi. Cái này lúc, từ vương tọa bên trong có thanh âm của một nam tử vang lên. Cái thanh âm này đang dùng viễn cổ ngôn ngữ nói chuyện. Thanh âm của hắn tại tán tài vương tọa bên trong khuếch tán về sau, lại bị vương tọa lực lượng chủ động phiên dịch thành gần ngàn loại khác biệt ngôn ngữ. Vương tọa bên trong người tu luyện, cơ hồ đều có thể từ phiên dịch bên trong tiếp thu được bản thân nghe hiểu ngôn ngữ. Ngoại trừ mấy cái đặc biệt xui xẻo người tu luyện,
tại gần ngàn loại trong lời nói đều không tìm tới có thể nghe hiểu ngôn ngữ, chỉ có thể một mặt mộng bức. Đến tức là khách, vô luận ngươi là thân phận gì. Bất kể là hiện thế đạo hữu vẫn là cửu u thế giới đạo hữu, chỉ cần đi vào vương tọa, mỗi người đều có thể từ vương tọa bên trong lấy đi một kiện bảo vật. Tán tài, trọng yếu nhất chính là người người vui vẻ. Sau đó lần này, bởi vì là ta một lần cuối cùng cùng tất 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 đánh cược, cũng là ta một lần cuối cùng tán tài. Sở dĩ, ta nghĩ chơi cái trò mới. Ta sẽ từ trong mọi người, chọn lựa ra một nhóm người, phân biệt liệt ra 1, 3, 4 cấp bậc giải thưởng. Phân biệt gửi đi khác biệt hạn mức đại hồng bao. Hiện tại bắt đầu chọn lựa tứ đẳng thưởng. Hết thảy 6 cái danh ngạch, ta thích 6 cái số này. Cái này 6 vị người may mắn, đem chia đều tán tài vương tọa tầng 1 đến tầng 3 tất cả bảo vật. Tiêu giao tán tiên phát biểu kết thúc, vương tọa bên trong có 6 đạo cột sáng hiển hiện. 6 đạo cột sáng không ngừng xoay tròn, tại cả cái vương tọa bên trong ngẫu nhiên di động, chọn lựa người may mắn. Cuồng đao tam lãng, lúc này, chúng ta có phải hay không phải gọi 666? 666, cảm ơn lão bản, đồng quái tiên sư kêu lên. Dù sao hắn bộ dáng này cũng không phải chân thực bộ dáng, không sợ mất mặt. Đồng quái vừa mới kêu xong, trong hư không có một đạo quang trụ siêu một cái nhẹ nhàng di chuyển, rơi ở trên người hắn, đem hắn khóa chặt. Tống Thư Hàng. Quá khoa trương đi, Diệt Phượng công tử khóe miệng co giật. Cái này cột sáng là một cái lớn nhẹ nhàng di chuyển tới, lại rơi xuống đồng quái trên người. Mù loà đều có thể nhìn ra, cột sáng lộ tuyến đường cong có vấn đề. Cái này căn bản là tán tài tiêu giao tán tiên đang ngầm thao tác. Tiết tháo đổi bảo vật, đổi hay không? Ân, tiết tháo là vật rất trọng yếu, nhưng đến muốn vứt thời điểm, vẫn là có thể tạm thời buông xuống. Sau đó một lần nữa kiếm về, không phải liền là rồi. Kỳ thật vị này tiêu giao tiền bối ngay từ đầu đã tại nhắc nhở chúng ta, hắn ưa thích 6 cái số này. Cuồng đao tam lãng anh tuấn một vuốt tóc dài, sở dĩ, vị tiền bối này là ám chỉ chúng ta. Là thời điểm hô một đợt 666. Bất quá là một câu tiết tháo vấn đề, sở dĩ đại gia còn đang chờ cái gì? Lúc này, đương nhiên là điên cuồng vì tiêu giao tiền bối đánh cô, kêu to 666 tiết tấu đi. Không vội, cái này lúc, Vũ Nhu Tử nói khẽ, vừa rồi tán tài tiền bối nói, tổng cộng thiết 4 cái giải thưởng. Đã như vậy, chúng ta hẳn là đi tranh thủ 1, 2 ban thưởng mới đúng. Vạn nhất vận khí tốt. Bên trong tứ đẳng thưởng sau lại trúng 1, giải nhì đâu? Cuồng đao tam lãng nói. Vũ Nhu Tử lắc đầu, từ đồng quái tiền bối trên người chúng ta đó có thể thấy được, mặc dù là ngẫu nhiên rút thưởng hình thức. Nhưng là, vị kia tiêu giao tiền bối có thể ngầm thao tác. Ta nghĩ, trừ phi hô 666 phương thức quá khen, đâm bên trong cái kia tiêu giao tiền bối thoải mái điểm, nếu không tại có thể ngầm thao tác tình huống bên dưới, vẫn tưởng tứ đẳng thưởng về sau, lại bên trong 1. Giải nhì tỷ lệ, quá thấp. Vũ Nhu Tử cô nương quá cơ trí. Nàng giảng không sai, mặc dù là ngẫu nhiên rút thưởng hình thức, nhưng ngăn không được người ta có thể ngầm thao tác. 1 đến 3 tầng bảo vật, mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng đối với chúng ta mà nói giá trị không đủ. Nhiều nhất kéo về nhà bổ sung bảo khố, có môn phái các tiền bối ngược lại là có thể thử một chút. Vũ Nhu Tử lại nhắc nhở. Dù sao, Cửu Châu nhất hào quần thành viên nhiều như vậy. 1, giải nhì nhân số khẳng định có hạn. Đại gia tụ tập đi đoạt cái kia 1, 2 tên, nói không chừng ngược lại kết quả là không thu hoạch được gì. Gọi 666 sao? Tống Thư Hàng xoa cằm. Hắn luôn cảm giác, cái này rút thưởng có phải hay không là vì hắn chế tạo riêng. Cái này chư thiên vạn giới, muốn nói gọi 666 phương pháp, hắn đủ để xếp vào 10 vị trí đầu A. Dù sao, hắn có một cái đại sát chiêu nơi tay. Như vậy theo Vũ Nhu Tử giả thiết, hắn hẳn là đi tranh một chuyến giải đặc biệt. Tứ đẳng thưởng 6 người chia đều 1-3 tầng tất cả bảo vật. Trước đó tam đẳng thưởng, ban thưởng sẽ chỉ càng lớn A. 666, tiền bối tán tài tư thế thật xinh đẹp. Cái này lúc, một cái tiếng giống to từ bên cạnh truyền đến. Không phải Cửu Châu nhất hào quần thành viên, mà là một vị thân mang pháp sư bảo lục phẩm pháp sư. Hắn hẳn là nghe được đồng quái tiên sư tiếng kêu về sau, lập tức lĩnh ngộ tới, ngay sau đó đuổi theo. Nhưng là, hắn kêu xong, nhưng không có cột sáng rơi ở trên người hắn. A, không có hiệu quả, cuồng đao tam lãng nói. Có lẽ, là mỗi thứ tự một cái mới có hiệu.
Dù sao, rút thưởng 6 đạo cột sáng, cũng không thể thật sự toàn bộ ngầm thao tác. 6 đạo trong cột ánh sáng, âm thầm thao tác 1-2 căn cũng không tệ rồi. Đồng quái tiên sư suy đoán nói, đợt tiếp theo tam đẳng thưởng lúc, các ngươi nhất định phải cái thứ nhất kêu to lên tiếng đến, mà lại lời kịch nhất định phải êm tai. Ta cảm giác đã hình thành thì không thay đổi lời kịch, khẳng định không cách nào làm cho tán tài tiền bối thoải mái. Đang khi nói chuyện, cái kia 6 đạo cột sáng toàn bộ ngừng lại. Một đạo quang trụ xoát tiến đến gần, đem Hoàng Sơn Tôn giả bao phủ trong đó. A, à, Hoàng Sơn Tôn giả chính mình cũng sửng sốt một chút. Hắn không có để cho 666, dù sao hắn đến bảo trì tiền bối uy nghiêm. Mà lại, một đến ba tầng bảo vật, hắn cũng không để vào mắt. Không nghĩ tới đối tứ đẳng thưởng vô dục vô cầu hắn, ngược lại trúng thưởng. Tống Thư Hàng, bộ dạng này, chúng ta quần bên trong thì có trong hai người tứ đẳng thưởng, Hoàng Sơn tiền bối, đồng quái tiền bối, chờ sau khi rời khỏi đây nhất định phải cho chúng ta phát hồng bao a. Hoàng Sơn Tôn giả mỉm cười, đến lúc đó, chờ tại Thư Hàng tiểu hữu cho chúng ta an bài trên yến hội, ta cho đại gia phát hồng bao đi. Hoàng Sơn mụ mụ tốt nhất rồi, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người không tự chủ được quay đầu nhìn về Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vội vàng phất tay, không phải ta, không phải ta, ta không nói. Đám người dạo qua một vòng, đều phát không biết là ai đang gọi Hoàng Sơn mụ mụ. Hoàng Sơn Tôn giả tâm thật mệt mỏi. Ngoại trừ Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong hai người bên ngoài, khác 4 đạo cột sáng, có 2 đạo bao phủ thiên nhân người ta cơ số thực sự lớn, tán tài vương tọa bên trong, có nhiều hơn một nửa đều là thiên nhân. Mặt khác 2 đạo ánh sáng trụ bên trong. Một đạo là vị tứ phẩm tán tu. Đến lúc đó, nhóm này bảo vật nếu là có thể thuận lợi tới tay, không bị người cướp đi, vị này tứ phẩm tán tu đem nhất cử trở thành cùng cảnh giới bên trong đại phú hào, chỉ ít ngũ phẩm trước, đều không cần lo lắng tài nguyên tu luyện. Còn có một đạo cột sáng, quét trúng một vị người mặc toàn thân khôi giáp thánh kỵ sĩ nam tử trung niên. Rút thưởng sau khi hoàn thành, 6 đạo cột sáng các hóa thành một mai lệnh bài, rơi vào trúng thưởng người trong tay. Cùng một thời gian, 1-3 tầng bên trong, không có bị người chọn lấy bảo vật, bị đều chia làm 6 bộ phận, biến mất không thấy gì nữa. Tứ đẳng thưởng rút thưởng hoàn thành, chúc mừng 6 vị trúng thưởng người. Các ngươi có thể dựa vào lệnh bài, tùy thời tùy chỗ từ đó rút ra gia thuộc về các ngươi ban thưởng. Không cần lo lắng lệnh bài sẽ bị người cướp đi, hắn cùng các ngươi là khóa lại. Tiêu Dao tán tiên thanh âm lần nữa tại mọi người vang lên bên tai. Vị kia tứ phẩm tán tu run rẩy bắt được lệnh bài, hắn ngắm nhìn 4 phía về sau, lập tức hướng tán tài vương tọa bên ngoài phóng đi. Vừa rời đi vương tọa, hắn liền tế lên phi kiếm, bằng nhanh nhất tốc độ trốn xa. Tống Thư Hàng chú ý tới, tại tứ phẩm tán tu trốn xa mà thời điểm ra đi, tán tài vương tọa bên ngoài, có mấy đạo thân ảnh theo sát lấy hắn mà đi. Tài sản to lớn kiểu gì cũng sẽ dẫn tới tham lam hạng người. Tô Thị A thất chậm rãi nói. Lệ Chi tiên tử, hy vọng vị đạo hữu này sẽ không xảy ra chuyện đi. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều tán tu trong lòng có chút bất an. Nếu như trong bọn họ một, giải nhì, bọn hắn muốn thế nào giữ vững khoản này cự tài? Nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp nhất phương pháp, tựa hồ là mời một vị đức cao vọng trọng tiền bối xuất thủ thủ hộ bản thân, sau đó cùng vị tiền bối này chia đều tài phú. Lập tức. Rất nhiều tán tu đem ánh mắt ném đến Tống Thư Hàng cùng Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên trên thân. Bá Tống Nghi là kiếp tiên một đám bát phẩm cổ thánh. Nếu như nói ở đây phương nào thực lực mạnh nhất, thuộc về bá Tống tiền bối một đám không thể nghi ngờ a. Không biết bá Tống tiền bối tốt ở chung không, dễ nói chuyện không? Đám tán tu đối với bá Tống huyền thánh, mặc dù e ngại, nhưng đáy lòng vẫn ôm nhất định hảo cảm. Vừa đến. Bá Tống mỗi tháng một hồi trước tivi, nhìn quen mắt. Bình thường bên dưới, chỉ cần không phải lấy mặt trái tin tức bị người nhìn quen mắt, dù sao cũng so người xa lạ hảo cảm trị lớn hơn. Thứ hai, bá Tống cho người cảm giác chính là thiện lương trận doanh, bề ngoài đáng tin. Thứ ba, có lẽ, khả năng, có lẽ là cho bá Tống mang thai qua quan hệ. Mời không cần lo lắng, nắm giữ lệnh bài đạo hữu, tại thời gian nhất định bên trong lại nhận che chở. Bởi vì tham lam mà muốn nghĩ cách chiếm lấy ban thưởng lệnh bài hạng người, ác nhân tự sẽ có ác nhân đến mài. Cái này lúc, Tiêu Dao tán tiên thanh âm vang lên lần nữa. Phục vụ chính là như thế chu đáo, chúng thưởng sau còn đưa che chở,
che chở còn mang phản kích. Tiêu giao tiền bối bằng hữu như vậy, ta giao định a. Cuồng đao tam lãng nói. Đồng quái tiên sư tung tung lệnh bài trong tay, ta làm sao luôn cảm giác tiêu giao tiền bối tính cách, cùng Hoàng Sơn tiền bối có chút cùng loại. Không phải nói tán tài phương diện này hứng thú, mà là tại một số chi tiết phương diện, vị này tiêu giao tiền bối suy tính rất chu đáo tựa như mụ mụ đồng dạng, cẩn thận. Mà tiêu giao tán tiên, lập tức để tất cả tham gia tán tài rút thưởng đám tán tu, trong lòng đại định. Như vậy tiếp đó, chúng ta tiếp tục vòng tiếp theo. Tam đẳng thưởng, ba tên, ban thưởng vật phẩm là 4-5 tầng bảo vật, đồng dạng là chia đều. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng sao? Tiêu giao tán tiên thanh âm vang lên. Cuồng đao tam lãng vung tay lên một cái, huyễn hóa thành khỉ lớn bộ dáng, hắn lớn tiếng nói, tiền bối, chúng ta thời khắc chuẩn bị. Tiền bối ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Ngươi tán tài tư thế thật sự là quá tuyệt vời. Trên đùi của ngươi hiện tại còn thiếu vật trang sức sao? Tạ ơn, tiêu giao tán tiên lại nhưng hồi phục cuồng đao tam lãng. Sau đó, ba đạo cột sáng hiển hiện. Ba đạo cột sáng tuần hoàn một vòng về sau, trong đó có một đạo lặng lẽ rơi xuống khỉ lớn cuồng đao tam lãng trên thân. Cửu Châu nhất hào quần thành viên. Xem ra, tam lãng vừa rồi mông ngựa, vừa vặn đập tới tiêu giao tán tiên buồng tim bên trong đi. Vị này yêu tán tài đại tiền bối, có phải hay không cùng thời đại có chút tách rời? Liền cuồng đao tam lãng loại này nát mông ngựa, đều có thể bị nhìn trúng. Lại hoặc là, vị này tiêu giao tiền bối ngầm thao tác thời điểm, có cái gì ẩn tàng điều kiện? Tam lãng vừa rồi cái này một trận mông ngựa, vừa vặn thỏa mãn ẩn tàng điều kiện, sở dĩ được trúng thưởng rồi. Tam đẳng thưởng chỉ có ba tên, chia đều 4-5 tầng bảo vật. Đối với ở đây đại bộ phận người tu luyện tới nói, 4-5 tầng bảo vật 1/3, là bút cự phú, hoàn toàn đáng giá sệ mặt xuống tranh đoạt. Tiết tháo cũng tốt, xấu hổ cũng tốt, lúc này hoàn toàn có thể vứt bỏ rơi. Đặc biệt là nhìn thấy khỉ lớn tam lãng cái này một trận cũng không tính nhiều rượu mông ngựa, đều thắng được một cái dự định danh ngạch về sau, tất cả mọi người nhận lấy kích thích. Đủ loại tiếng ca ngợi tại tán tài vương tọa bên trong vang lên, mấy trăm loại khác biệt ngôn ngữ, đinh tai nhức óc. Những người tu luyện các hiển thần thông. Cái gì yên hoa điểm tán, sư tử hống, thánh ca hát hát ca ngợi pháp, mà pháp khuếch đại âm thanh, thậm chí có người liền cầu ái dùng pháp thuật đều phóng thích ra, một mảnh lãng mạn ái tâm quang huy bao phủ cả cái tầng thứ 5. Nghĩ đến, tiêu giao tán tiên nội tâm đã thu được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Tống Thư Hàng cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đến cái nào đó cấp thế giới ca sĩ buổi hòa nhạc, loại này phát ra từ nội tâm gieo hò cùng tiếng ca ngợi, quá rung động. Diệu A, cuồng đao tam lãng đột nhiên nói, ta hiểu được, nếu như chỉ là đơn thuần ngẫu nhiên tán tài, không có ngầm thao tác, ở đây tất cả mọi người hô 666 cùng gieo hò thanh âm, chắc chắn sẽ không như thế nhiệt liệt, đại gia sẽ càng chú ý chúng thưởng chính là ai, sẽ cảm giác đến kích thích. Nhưng rất nhiều người sẽ trầm mặc chờ mở thưởng. Mà tăng thêm ai cũng có thể nhìn ra được ngầm thao tác, đại gia vì tranh thủ ngầm danh ngạch, đương nhiên sẽ vứt bỏ lòng xấu hổ cùng tiết tháo, lớn tiếng gieo hò cầu tiêu giao tiền bối chú ý. Có lẽ đây chính là tiêu giao tiền bối ngầm thao tác nguyên nhân. Ta cũng là nghĩ như vậy, Vũ Nhu Tử gật đầu nói, tiếp xuống giải nhì cùng giải đặc biệt, chúng ta nhất định phải tại bắt đầu thời điểm tiên phát chế nhân, sáng bạo toàn trường. Thắng được tiêu giao tiền bối chú ý. Đang khi nói chuyện, tam đẳng thưởng ngầm thao tác hai cái khác danh ngạch, ngẫu nhiên phân phối hoàn thành. Thiên nhân lại trúng thưởng, nhân khẩu cơ số chiếm cứ nửa giang sơn thiên nhân nhóm, trúng thưởng xác suất cực lớn. Ở đây người tu luyện hận cắn răng, lại không thể làm gì. Một cái khác danh ngạch, rơi vào một vị mặt mang kim loại mặt nạ lão giả trên người. Lão giả khom người, giấu ở trong đám người, tồn tại cảm giác cực thấp. Nếu không phải hắn trúng thưởng, đại gia rất có thể sẽ không để ý đến hắn. Quân bất phụ, đột nhiên, có một vị tu sĩ cắn răng kêu lên. Ở bên cạnh hắn, một đám cùng hắn thân mang đồng dạng môn phái chiến bào tu sĩ, trợn mắt chừng mắt lão giả này. Quân lão cẩu, ngươi lại còn dám xuất hiện ở chỗ này. Ngươi đáng chết, hôm nay ngươi mơ tưởng đứng thẳng rời đi. Theo bọn này tu sĩ giống lên một tiếng, càng ngày càng nhiều người ánh mắt chuyển hướng lão giả này. Là quân bất phụ, cái kia cặn bã quân bất phụ. Gia hỏa này nên giết thiên đao gia hỏa. Vậy mà lại bị kẻ như vậy đạt được ban thưởng, đáng hận. Từng đạo ánh mắt cừu hận,
khóa chặt vị này kim loại mặt nạ lão giả. Lão giả mỉm cười, không nghĩ tới ta lại nhưng trúng thưởng, quá làm người khác chú ý, đối với ta cũng là chuyện tốt. Tiền bối, vị này quân bất phụ là lai lịch gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, chỉ là đạo hiệu bị báo ra đến, liền lập tức hấp dẫn nhiều như vậy cừu hận giá trị. Toàn Phong tôn giả nhất định rất hâm mộ vị lão đại này ra. Thật hâm mộ trúng thưởng người. Cho dù là tồn tại cảm giác cực thấp sát thủ, một khi trúng thưởng cũng có thể lập tức trở thành vạn chúng chú mục trung tâm. Minh Huy cư sĩ nói. Sát thủ, Tống Thư Hàng nhìn qua lão giả này, xem ra, đó là cái rất thành công sát thủ. Bằng không mà nói, làm sao có thể như thế hấp dẫn cừu hận. Từ góc độ của sát thủ tới nói, quân bất phụ là cái triệt để thất bại sát thủ. Cho tới bây giờ, hắn ám sát tỷ lệ thành công là không, một lần đều không thành công qua. Bất quá, ám sát không được, nhưng hắn làm người buồn nôn thủ đoạn lại là nhất lưu. Mỗi lần lúc thi hành nhiệm vụ, quân bất phụ thủ đoạn không hạ tuyến, chuyện gì đều làm được, mà lại mỗi lần hoa văn vượt ngoài ý liệu. Đây mới là hắn chân chính hấp dẫn cừu hận nguyên nhân. Hoàng Sơn tôn giả nhìn qua quân bất phụ, nói khẽ, nghe nói hắn đã từng nhận qua nguyền rủa, đã không có cơ hội tấn thăng lục phẩm, con đường tu hành đã đứt. Sở dĩ, làm việc phi thường tà môn. Sở dĩ, mặc dù được xưng là sát thủ, nhưng hắn tiếp nhận nhiệm vụ, vẫn luôn là lấy buồn nôn mục tiêu, dùng hết thảy biện pháp gây sự mục tiêu loại này. Bắc Hà Tán Nhân nói bổ sung. Lệ Chi tiên tử, ta cũng đã được nghe nói hắn. Nghe nói, tại chuyển chức thành sát thủ trước quân bất phụ là tu chân giới nổi danh thiện nhân. Năm đó đạo hiệu của hắn là Thiên Sơn Tận. Về sau, không biết thụ nguyền rủa về sau, tính cách triệt để liền quay. Ta bị gia hỏa này đỗi qua. Vân Trung Tiên khách nghiến răng nghiến lợi nói, đáng tiếc cuối cùng bị hắn chạy, nếu không lần trước ta đã giết chết hắn. Tống tiền bối, trước đem tâm ma của ta trả lại ta được không nào? Vũ Nhu Tử vung đầu nắm đấm nói, ta muốn đỗi hắn một đợt. Vũ Nhu Tử cũng bị nhằm vào qua. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Vũ Nhu Tử nói, ta cha bị nhằm vào qua, khi đó cha vừa lúc ở bế quan, hắn chạy đến Linh Điệp đảo đi lên gây sự. Về sau nếu không phải hắn chạy nhanh, hắn đã chết ở Linh Điệp đảo. Linh Điệp tôn giả nghe vậy, trong lòng luồn ấm, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi nói, Vũ Nhu Tử, không cần tại tán tài vương tọa đỗi hắn, hắn lần này đã hiện thân, cũng đừng nghĩ chạy. Coi như một hồi hắn có lệnh bài hộ thân, cũng đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của ta. Lần này, ta nhất định phải để hắn hối cải để làm người mới. Hắn châm châm so đo uy danh, cũng không phải gọi không. Quy tiền bối ngẩng đầu nói cách khác, gia hỏa này là bị nguyền rủa về sau, tính cách mới vặn vẹo. Tính cách vặn vẹo về sau, cũng không có giết qua một cái người. Nói không chừng vị này quân bất phụ còn có thể cứu giúp một chút. Theo gần nhất phim xáo lộ, chỉ cần để hắn một lần nữa lĩnh ngộ yêu cái gì, nói không chừng hắn có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi. Gần nhất hắn bồi thông nương nhìn không ít phim cùng kịch truyền hình, dùng yêu cảm hóa thế giới, dùng yêu cứu vớt thế giới phim nhìn không ít. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, cũng liền nói, để hắn cảm ngộ yêu sao. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên mắt trái nho ra thánh nhân chi nhãn bị kích hoạt lên. Sau một khắc, hắn mắt trái có chút lóe lên. Ba, một đạo quang mang trong nháy mắt rơi vào quân bất phụ trên thân. Tống Thư Hàng, ta không thao tác thánh nhân chi nhãn a, vì cái gì thánh nhân chi nhãn đột nhiên liền phát xạ cường giả giám định thuật rồi. Chẳng lẽ, là mắt trái thánh nhân chi nhãn, đều cho rằng quân bất phụ còn có thể cứu giúp một chút, sở dĩ muốn cho hắn chuyển vận yêu. Thánh nhân chi nhãn quang mang, phi thường đáng sợ. Quân bất phụ bị cột sáng bao phủ, nhưng này cột sáng không cách nào chống cự ở thánh nhân chi nhãn bao hàm yêu thương từ ái chi quang. Mà lúc này đây lệnh bài lại không có thành hình. Quân bất phụ chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, bụng nhanh chóng bành trướng. Loại cảm giác này lão thục tất, vẫn là cái mùi này, vẫn là cái này phối phương. Là cường giả liền đến chứng minh bản thân. Bá Tống Huyền Thánh, quân bất phụ run rẩy nói. Ta nhớ được ta không có đắc tội qua bá Tống tiền bối a. Nói thật, giống hắn loại này thích gây sự ra hỏa, bình thường sẽ không đi đắc tội bá Tống Huyền Thánh loại này chừng người liền mang thai ngoan nhân. Vạn chúng chú mục bên trong, quân bất phụ bụng nhanh chóng bành trướng. Không, không muốn a, lần trước suýt chút nữa thì hỏng mất, ta không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai a.
Quân Bất Phụ nội tâm lệ rơi đầy mặt, nhưng hắn mặt ngoài vẫn phải duy trì sát thủ trấn định. Hai tay của hắn thả lỏng phía sau, không nhúc nhích, lãnh khốc giống băng. Dù cho trong bụng truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, hắn đều cố nín lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nói lần luôn cảm giác có chút không giống bình thường. Lần này mang thai ngưng thị bên trong, luôn cảm giác có loại mụ mụ hương vị, bao hàm lấy một loại tình thương của mẹ ở trong đó. Để Quân Bất Phụ không khỏi nhớ tới bản thân thời niên thiếu hồi ức. Lúc này, tất cả chính nhìn hằm hằm, nguyền rủa Quân Bất Phụ người tu luyện, cũng dần dần ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn qua Quân Bất Phụ cái kia to lớn bụng, nuốt ngụm nước miếng, khóe mắt quét nhìn lặng lẽ mắt liếc Bá Tống Huyền Thánh vị trí. Không ai dám mắt nhìn thẳng Bá Tống Huyền Thánh. Nhưng là, nhìn thấy chúng chiêu Quân Bất Phụ, thật sự là hả giận a. Tiếc nuối duy nhất chính là Quân Bất Phụ xương cốt cứng rắn, lúc này lại còn có thể gắng gượng, không kêu lên thảm thiết tới. Xôn xao cái này lúc, cột sáng tiêu tán, hóa thành một mai lệnh bài rơi vào Quân Bất Phụ, Tam Lãng, cùng cái kia trúng thưởng thiên nhân trong tay. Quân Bất Phụ tiếp được lệnh bài về sau, rốt cục nhịn không được, thân hình chậm rãi ngồi xuống. Ngươi hiểu sao, cái này lúc, Bá Tống Huyền Thánh chậm rãi mở miệng nói Tống Thư Hàng luôn cảm giác chính mình cái này thời điểm hẳn là muốn nói chút gì, tốt hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Nhưng hắn lại không biết muốn giảng cái gì mới tốt, thế là nửa ngày về sau, hắn bóp một câu như vậy từ đi ra. Quân Bất Phụ mê mang nhìn qua Bá Tống. Hiểu cái rắm, lý giải yêu sao, Vũ Nhu Tử phối hợp với Tống Tiền Bối, đứng ở bên cạnh hắn, một mặt nghiêm túc nói. Quân Bất Phụ. Năng lượng tình yêu phát điện, có thể cứu vớt thế giới. Quy Tiền Bối ngữ trọng tâm trường nói. Tống Thư Hàng chậm rãi quay người lại đi, không nhìn nữa Quân Bất Phụ thật vất vả nghĩ tới lời kịch, bị Vũ Nhu Tử cùng Quy Tiền Bối đoạt trước nói, hắn lại không từ, chỉ có thể lưu cái cao thâm bóng lưng. Đồng thời, Tống Thư Hàng chú ý tới mang thai ngưng thị ở trong mắt Tiêu Dao Tán Tiên, có lẽ cũng không tính là công kích. Tiêu Dao Tán Tiên không có xuất thủ ngăn cản, cũng không có nhắc nhở hoặc cảnh cáo. Tán tài hoạt động tiếp tục. Kéo xuống đến muốn giúp chính là giải nhì, chia đều 6-7 tầng bảo vật. Nguyên bản ta chuẩn bị thiết lập hai cái ban thưởng danh ngạch, nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý, vì ăn mừng có thể ở chỗ này gặp gỡ xinh đẹp như vậy chí bảo. Giải nhì đồng dạng thiết ba tên, từ ba người chia đều bảo vật, ta sẽ bổ sung số lượng nhất định bảo vật. Như vậy, tiến vào giải nhì rút thưởng đếm ngược. A. Vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, hơn nữa còn tăng thêm bảo vật số lượng, Cuồng Đao Tam Lãng nghi ngờ nói. Bắc Hà Tán Nhân xoa cằm, có phải hay không là Thư Hàng tiểu hữu vừa rồi cái kia một phát mang thai ngưng thị nguyên nhân. Tại Tiêu Dao Tán Tiên thay đổi chủ ý trước đó, Tán Tài Vương tọa duy nhất biến hóa chính là Tống Thư Hàng vừa rồi cái kia một phát mang thai ngưng thị A. Vừa rồi Tiêu Dao Tiền Bối nhắc qua xinh đẹp chí bảo. Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Tống Thư Hàng không khỏi sờ lên mắt trái của chính mình vành mắt. Nho ra thánh nhân trong mắt. Mang thai ngưng thị khẳng định không tính là cái gì chí bảo. Sở dĩ, Tống Thư Hàng trước tiên liền nghĩ đến nho ra thánh nhân chi nhãn. Chẳng lẽ, cái này Tiêu Dao Tán Tiên cùng nho ra hoặc là nói cùng nho ra thánh nhân có quan hệ gì? Đồng thời Tống Thư Hàng trong đầu lập tức hiện ra một số móc mắt đoạt đồng tử nội dung cốt truyện tình tiết. Trước đừng trò chuyện cái này. Giải nhì bắt đầu rồi, nhanh phát huy bản lãnh của chúng ta đi ra. Cuồng Đao Tam Lãng nhắc nhở, ta có mấy cái ý kiến hay, chúng ta một đám người có thể xếp thành một chuỗi sáu, nhất định phi thường chói sáng. Bên cạnh, Tô Thị A Thất lẳng lặng nhìn Tam Lãng một chút, sau đó lại ngồi xổm trở về, nhẹ nhàng vuốt ve ái đao của mình, ngón tay nhẹ nhàng cọ sát lấy yêu đao lưỡi đao. Kỳ thật lúc này, gọi 666 cùng vuốt mông ngựa khả năng không còn tác dụng gì nữa. Vũ Nhu Tử nói, hai cái này thủ đoạn đồng quái tiền bối cùng Tam Lãng trước đó đều dùng qua, thậm chí nhiều hơn có thể nghĩ tới tốt chiêu thức, tại tranh đoạt tam đẳng thưởng thời điểm đều bị đoàn người dùng một lần. Nhưng để cho dù sao cũng so không gọi tốt ha, Cuồng Đao Tam Lãng nói. Giải nhì thế nhưng là 6-7 tầng bảo vật, liền xem như Hoàng Sơn tiền bối loại này thổ hào, cũng không thể khinh thị như thế một nhóm bảo vật. Có cái gì thủ đoạn tất cả mọi người dùng tới đi. Đáng giá một đoạt. Thất Tu Thánh Quân nói. Hắn là sợ quần bên trong đạo hữu mất hết mặt mũi, sở dĩ cố ý nói một câu, cho quần bên trong đạo hữu một bậc thang. Lấy hắn đại tiền bối thân phận mở miệng,
quần bên trong đạo hữu liền có thể không có cố kỵ sử dụng các loại thủ đoạn. Hoàng Sơn Tôn giả nhắc nhở, đúng rồi, tạo hóa đạo hữu ngươi ngồi xuống. Tạo hóa pháp vương. Đừng hát, đem microphone buông xuống. Những biện pháp khác tùy ngươi dùng, nhưng duy chỉ có đừng mở hát. Hoàng Sơn Tôn giả nói bổ sung, ta sợ ngươi hát, sẽ bị xem như công kích, bị khu trục ra tán tài vương tọa. Tạo hóa pháp vương nhìn qua trong tay microphone, kỳ thật ta chỉ chuẩn bị niệm vài câu từ tới, không chuẩn bị hát. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Diệt Phượng công tử yên lặng móc ra một bộ định chế nút tai, cho mình lỗ tai nhét bên trên. Nghĩ nghĩ về sau, đỉnh đầu hắn lại toát ra một đôi nhọn lỗ tai, hắn cho đỉnh đầu lỗ tai cũng nhét vào nút tai. Tống Thư Hàng kinh ngạc chằm chằm vào Diệt Phượng công tử, vì cái gì công tử có bốn cái lỗ tai? Nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Diệt Phượng công tử xoay đầu lại, hỏi. Tống Thư Hàng liên tục phất tay, không có việc gì, không có việc gì. Có thể là Diệt Phượng công tử chủng tộc chủng loại tương đối đặc thù, sở dĩ có bốn tai cũng khó nói. Công chúng trường hợp thảo luận người khác bề ngoài sự tình, có chút không lễ phép, sở dĩ Tống Thư Hàng quay đầu trở lại đi, nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Đúng rồi, Vũ Nhu Tử, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắn hiếu kỳ hỏi. Cảm giác Vũ Nhu Tử tựa hồ là hướng về phía giải nhì cùng giải đặc biệt tới, làm sao không gặp nàng hành động. Hi hi, ta vốn là muốn tốt một thiên lời kịch, chuẩn bị niệm trên một lần. Nhưng bây giờ ta từ bỏ. Ba cái danh ngạch, trừ bỏ một cái khả năng ngầm thao tác danh ngạch bên ngoài, ta liền tranh thủ cái kia hai cái danh ngạch đi. Vũ Nhu Tử nói. Tứ đẳng thưởng lúc, đại gia còn không biết hô 666, đồng quái tiền bối hô, hắn bên trong tứ đẳng thưởng. Tam đẳng thưởng lúc, đại gia còn không biết vuốt mông ngựa lúc, tam lãng tiền bối vỗ, hắn bên trong tam đẳng thưởng. Mà bây giờ giải nhì, mọi người đều biết gọi 666, buông xuống tiết tháo reo hò vuốt mông ngựa, cạnh tranh quá lớn. Muốn trong chúng nhân trở thành bắt mắt nhất một cái kia, độ khó hệ số cực cao. Thế là, Vũ Nhu Tử quả quyết từ bỏ cạnh tranh, cũng lựa chọn phương án thứ hai. Chỉ thấy Vũ Nhu Tử yên lặng từ bản thân một tấc thu nhỏ túi bên trong lấy ra lư hương, lại lấy ra một cái người thật tỷ lệ pho tượng, cũng đem lư hương cùng pho tượng dọn xong. Bạch tiền bối cùng khoản pho tượng. Tống Thư Hàng hỏi, pho tượng kia liền hắn lúc ấy tiếp bạch tiền bối xuất quan lúc, bạch tiền bối thân thể biến thành pho tượng giống như đúc. Tống tiền bối đoán đúng a, mà lại, pho tượng kia bên trong còn có một chương bạch tiền bối ký tên. Vũ Nhu Tử dương dương đắc ý nói. Tống Thư Hàng một mặt kinh ngạc, chuyện khi nào? Vũ Nhu Tử lúc nào tìm bạch tiền bối muốn ký tên? Cái này lúc Vũ Nhu Tử đã đem pho tượng cùng lư hương dọn xong, nàng lấy ra hương, duỗi ngón tại đầu nhang trên bóp, hương bị nhen lửa. Trên hương về sau, Vũ Nhu Tử hữu mô hữu dạng bắt đầu cầu nguyện, bạch tiền bối, ta vẫn tưởng cái giải nhì. Mời giúp ta một chút sức lực. Không biết có phải hay không ảo giác. Tại Vũ Nhu Tử cầu nguyện đồng thời, Tống Thư Hàng mắt trái phảng phất thật sự thấy được từ trong pho tượng, có một loại giống như chúc phúc hoặc là khí vận ra thành loại hình đồ vật, rơi vào Vũ Nhu Tử trên thân. Giải nhì rút thưởng cột sáng mở ra. Đồng dạng là ba đầu cột sáng, trong đám người thật nhanh xuyên qua. Một đạo quang trụ xuyên qua cuối cùng rơi vào một vị người quen biết cũ trên thân. Bí đao thánh quân một thân kim sắc khôi giáp, trụ kiếm mà đứng, đặc biệt lóa mắt. Cột sáng giáng lâm ở trên người hắn. Hắn dựa vào tự thân may mắn thu được rút thưởng danh ngạch. Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn chăm chú lên đạo thứ hai cột sáng, cùng bên người Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử phương pháp, có thể thành công sao? Trong lúc đang suy tư, đạo thứ hai cột sáng, quét đến Tống Thư Hàng trên người. Sau đó, lại từ trên người hắn đi qua. Cuối cùng, vững vàng rơi vào Vũ Nhu Tử trên người, dừng lại. Tống Thư Hàng, thật sự thành công. Cột sáng đem Vũ Nhu Tử bao phủ, quang mang bao vây lấy thân thể của nàng, để cho nàng nhìn càng thêm mỹ lệ. A thành công, Vũ Nhu Tử dùng sức nắm tay, sau đó nàng đưa tay khẽ vỗ tóc dài, tóc đen tung bay, mỗi một cây sợi tóc đều bị cột sáng quang mang bao khỏa, lập lòe. Giờ khắc này Vũ Nhu Tử, lóe sáng đến để cho người ta không rời nổi mắt. Ở đây hơn phân nửa người ánh mắt, đều bị nàng hấp dẫn. Vũ Nhu Tử cười hì hì đem bạch tiền bối tượng thần cùng hương đàn thu về, đối Tống Thư Hàng cùng Linh Điệp Thánh Quân dựng lên cái tư thế chiến thắng. Vọng Thiên, Quy tiền bối chấn kinh đến nói không ra lời. Nhìn thấy chưa, nữ nhi của ta, thông minh,
Linh Điệp Thánh Quân bọc lấy cái chăn, kiêu ngạo nói. Tống Thư Hàng đối Vũ Nhu Tử giơ ngón tay cái lên. Mặc kệ là Vũ Nhu Tử tự thân khí vận nghịch thiên, hoặc là thật sự là Bạch Tiền Bối pho tượng làm ra hiệu quả, lấy kết quả tới nói, nàng chính là thành công. Sớm biết ta hẳn là thử đoạt một chút hạng nhất tới. Bất quá được rồi, hạng nhất tặng cho người khác á. Vũ Nhu Tử duỗi ra hai tay, cột sáng hóa thành lệnh bài rơi vào trong tay nàng. Bí Đao Thánh Quân một cái lệnh bài, Vũ Nhu Tử một cái lệnh bài, còn có một cái trúng thưởng người là ai? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, vừa rồi sự chú ý của hắn đều bị Vũ Nhu Tử hấp dẫn, không rời nổi mắt, không chú ý rút thưởng hiện trường. Sở dĩ, cuối cùng một đạo quang trụ người đoạt giải thưởng là ai? Ta cũng không có chú ý, vừa vào xem lấy nhìn lóe sáng Vũ Nhu Tử. Cuồng Đao Tam Lãng trả lời. Đông Phương Lục Tiên Tử, ta vừa rồi tựa hồ cũng thất thần, quá khẩn trương, không chú ý. Hoàng Sơn Đại Ngốc, ngươi có chú ý cái thứ ba cột sáng sao? Đậu Đậu hỏi. Hoàng Sơn Thánh Quân khẽ gật đầu, sau đó đưa tay điểm một cái bên cạnh. Tại hắn bên cạnh, một vị anh tuấn nam tử lộ ra nụ cười khổ sở, hắn xòe bàn tay ra, hướng đám người bày ra trên tay mình lệnh bài, hắn là vị thứ ba người đoạt giải thưởng. Nhưng ở hắn đoạt giải sát na, ở đây phần lớn người ánh mắt đều bị lóe sáng, Mỹ Mỹ Vũ Nhu Tử hấp dẫn, đem hắn không để ý đến. Chúc mừng kiếm thánh, Cuồng Đao Tam Lãng ôm quyền nói, cái này một đợt rút thưởng, chúng ta Cửu Châu Nhất Hào Quần có thể nói là thu hoạch phong phú, cơ hồ cầm xuống nửa giang sơn, thật đáng mừng. Anh Tuấn Nam Tử khóe miệng có chút run rẩy, hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn tựa hồ từ bỏ, cũng không nói ra miệng. Tống Thư Hàng cảm giác, Tỉnh Mục cư sĩ Tiếu Dung, khiến cho nhân tâm đau nhức. Thế là, hắn nhắc nhở, Tam Lãng tiền bối, không phải kiếm thánh, là cư sĩ. Chí ít cư sĩ hai chữ này, hắn còn nhớ rõ. Giải đặc biệt, kế tiếp là đáng giá nhất mong đợi giải đặc biệt á. Đại gia giữ vững tinh thần tới. Lệ Chi Tiên Tử thiện ý nói sang chuyện khác. Trò chuyện tiếp xuống dưới, chỉ xem đến cư sĩ cái kia đắng chát mỉm cười, nàng cũng cảm giác đặc biệt áy náy. Chúc mừng lấy được thưởng ba vị đạo hữu, kế tiếp là chúng ta lần này tán tải cái cuối cùng khâu. Giải đặc biệt, chỉ có một vị, Tiêu Dao Tán Tiên thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ có một vị, như vậy cái này một vị sẽ ngầm thao tác. Tốt hơn theo cơ rút ra. Giải nhì ban thưởng, ba vị lấy được thưởng người, chia đều 6-7 tầng bảo vật. Giải đặc biệt, cái kia chính là độc chiếm 8-9 bảo vật A. Ghê gớm, nếu ai trúng thưởng, liền siêu cấp ghê gớm. Nhiều như vậy bảo vật, mình có thể dùng tới có thể dùng bên trên, không dùng được có thể cầm lấy đi đổi thành tài nguyên. Liền xem như đại môn phái trưởng giáo, đối mặt nhiều như vậy tài nguyên đều muốn động tâm. Như vậy thu hoạch được giải đặc biệt đến cùng sẽ là ai? Ở đây tất cả tu sĩ, đành phải nuốt khẩu nước bọt, tràn đầy chờ mong. Rút thưởng đếm ngược, 10, 9, 8, 7, Tiêu Dao Tán Tiên thanh âm vang lên. Đã quen thuộc Tiêu Dao tiền bối sáo lộ các tu sĩ, lập tức trong lòng hiểu rõ. Cái gọi là đếm ngược, là Tiêu Dao tiền bối đang nhìn các đạo hữu, chờ lấy đại gia tế ra thủ đoạn mạnh nhất. Bất kể là gieo hò, điểm tán, hô 666, thúc ngựa, bắn pháo hoa, đưa tâm, là thời điểm tế ra mạnh nhất tuyệt kỹ. Mặc dù chỉ có một cái danh ngạch, cái này danh ngạch hẳn là sẽ không trực tiếp ngầm thao tác. Nhưng là... ai có thể cam đoan Tiêu Dao Tán Tiên sẽ không vì cái nào đó người tu luyện gia tăng một điểm lấy được thưởng tỷ lệ. Tán Tài Vương tọa bầu không khí tiến vào điểm cao nhất. Tiếng kêu to rung trời, quang hiệu che đậy bầu trời, tất cả mọi người thi triển thần thông, hết sức đánh cược một lần. Liều một phen, đánh ra cái mỹ hảo tương lai. Đồng thời, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ liếc về phía bá Tống Huyền Thánh vị trí. Bởi vì có thể khẳng định là... ở đây trong mọi người, tu vi cao nhất thuộc về bá Tống Huyền Thánh ba lần trên nhân tiền hiển thánh, có thể là kiếp tiên tồn tại. Bá Tống Huyền Thánh sẽ tiến vào tán tài vương tọa, vậy khẳng định là đối bảo vật hứng thú. Mà trước đó thì có người chú ý, phía trước mấy cái giải thưởng, bá Tống Huyền Thánh đều không có xuất thủ. Sở dĩ, bá Tống mục tiêu là giải đặc biệt sao? Lúc này, hắn muốn làm thế nào mới có thể khóa chặt giải đặc biệt? Bá Tống Huyền Thánh quả nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn vẫy tay, ở phía sau hắn có 41 con viễn cổ thánh viên hư ảnh hiển hiện. Một con to lớn thánh viên dẫn đầu 40 con tiểu thánh viên,
bọn chúng cùng nhau lật ra một quyển Nho Gia Kinh Văn. Sau đó, cái này 41 con thánh viên bắt đầu ngâm sướng. Dẫn đầu lớn thánh viên dùng viễn cổ ngôn ngữ lĩnh sướng, 40 con tiểu thánh viên dùng tiếng Hoa ngôn, tiếng Anh, thú giới ngôn ngữ, hắc long ngôn ngữ. Các loại khác biệt loại ngôn ngữ, không ngừng cùng hát 666, 666. Trầm bồng du dương, tiết tấu thuộc lào lào. Rõ ràng chỉ là một cái từ, lại bị đọc lên sử thi cự chứ khí thế. A, à, bá Tống Huyền Thánh sau lưng những thứ này thánh viên, có phải hay không thánh viên long lực thần công? Cái này lúc, có người nhận ra Tống Thư Hàng sau lưng những thứ này thánh viên lai lịch. Thu giới thánh viên long lực thần công là có thể cùng Nho Môn Nho Gia Kim Cương Thân chống lại luyện thể thần công, tại chư thiên vạn giới nổi tiếng cực cao, tại luyện thể công pháp bên trong đứng hàng đầu. Trong truyền thuyết, thánh viên long lực thần công lớn nhất đặc thù chính là có thể tại tu luyện người sau lưng hiện ra thánh viên hình chiếu, thánh viên số lượng càng nhiều liền đại biểu cho công pháp uy lực càng mạnh. Nhưng là, bá Tống Huyền Thánh sau lưng những thứ này thánh viên tựa hồ có chút vấn đề. Ta nhớ được, thánh viên long lực thần công hình chiếu đi ra thánh viên, trong tay là không có vật gì a. Vì cái gì bá Tống Huyền Thánh hình chiếu những thứ này thánh viên trong tay có một quyển Nho Gia Thư Quyển? A. Vì cái gì ta biết đây là Nho Gia Thư Quyển, lại có người nói. Rõ ràng hắn đều không có thấy rõ thánh viên trong tay thư quyển bộ dáng, nhưng là xa xa nhìn một chút về sau, trong lòng của hắn liền lập tức có thể biết đây là Nho Gia Kinh Thư, mà là không phải Phật môn hoặc là Ma môn. Mà lại, thánh viên long lực thần công hình chiếu đi ra thánh viên, tuyệt đối sẽ không ngâm sướng. Điểm ấy ta có thể cam đoan, lại có một vị tu sĩ lên tiếng nói. Mà lại bá Tống Huyền Thánh thánh viên. Một lớn 40 nhỏ, lớn thánh viên mang theo 40 con tiểu thánh viên mở hát, tựa như là ban đồng ca đồng dạng. Quá gia tú. Bá Tống Huyền Thánh không hổ là bá Tống Huyền Thánh, đại lão trung quy là đại lão. Mặc dù ở đây các tu sĩ thủ đoạn bội xuất các hiển thần thông, nhưng giống bá Tống Huyền Thánh như thế tú, một cái đều không có. Tống tiền bối, thêm chút đi phối nhạc hiệu quả sẽ tốt hơn. Bên cạnh, Vũ Nhu Tử đề nghị. Tạo hóa Pháp Vương lập tức tự đề cử mình, muốn ta hỗ trợ sao? Không cần, tạ ơn tạo hóa tiền bối. Tống Thư Hàng liên tục phất tay. Bất quá nhìn thấy tạo hóa Pháp Vương về sau, Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới tạo hóa tiên tử nàng vừa đạt được cái kia ngọc tỷ bà, vừa vặn để cho nàng đi ra sáng sáng lên. Thế là, Tống Thư Hàng ý thức chui vào đến hạch tâm thế giới, liên hệ tạo hóa tiên tử. Hạch tâm thế giới bên trong. Tạo hóa tiên tử trong tay ôm tỷ bà, trong miệng thấp giọng hừ phát không có từ âm tiết. Nàng ôm tỷ bà lúc, tỷ bà góc độ vừa vặn che đậy nàng nửa gương mặt, như ẩn như hiện. Còn ôm tỷ bà nửa che diện, trục xoay phát dây cung ba lượng âm thanh, chưa thành làn điệu trước hữu tình. Liền Tống Thư Hàng loại này không thông âm luật người, đều nghe ngây dại. Lẳng lặng đánh đàn tạo hóa tiên tử, là Tống Thư Hàng nhận biết nàng đến nay, thấy qua đẹp nhất trạng thái. Đẹp như tranh sơn thủy quyển. Giờ khắc này, hắn không nỡ đánh nhiễu tạo hóa tiên tử đàn tấu tỷ bà, không muốn đánh phá màn này. Thế là ý thức của hắn lặng lẽ thối lui, chuẩn bị từ hạch tâm thế giới rời đi. Nhưng vào lúc này, tạo hóa tiên tử đột nhiên từ tính tọa tư thế bên trong nhảy lên, nàng ôm tỷ bà tư thế biến đổi, đem tỷ bà giống đàn guitar đồng dạng ôm lấy, đồng thời ngón tay của nàng điên cuồng tại tỷ bà trên huy động. Sau đó trong miệng nàng phát ra gào thét đồng dạng tiếng ca, a a a a nha nha nha. Nàng dùng sức quay đầu, mái tóc thật dài trên dưới vung vẩy, tả hữu vung vẩy. Thậm chí theo âm nhạc nhịp, đầu của nàng bắt đầu xoay tròn, mái tóc thật dài cũng bắt đầu xoay quanh. Hiển nhiên tạo hóa Pháp Vương kim loại nặng âm nhạc phong. Tống Thư Hàng một tay che mặt, chỉ cảm thấy mộng cùng trứng đều cùng một chỗ nát. Giờ khắc này. Hắn có thể xác nhận tạo hóa tiên tử quả nhiên cùng tạo hóa Pháp Vương là người một nhà, khác biệt duy nhất khả năng chính là một cái trời sinh có được tiếng trời, một cái trời sinh ma âm rót não. Ba đâm hắc, tạo hóa tiên tử một cái vang dội âm tiết kết thúc công việc, tóc dài dùng sức hất lên, kết thúc bản thân ngẫu hứng biểu diễn. Sau đó, ánh mắt của nàng hướng Tống Thư Hàng ý thức vị trí trông lại, a ngốc. Tạo hóa tiên tử, muốn hay không ra ngoài hát một bài. Sáng sáng lên ngươi mới nhạc khí. Tống Thư Hàng lên tiếng dò hỏi. Tạo hóa tiên tử méo một chút đầu, sau đó nàng ngòn ngọt cười, nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng đem bận rộn bên trong công đức xà mỹ nhân cũng kéo lên. Tán tài không gian bên trong.
cây kia dài đặc biệt cột sáng đã hiển hiện, bắt đầu ở tán tài vương tọa bên trong nhanh chóng chuyển động, muốn rút ra giải đặc biệt người may mắn. Tống Thư Hàng sau lưng, 41 con thánh viên như trước đang cùng kêu lên ngâm sướng. Bất quá cùng Vũ Nhu Tử nói đồng dạng, bởi vì thiếu khuyết phối nhạc, sở dĩ thánh viên nhóm ngâm sướng luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Cái này lúc, Tống Thư Hàng sau lưng có hai cái quang đoàn hiển hiện. Một lớn một nhỏ hai bóng người, đồng thời xuất hiện tại thánh viên sau bên cạnh. Lớn cái kia là cự hình hóa công đức xà mỹ nhân, hai tay của nàng bên trong ôm cổ cầm tam thập tam thú tổ hợp pháp khí nhạn vĩ tiên sinh tiên cầm. Tiểu cái kia là người bình thường lớn nhỏ tạo hóa tiên tử, trong tay nàng ôm ngọc tỷ bà. Hiện thân thời điểm, tạo hóa tiên tử nghe thánh viên nhóm ngâm sướng, nghe bọn chúng dùng sướng ca ban ban đồng ca phương thức ngâm sướng, khóe miệng nàng có chút dương lên. Loại này hợp sướng phương thức, mặc dù có thể có được sử thi khí thế, nhưng là không đủ náo nhiệt, không đủ vang dội. Sở dĩ, tới đi, để cho nàng đến vì hợp sướng tăng thêm một điểm niềm vui thú. Nàng ôm trong ngực tỷ bà, ngón tay thật nhanh phát dây cung, thanh thúy dồn dập tiếng tỷ bà truyền ra. Công đức xà mỹ nhân theo sát phía sau, bắt đầu phối hợp với nàng, ngón tay tại cổ cầm trên kích thích. Một đàn, một tỷ bà, lại đàn tấu ra kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ chi thế. Hai vị tiên tử lẫn nhau phối hợp, vô cùng ăn ý. Có lẽ là bởi vì các nàng lúc đầu tính cách, yêu thích liền rất tương tự nguyên nhân. Mà Tống Thư Hàng sau lưng cái kia lớn thánh viên, lại nhưng cũng có linh tính, hắn chủ động bắt đầu điều chỉnh ngâm sướng nhịp, bắt đầu phối hợp với hai vị tiên tử tiếng đàn không hổ là bạch tiền bối tặng thánh viên, các phương diện thiên phú đều đặc biệt xuất sắc. 41 con thánh viên tiếng ngâm sướng càng ngày càng vang dội. Minh lâm thành hạ, đầy trời cát vàng, dơ roi dục ngựa, sinh tử không nói chuyện. Kim qua thiết mã, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Thậm chí, liền thánh viên nhóm cái kia 666 ca từ, đều bị người theo bản năng không để ý đến. Tạo hóa pháp phương có chút há to miệng, hắn cảm giác mình có thể muốn thất nghiệp. Cả cái tán tài vương tọa người tu luyện, bị tiếng ca đả động. Âm nhạc không có biên giới phân chia. Bọn hắn tựa như trước đó tiến vào hạch tâm thế giới Tống Thư Hàng đồng dạng, bị tiên tử ăn ý diễn tấu chỗ đả động. Trầm mê ở cái này như vẽ âm nhạc bên trong, theo âm nhạc lắc lư. Tống Thư Hàng ánh mắt dò xét một vòng về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Chính là như vậy, cả đám đều trầm mê ở tạo hóa tiên tử âm nhạc bên trong, là được rồi. Bắt đầu người biểu diễn đi, tạo hóa tiên tử. Là thời điểm đảo ngược một đợt làm cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút kim loại nặng âm nhạc phong đi. Cái này người nha, cũng không thể một người mù, bản thân mộng cùng chứng nát. Đương nhiên muốn đem loại cảm giác vi diệu này chia sẻ ra ngoài, để cho người khác mộng cùng chứng bồi tiếp bản thân cùng một chỗ nát. Đúng lúc này, cột sáng kia, rốt cục chuyển rời đến Tống Thư Hàng trên thân. Cột sáng hơi cùng ngừng lại, không còn chuyển gì. Tống tiền bối chúng, Vũ Nhu Tử nói. Nàng vừa dứt lời, cột sáng lại hướng về sau rời một bước, đem tạo hóa tiên tử, công đức xà mỹ nhân, 41 con thánh viên bao khỏa ở bên trong. Mà thân là chủ nhân Tống Thư Hàng, bị cột sáng bài xích bên ngoài. Cỡ nào quen thuộc hình ảnh? Rất khéo, bởi vì biểu diễn đội hình nguyên nhân, lúc này 41 con thánh viên, hai vị tiên tử vị trí, đều ở vào Tống Thư Hàng hậu phương trên không. Cột sáng bao phủ, vừa vặn đưa các nàng bọn chúng cùng Tống Thư Hàng cách ly. Đơn giản liền cùng vĩnh bất hãm lạc thánh thành đồng dạng, thân là chủ nhân Tống Thư Hàng, lại bị ném ở thánh thành bên ngoài. Tống Thư Hàng. Hắn cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Cái này giải đặc biệt muốn làm sao tính. Thánh viên, công đức xà mỹ nhân đều xem như hắn. Nhưng là tạo hóa tiên tử nên tính là tạo hóa pháp phương phía kia a. Không đúng, thánh viên kỳ thật cũng không phải toàn thuộc về hắn. Dẫn đầu đại thánh viên, từ căn nguyên mà tính, hẳn là bạch tiền bối. Tuy nói là đưa cho bản thân. Nhưng nó nguồn gốc từ tại bạch tiền bối điểm ấy không cách nào cải biến. Cho nên nói, cái này thưởng đến lúc đó muốn hắn, tạo hóa pháp phương cùng bạch tiền bối ba phần hay sao? Cái này giải đặc biệt tính thế nào? Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ hỏi. Vũ Nhu tử, Tống tiền bối, người bị bài xích tại cột sáng bên ngoài nữa nha. Tống Thư Hàng thở dài, hừm, thấy được, Vũ Nhu tử. Kỳ thật cột sáng lựa chọn không có tâm bệnh. Cuồng Đao Tam Lãng giải thích nói,
Thánh viên phụ trách H666, hai vị tiên tử phụ trách đàn tấu tỳ bà cùng đàn. Mà Thư Hàng tiểu hữu, người cái gì cũng không làm. Vừa nói như vậy, tựa hồ liền giảng thông, cái gì cũng không làm, đương nhiên muốn bị bài xích tại cột sáng ở ngoài nha. Nhưng là thánh viên là ta công pháp a, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử cũng là ta công đức chi quang. Tống Thư Hàng khổ sở nói. Vũ Nhu tử, ta nhớ được Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành vẫn là Tống tiền bối bản mệnh pháp khí. Đúng vậy, Vũ Nhu tử, ta biết. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Có lẽ Thư Hàng ngươi cảm giác mình mới là bản thể, thánh viên cùng vị này công đức chi quang tiên tử đều là ngươi phụ thuộc. Nhưng ngươi có hay không trái lại suy nghĩ qua, nói không chừng. Ngươi mới là phụ thuộc phẩm, các nàng cùng bọn chúng mới là bản thể. Đồng quái tiên sư cao thâm khó lường nói không cẩn thận liền phạm bệnh nghề nghiệp, thân là ưu tú quẻ sư, liền muốn nói sẽ nói bậy, chứng chạc đàng hoàng kéo. Tống Thư Hàng. Kỳ thật, ta giống như Lệ Chi tiên tử, càng muốn biết Tiêu Giao tiền bối muốn làm sao phán đoán lấy được thưởng kết quả. Đông Phương Lục tiên tử nói. Bắc Hà tán nhân, sẽ trực tiếp đem ban thưởng phát cho công đức chi quang tiên tử các nàng sao? Muốn phát cho công đức chi quang tiên tử các nàng, cái kia thánh viên số lượng có thể có 41 chỉ, giải đặc biệt chẳng lẽ muốn chia 40 mấy phần. Thất Sinh Phù Phủ chủ xoa cằm nói. Cuồng Đao Tam Lãng, ta cảm thấy đại gia đừng vội, không cần lo nghĩ lấy vì Tiêu Giao tiền bối nghĩ kế. Đến lúc đó ban phát ban thưởng lúc, Tiêu Giao tiền bối khẳng định có biện pháp của mình, cho chúng ta một kinh hỉ. Tam Lãng đạo hữu nói có lý. Điền Thiên Đảo chủ nói. Vũ Nhu tử, kinh hỉ. Ân, ta lập tức mong đợi. Hoàng Sơn Tôn giả mỉm cười, vô luận loại kia kết quả, kỳ thật đều như thế. Cuối cùng, tán tài vương tọa đồ vật, vẫn là thuộc về Tống Thư Hàng tiểu hữu, thông qua hắn công đức chi quang tới tiếp thu, chỉ là ở giữa nhiều một đạo chương trình, cũng không ảnh hưởng kết quả. Hoàng Sơn tiền bối tổng là có thể tại thời điểm mấu chốt, bắt lấy trọng điểm. Sở dĩ, đến lúc đó nhất định phải mời khách nha, Tống tiền bối. Vũ Nhu tử đối Tống Thư Hàng cười nói. Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, một hồi tan cuộc về sau, Thư Hàng tiểu hữu vốn là nói muốn mở tiệc chiêu đãi quần bên trong đạo hữu. Sở dĩ, chỉ là một lần mời khách cũng không đủ, ít nhất cũng phải mời hai lần. Trọng yếu nhất chính là, trên yến hội khẳng định phải có ca múa làm bạn mới được. Diệt Phượng công tử bốn cái trong lỗ tai nút tai chẳng biết lúc nào đã lấy xuống, hắn say mê hai vị tiên tử thánh viên hợp sướng tổ hợp. Sở dĩ, công tử muốn nghe nhiều mấy lần. Mời khách không phải trọng điểm là muốn để Tống Thư Hàng có thời gian thường xuyên mời hai vị tiên tử đi ra khải một bản, tăng thêm thánh viên ban đồng ca, hiệu quả thật bổng. Tốt nhất đến lúc đó mời Đông Phương Lục tiên tử đi ra biên cái vũ thì tốt hơn. Diệt Phượng công tử trong đầu đã có cái kế hoạch hình thức ban đầu. Chúc mừng bá Tống ban đồng ca thu được giải đặc biệt, các ngươi diễn xuất rất xuất sắc, vận khí của các ngươi cũng đồng dạng xuất sắc. Cả buổi về sau. Tiêu Giao tán tiên thanh âm khoan thai tới chậm, rốt cục vang lên. Tiêu Giao tiền bối cũng là do dự cả buổi, mới ra ngoài tuyên bố. Dù sao cái này trúng thưởng kết quả, hắn cũng thật bất ngờ, dẫn đến hắn đều không biết muốn làm sao hợp lý tuyên bố mới tốt. Trong lúc đó, hắn muốn âm thầm nghe một chút tán tài vương tọa bên trong các đạo hữu ý kiến, nhìn xem có hay không hợp lý lại hoàn mỹ đề nghị. Nhưng thật vất vả nghe được có đạo hữu bắt đầu thảo luận cái đề tài này. Một con khỉ lớn đột nhiên lên tiếng, ngăn lại các đạo hữu thảo luận. Cũng để đại gia chớ nóng vội nghĩ kế, còn chờ mong chính thức sẽ cho đại gia một kinh hỉ. Lúc đó Tiêu Giao tán tiên liền quyết định sau đó phải nuôi một con khỉ lớn sủng vật, ngày ngày phạt hắn chép bài tập, chép không hết liền không cho cơm ăn. Tống Thư Hàng nghe được cái này tuyên bố về sau, một mặt mộng bức, ban đồng ca. Bá Tống ban đồng ca là cái gì, đăng ký sao? Xuất đạo sao? Đạt được đám fan hâm mộ thừa nhận sao? Bá Tống ban đồng ca còn có thể. Hoàng Sơn Tôn giả khẽ gật đầu nói. Linh Điệp Thánh Quân nhắm mắt lại, rất hưởng thụ hai vị tiên tử đàn tấu cùng thánh viên ban đồng ca biểu diễn. Linh Điệp Thánh Quân tại âm nhạc phương diện đồng dạng có rất mạnh cảnh giới cùng dám thưởng năng lực. Hừm, bá Tống ban đồng ca, ta cũng không có ý kiến. Cái này lúc, cột sáng hóa thành một mai lệnh bài, cuối cùng rơi vào công đức xà mỹ nhân trước người. Công đức xà mỹ nhân một tay đánh đàn, tay kia nhẹ nhàng vẩy một cái, đem lệnh bài đâm hướng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đưa tay, tướng lệnh bài tiếp được, trong này, chính là 8-9 tầng bảo vật A.
vốn đang tại tiếc nuối thông lương, quỳ thiền bối, lục phẩm thiên nhân chọn lựa bảo vật cơ hội, lãng phí ở thần binh kỳ giám bên trên, kết quả 8, 9 tầng bảo vật, toàn bộ về hắn. Kết quả như vậy, cũng là không kém nha. A, à, Tống tiền bối, 8, 9 tầng bảo vật, không có biến mất. Vũ Nhu Tử đột nhiên nói. Phía trước 2, 3, tứ đẳng thưởng, rút thưởng hoàn thành thời điểm, tất cả không có bị người chọn lựa bảo vật liền sẽ bị chia đều, biến mất không thấy gì nữa, chia cho mỗi vị trúng thưởng người may mắn. Nhưng lần này, 8, 9 tầng bảo vật, cũng không có biến mất. Tất cả bảo vật cũng còn lưu tại nguyên địa. Hoàng Sơn Tôn giả nhíu mày, đột nhiên hắn nhớ tới một sự kiện, Tiêu Dao tiền bối tại tuyên bố tiến hành giải đặc biệt rút thưởng thời điểm. Có nhắc lên ban thưởng vật phẩm là cái gì không? Trước đó 2, 3, tứ đẳng thưởng bắt đầu rút thưởng trước, đều có nhắc nhở là mấy đến mấy tầng bảo vật chia đều. Nhưng nhắc nhở giải đặc biệt bắt đầu rút thưởng lúc, có phải hay không không sách việc này? Tựa như là không có nói. Bắc Hà Tán Nhân xác định nói. Thất Tu Thánh Quân vuốt vuốt mi tâm, xem ra giải đặc biệt, cũng không phải là 8-9 tầng bảo vật. Đáp đúng, giải đặc biệt là đặc thù nhất, là duy nhất. Ban thưởng đương nhiên không phải những thứ này tục vật, Tiêu Dao tiền bối thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng nghe vậy, lá gan đều run rẩy một chút. Đừng a tiền bối, tục vật ta muốn a, càng tục càng tốt a. Ta Tống mỗi người hiện tại mắc nợ từng đống thiếu nhất chính là linh thạch, bảo vật những thứ này tục vật, càng nhiều càng tốt đây này. Như vậy, lần này tán tài kết thúc, đây cũng là ta một lần cuối cùng tán tài. Các vị đạo hữu, tương lai chúng ta hữu duyên thiên nhai lại gặp gỡ. Tiêu Dao Tán Tiên thanh âm tiếp tục nói, tiếp đó, ta muốn bắt đầu dịch chuyển không gian, mời các đạo hữu không nên kinh hoàng, bảo trì trật tự. Nói xong, tán tài vương tọa bắt đầu thanh tràng. Tất cả người tu luyện lần lượt bị chuyển di ra ngoài, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu cũng không ngoại lệ, một cái tiếp một cái bị chuyển rời đến tán tài vương tọa bên ngoài. Duy chỉ có Tống Thư Hàng, bị lưu lại. Hắn cùng sau lưng hai vị tiên tử, 41 con đại thánh viên, ngốc tại chỗ. Vũ Nhu Tử cùng Kiếm Vương cư sĩ là cuối cùng biến mất cái kia một đợt, có thể là trong các nàng giải nhì nguyên nhân. Tống tiền bối ngươi nhất định phải chơi vui vẻ. Vũ Nhu Tử tại biến mất trước kêu lên một tiếng, không cam lòng biến mất. Nàng có một loại trực giác, lưu lại sẽ rất kích thích, nhưng là nàng không phải giải đặc biệt, sở dĩ bị chuyển di đi ra. Tại tán tài vương tọa bên trong tất cả đạo hữu biến mất không thấy gì nữa về sau, tạo hóa tiên tử nhãn tình sáng lên. Nàng đứng dậy nhảy lên, đem tỳ bà lấy đàn guitar phương thức ôm ở bên hông, múa rồi hai lên tới. Phong cách vẽ biến đổi. Đàn tấu tiết tấu cũng biến hóa. Cùng hạch tâm thế giới bên trong phát sinh sự tình đồng dạng, tạo hóa tiên tử trong nháy mắt biến thành kim loại nặng âm nhạc phong. Mà công đức xà mỹ nhân, có chút ngừng lại về sau. Ngón tay nhanh chóng tại trên đàn múa, đi theo tạo hóa tiên tử tiết tấu. Hai vị tiên tử, vẫn như cũ phối hợp ăn ý. Tống Thư Hàng bình tĩnh xoay đầu lại, ngắm nhìn sau lưng hai vị tiên tử cùng thánh viên ban đồng ca bởi vì trong lòng sớm đã có chuẩn bị, sở dĩ vô luận hai vị tiên tử hình tượng như thế nào biến hóa, hắn đều có thể bảo trì không có chút rung động nào. Ngược lại là Tiêu Dao Tán Tiên tiền bối, như là tạm ngừng đồng dạng, trong miệng phát ra mấy cái cổ quái âm tiết. Từ nơi này mấy cái âm tiết bên trong, Tống Thư Hàng có thể nghe ra Tiêu Dao tiền bối lá gan đau cùng chứng nát tâm tình. Thế là, hắn vừa lòng thỏa ý. Muốn chính là loại hiệu quả này, vui một mình không bằng vui chung, đồ tốt liền muốn cùng người chia sẻ. Lão sau một lúc lâu, Tiêu Dao Tán Tiên tiền bối lên tiếng nói, bá Tống đạo hữu, đón lấy tới. Ta muốn đem giải đặc biệt cho ngươi. Tiền bối, Tống Thư Hàng vươn tay ra nói. Chúng ta có thể hay không thương lượng một chút, giải đặc biệt ban thưởng đổi thành tục vật được chứ? Nói thật, con người của ta tục vô cùng. Bá Tống đạo hữu, người quá không bình tĩnh, thân là tu sĩ, người nhất định phải có một khỏa lớn trái tim. Cho dù là thiên băng địa liệt, người cũng phải mặt không đổi sắc. Tiêu Dao Tán Tiên lên tiếng nói sao có thể vì chỉ là tục vật mà động sắc. Tiền bối ngài giảng phi thường có đạo lý. Tống Thư Hàng sau khi nói xong. Ý vị thâm trường ngắm nhìn sau lưng đang cú sốc hất đầu vũ tạo hóa tiên tử. Tiêu Dao Tán Tiên. Sau một lúc lâu, Tiêu Dao Tán Tiên lên tiếng nói, 8-9 tầng ban thưởng, không cách nào cho ngươi. Nhưng ngươi cũng tìm được vượt xa quá bọn chúng vật giá trị. Bá Tống đạo hữu, nhìn thấy tòa này tán tài vương tọa hay chưa?
Từ hôm nay trở đi, hắn liền về ngươi. Cái này vương tọa giá trị, liền viễn siêu 8-9 tầng bảo vật tổng giá trị. Tống Thư Hàng yên lặng ngắm nhìn tán tài vương tọa, cái này vương tọa ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá nó rất nhiều công năng cùng hạch tâm thế giới có trùng hợp, Tống Thư Hàng đối với nó khát vọng trình độ cũng không phải là quá lớn. Bất quá, nếu như đưa nó chống đỡ cho Bạch Tiền Bối, có thể chống đỡ rơi bao nhiêu linh thạch nợ nần. Bạch Tiền Bối cái kia một không gian trang bị 8, cửu phẩm linh thạch, cụ thể có bao nhiêu số lượng Tống Thư Hàng đều nhớ không rõ. Cái này vương tọa nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ, Bạch Tiền Bối hẳn là đối với nó có hứng thú, nói không chừng Bạch Tiền Bối vui vẻ, trực tiếp đem hắn nợ nần toàn miễn đi cũng có khả năng. Nghĩ như vậy, Tống Thư Hàng cũng cảm giác trong lòng đắc ý. Tống Thư Hàng bây giờ muốn sớm điểm đem Bạch Tiền Bối nợ cho trả hết, bởi vì tốt mượn tốt trả, lại mượn mới không khó nha. Chỉ có trước đem nợ trả hết, mới có thể có mặt lại mượn một bút càng lớn. Nợ nhiều không lo loại này lưu manh trong lòng, cùng tính cách của hắn không hợp. Coi như Bạch Tiền Bối không thèm để ý, chịu một mực mượn hắn linh thạch, nhưng hắn ra mặt vẫn là quá mỏng, sẽ không có ý tứ lại mượn. Mà lại, tòa này vương tọa giá trị thực sự, cũng là hắn mặt ngoài bày biện ra tới đơn giản như vậy. Tiêu Dao Tán Tiên thanh âm tiếp tục vang lên, trước ngươi nghe ta nói lên qua đi, ta lần này là một lần cuối cùng tán tài. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, hắn còn biết, Tiêu Dao Tán Tiên tán tài không chỉ có là hứng thú, còn cùng vị kia Tất 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 đại lão ở giữa đánh cược có quan hệ. Kỳ thật, ta tán tài nguyên nhân, ngoại trừ người hứng thú bên ngoài, còn cùng một vị phi thường thần bí tiền bối có quan hệ. Tiêu Dao Tán Tiên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng trong mắt hiển hiện vẻ tò mò, xem ra Tiêu Dao Tán Tiên muốn bắt đầu giảng thuật vị kia Tất 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 tiền bối chuyện. Hắn đối vị kia xem xét bí pháp đều xem xét không ra được tiền bối, cũng cảm thấy rất hứng thú. Trong tay đối phương sẽ có thần binh kỳ giám, nói không chừng cùng Tống Đầu Gỗ cũng có quan hệ. Hoặc là cùng Bắc Phương Đại Đế quen biết. Vị tiền bối kia, phi thường thần bí. Ta đến bây giờ cũng không biết hắn đến cùng là lai lịch gì. Ta từ tam phẩm cảnh giới cùng hắn gặp nhau, cùng hắn tiến hành một lần đổ ước, kia chính là ta tán tài con đường bắt đầu. Tiêu Dao Tán Tiên lên tiếng nói. Từ đó về sau, ta mỗi tấn thăng một cảnh giới, liền có thể cùng hắn tiến hành một lần đánh cược. Mỗi lần thắng hắn về sau, ta sẽ lấy ra 1/4 đến 1/6 tài vật, tiến hành tán tài. Bây giờ, ta đã tấn thăng cửu phẩm, ta cùng hắn ở giữa đổ ước đã hoàn thành. Tương lai, dù cho ta có cơ hội bước ra chính mình đạo tấn thăng trường sinh giả, cũng không còn cùng hắn tiến hành đánh cược cơ hội. Nói đến, ngược lại là có chút không bỏ. Ta rất ưa thích vị tiền bối này. Tiêu Dao Tán Tiên nói khẽ. Tống Thư Hàng bén nhạy bắt được một tin tức, mỗi lần thắng hắn. Bá Tống đạo hữu người rất cơ trí, quả nhiên bắt được ta lời nói bên trong trọng yếu nhất tin tức. Tiêu Dao Tán Tiên cười lên ha hả, đúng vậy, không có sai. Đây chính là ta thích tiền bối thích đến muốn chết nguyên nhân, tiền bối nhưng là chân chính lớn dê béo, mười cược mười a a a a a a. Tiêu Dao Tán Tiên thanh âm tại một chuỗi gào thảm, biến mất. Nếu như không phải thỉnh thoảng sẽ vang lên một điểm yếu ớt rên rỉ âm thanh, Tống Thư Hàng đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không đã đi về cõi tiên. Sau một lúc lâu, Tiêu Dao Tán Tiên thanh âm khôi phục, nói đến đây, bá Tống đạo hữu ngươi nên minh bạch. Ta muốn giao cho ngươi giải đặc biệt, chính là cùng vị tiền bối này ở giữa đổ ước. Đáng tiếc, ngươi đã bát phẩm huyền thánh cảnh giới, ngươi cùng vị tiền bối này ở giữa đổ ước, cũng chỉ có 2 lần cơ hội. Tống Thư Hàng. Nói cách khác, cùng vị này thần bí tiền bối ở giữa đổ ước, một cảnh giới một cơ hội. Đến cửu phẩm về sau, đổ ước kết thúc. Cái này có chút tiếc nuối. Nếu như là theo số lần tiến hành đổ ước, chờ hắn bản thân hoàn thành đổ ước về sau, lại đem đổ ước quyền giao lại cho Bạch Tiền Bối, bằng Bạch Tiền Bối nghịch thiên khí vận, nhất định sẽ rất có ý tứ. Như vậy cuối cùng, tán tài vương tọa liền giao cho ngươi, bá Tống đạo hữu. Tiêu Dao Tán Tiên nói khẽ, chờ ta rời đi, tán tài vương tọa liền sẽ lần nữa tiến hành nhận chủ nghi thức. Chờ ngươi trở thành tán tài vương tọa chủ nhân về sau, ngươi liền có thể tiếp xúc đến vị tiền bối kia. Đây mới là lớn nhất tài phú. Chỉ là 8-9 tầng tài phú tính là gì? Cả cái tán tài vương tọa không gian bảo vật, cũng chỉ là hắn từ vị kia thần bí tiền bối cái kia thắng đến bảo vật 1/4. Thậm chí, bảo vật đây tính toán là cái gì? Chân chính vô giới chi bảo, là vị kia giấu ở tán tài vương tọa sau thần bí tiền bối. Hắn có thể từ một cái tam phẩm tiểu tán tu,
một đường tu luyện tới cửu phẩm kiếp tiên, chính là có vị này thần bí tiền bối một mực chỉ điểm, cùng đại lượng bảo vật tài nguyên ủng hộ. Có thể được đến vị này thần bí tiền bối chỉ điểm, mới thật sự là vô giá. Hảo hảo chân quý hai lần đổ ước cơ hội đi, bá Tống đạo hữu. Tiêu Dao Tán Tiên nhắc nhở hắn trong bóng tối nhắc nhở Tống Thư Hàng, không nên bị tục vật mê con mắt, chỉ có từ nơi này chút tục vật bên trong phát hiện chân chính vô giới chi bảo, mới là thu hoạch lớn nhất. Tống Thư Hàng, Tiêu Dao tiền bối yên tâm, ta sẽ chân quý. Chờ sau khi ta rời đi, ngươi phải chiếu cố thật tốt. Tính toán chính ngươi thể ngộ đi, Tiêu Dao Tán Tiên thở dài. Có một số việc, không thể lại tiếp tục nhắc nhở xuống dưới. Nhắc lại xuống dưới, liền vượt tuyến. Cuối cùng, bá Tống đạo hữu, chúng ta hữu duyên thiên nhai gặp lại. Ta nghe nói, ngươi là thiên niên đệ nhất thánh, chờ ta từ Tán Tài Vương tọa sau khi rời đi, liền có thể xem ngươi nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp trực tiếp. Ta cảm giác cùng ngươi hợp ý, ngươi giảng pháp ta nhất định sẽ xem. Tiêu Dao Tán Tiên cười ha ha nói. Tống Thư Hàng khô khốc một hồi cười, ha ha, cái kia. Nếu như tiền bối xem bá Nho Huyền Ma giảng pháp thời điểm, tốt nhất nhảy qua. Mặc dù không biết ngươi tại sao phải như thế nhắc nhở ta, bất quá ngươi nên là thiện ý nhắc nhở. Ta nhớ kỹ, Tiêu Dao Tán Tiên tiền bối nói, như vậy cuối cùng, trước lúc rời đi, ta còn có một cái pháp thuật muốn dạy ngươi. Ngươi bắt được lệnh bài, hảo hảo thể nghiệm. Pháp thuật này, ta chỉ có thể dạy ngươi một lần. Tương lai, ngươi cũng phải đưa nó truyền thụ cho đời tiếp theo Tán Tài Vương tọa người thừa kế. Pháp thuật này rất trọng yếu, không có hắn, ngươi tương lai muốn cùng Tán Tài Vương tọa giải trừ quan hệ lúc, sẽ có một đợt giày vò. Mặt khác, Tiêu Dao Tán Tiên nhưng thật ra là một cái hiếu kỳ tâm rất mạnh người. Tống Thư Hàng nắm thật chặt lệnh bài, sau đó, ánh mắt của hắn xuyên thấu Tán Tài Vương tọa, giống như là xuyên thấu một cái không gian, ném xem đến một không gian khác. Cái không gian này, mới là dấu ở Tán Tài Vương tọa sau Tiêu Dao Tán Tiên vị trí. Tiếp đó, có một đạo nam tử tóc vàng thân ảnh, xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong tầm mắt. Tóc vàng cũng không phải là hắn nguyên bản màu tóc, chỉ là hắn đang thi triển pháp thuật thời điểm, mỗi một cây tóc đều bị nhiễm lên kim sắc. Nhìn kỹ, nhìn ta chỉ có thể biểu thị một lần. Nam tử này lên tiếng nói. Hai tay của hắn vươn ra, ở sau lưng của hắn một cặp to lớn quang dực ngưng tụ ra. Quang dực mở rộng, tại cánh phía trên, lại có một đầu xinh đẹp con mắt hiển hiện. Quang dực tựa như là cầu nối, có thể làm cho con mắt này lực lượng bắn ra tới. Uống, Tiêu Dao Tán Tiên trầm giọng nói. Hai tay của hắn khép lại, hư ôm tại trước ngực. Tại hai tay của hắn ở giữa, có lực lượng pháp tắc điên cuồng xoay tròn. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng nhìn thấy Tán Tài Vương tọa bên trong, 8-9 tầng bảo vật, trong nháy mắt biến mất. Tất cả bảo vật, hóa thành một đạo sông lớn dòng lũ, hướng Tiêu Dao Tán Tiên chút xuống mà tới. Ngoại trừ những cái kia thần công bí tịch bên ngoài, còn lại tất cả bảo vật, toàn bộ rơi vào đến hắn hư vuốt song trường. Dung nhập trong đó. Mỗi một kiện bảo vật dung nhập, Tiêu Dao Tán Tiên song trường ở giữa lực lượng liền cường đại một bậc. Cỗ lực lượng này, độ cao áp xúc, nội liếm. Cuối cùng, hóa thành một cái nho nhỏ điểm sáng, tại Tiêu Dao Tán Tiên đầu ngón tay xoay tròn, quấn quanh lấy. Thần kích, Tiêu Dao Tán Tiên chậm rãi lên tiếng. Thanh âm của hắn. Liền phảng phất tự mang hồi âm cùng cổn lôi âm thanh, hạ xuống tại cả cái trong không gian. Oanh! Tiêu Dao Tán Tiên chỗ không gian bị xé mở, không gian thật lớn kẽ nứt giống nhắm người mà ăn hung thú, mở ra máu tanh ngụm lớn. Tại cái này không gian kẽ nứt bên trong, có một loại hủy diệt lực lượng, hướng về Tiêu Dao Tán Tiên oanh đến, muốn đem hắn diệt sát. Thiên phạt, không đúng, Tống Thư Hàng mày nhăn lại. Không phải thiên phạt, bởi vì lực lượng này bên trong. Không có thiên phạt loại kia không chết không thôi tính chất. Nhưng công kích này, cũng là vật tương tự, tựa như là giữa thiên địa ý chí, tại hướng về Tiêu Dao Tán Tiên xuất thủ. Đương đại hiện trạng, kiếp tiên tránh lui, trường sinh giả ẩn cư. Kiếp tiên coi như xuất thủ, cũng sẽ sử dụng cách sơn đả nghiêu thủ đoạn, cách sơn xuất thủ. Không phải là Tiêu Dao Tán Tiên tán tài hoạt động cùng hắn chuyện cần làm, đưa tới thiên địa ý chí phản ứng. Trong lúc đang suy tư, Tiêu Dao Tán Tiên ngón tay, một chỉ điểm ra. Phanh! Trong tay hắn một điểm kim quang, trực tiếp đem cái kia hủy diệt lực lượng đánh tan. Mà theo cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt bị đánh tan về sau, Tiêu Dao Tán Tiên trên người,
có một loại khế ước đồng thời bị giải trừ. Hắn cùng Tán Tài Vương tỏa quan hệ trong đó giải khai. Đây cũng là thần kích, là ta dạy bảo ngươi cuối cùng pháp thuật. Tiêu Dao Tán Tiên giải thích nói, lấy tiêu hao 8-9 tầng bảo vật lôi kéo đi ra lực lượng, trên lý luận mà nói, một kích này uy lực vô cùng tận. Chỉ cần ngươi dung nhập đầy đủ bảo vật, tăng thêm thân thể của ngươi có thể chịu nổi cỗ lực lượng này. Dựa vào hắn, tại cửu phẩm kiếp thiên cảnh giới, liền có thể nắm giữ diệt thế vĩ lực. Ta chỉ dùng 2 tầng bảo vật, liền có thể tùy tiện giải trừ thân tử đạo tiêu nguy cơ. Nói xong, Tiêu Dao Tán Tiên dùng một loại rất tán thưởng ánh mắt ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Vị này bá Tống Huyền Thánh, người mang nhiều loại cường đại công pháp tôi luyện thân thể, chỉ riêng hắn có thể nhìn ra được thì có Nho Gia Kim Cương Thân cùng Thánh Viên Long Lực Thần Công hai loại chư thiên vạn giới đỉnh tiêm tôi thể pháp. Chờ hắn tấn thăng đến cửu phẩm thời điểm, thể chất thậm chí khả năng so bình thường cùng cảnh giới kiếp tiên mạnh hơn mấy lần. Cường đại như vậy thể chất, liền có thể tiếp nhận càng lớn lực lượng. Gia hỏa này, thật sự là trời sinh học tập thần kích chất liệu tốt. Tống Thư Hàng há to miệng. 8-9 tầng tất cả bảo vật, cứ như vậy không có. Cái này giống như là nhìn thấy có tiền kẻ giàu có cầm tốt mấy ức đô la Mỹ, một hơi đốt chơi đồng dạng. Coi như biết rõ những bảo vật này không phải là của mình, nhưng người nghèo tới trình độ nhất định về sau, nhìn thấy hình ảnh như vậy đều sẽ đau lòng. Cái này không phải cái gì thần kích a. Đây là khắc kim nhất kích. Khắc kim càng nhiều, lực lượng càng lớn. Nghèo bức cũng không cần học dạng này pháp thuật, học xong cũng dùng không nổi. Không dùng mấy lần, toàn bộ thân gia đều phải quăng vào đi. Hắn còn có một cái hạch tâm thế giới phải nuôi, có mấy cái đệ tử muốn bồi dưỡng, hắn còn thiếu một số lớn nợ nần rất có thể là cả một đời cũng trả không hết cái chủng loại kia. Loại thời điểm này, hắn nào có tư cách sử dụng loại này khắc kim pháp thuật. Dùng không nổi, dùng không nổi. Như vậy, bá Tống đạo hữu, chúng ta hữu duyên gặp lại, Tiêu Dao Tán Tiên đối Tống Thư Hàng chắp tay nói. Hắn một đầu tóc vàng tán đi khôi phục thành đen, quang rực biến mất. Tiền bối, cuối cùng ta có một vấn đề, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, tán tài chỉ là hứng thú, đúng không? Không chỉ có là hứng thú, vẫn là đổ ước một bộ phận. Tiêu Dao Tán Tiên cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, trong hư không có không gian chi môn mở ra. Tán tài cũng là cùng vị tiền bối kia ở giữa đổ ước một bộ hắn. Chỉ là rất khéo, ta cũng ưa thích tán tài. Dứt lời, Tiêu Dao Tán Tiên trong miệng dùng viễn cổ ngôn ngữ đọc lấy bước cách rất cao câu thơ, một bước bước vào cánh cửa không gian tiền tài chính là vật ngoài thân, đặc biệt là tấn thăng đến cửu phẩm về sau, đối vật chất nhu cầu giảm mạnh. Tiếp đó, hắn nếu muốn càng tiến một bước, liền muốn bước ra chính mình đạo. Từ giờ khắc này, ta mới xem như chân chính Tiêu Dao Tán Tiên. Hắn cười ha ha một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, nếu như ta cũng từ vị kia đại tiền bối trong tay thắng đến bảo vật. Đến lúc đó, ta cũng phải giống như Tiêu Dao tiền bối tiến hành tán tài. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Tại Tiêu Dao Tán Tiên rời đi thời điểm, Tống Thư Hàng bén nhạy cảm ứng được loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt bổ sung giám thì cũng tản ra. Cả cái tán tài vương tọa khôi phục làm một cái phổ thông dị không gian. Không hề bị đến trong cõi u minh giám thị. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàng trong lòng bàn tay lệnh bài, tản ra ấm áp lực lượng. Ba chát hắc, phía sau, tạo hóa tiên tử đàn xong cái cuối cùng chương tiết, lớn tiếng phần cuối. 66666, thánh viên ban đồng ca đi theo hát xong cuối cùng nhịp. Công đức xà mỹ nhân đưa tay khẽ vỗ đàn, một chuỗi như nước chảy tiếng đàn làm lần này bá Tống ban đồng ca xuất đạo diễn xuất kết thúc công việc. Tống Thư Hàng lệnh bài trong tay chậm rãi sáng lên, một chuỗi viễn cổ văn tự từ trên lệnh bài bắn ra. Đây chính là Tiêu Dao Tán Tiên trong miệng nói ký khế ước nghi thức. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, khế ước này không có vấn đề a? Tống Thư Hàng quay đầu hỏi. Ký hợp đồng trước, mặc kệ đối phương có phải hay không đáng tin, nghiên cứu hợp đồng là đối song phương tôn trọng. Mà lại, thế gian này khó dò nhất chính là nhân tâm. Từ đối với bản thân. Đối trên người mình các vị tiền bối, đối có quan hệ tới mình người phụ trách, cần thiết cẩn thận tuyệt đối không thể thiếu khuyết. Tống Thư Hàng gần nhất không làm gì liền sẽ học tập viễn cổ ngôn ngữ, bất quá dù sao học tập thời gian ngắn ngủi, đơn giản viễn cổ ngôn ngữ hắn có thể nắm giữ, phức tạp một điểm tổ hợp, hắn liền không hiểu ra sao. Công đức xà mỹ nhân chạy đi lên, từ đầu tới đuôi đem khế ước phù văn nội dung nhìn một lần. Sau đó,
Nàng nhẹ gật đầu. Như vậy, khế ước thành lập. Tống Thư Hàng đưa tay ấn về phía lệnh bài cùng phù văn. Cái này lúc, công đức xà mỹ nhân đột nhiên bắt được Tống Thư Hàng cổ tay. Thế nào, khế ước có vấn đề? Tống Thư Hàng hỏi. Công đức xà mỹ nhân lắc đầu, sau đó nàng một mặt bi tráng nói hát nói, cõng hắc oa ngươi đến chịu chết ta đi. Liều toàn lực vì chúng sinh hy sinh cũng đáng được. Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân duỗi ra chính nàng tay, dùng sức chộp vào lệnh bài cùng phù văn bên trên. Mặc dù Tiêu Giao Tán Tiên nói qua, cùng cái này thần bí tiền bối ở giữa đổ ước mới là thưởng lớn, đối phương 10 cược 10 thua, tựa như đưa tài đồng dạng. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất người ta là coi trọng Tiêu Giao Tán Tiên, sở dĩ cố ý thua cho Tiêu Giao Tán Tiên đâu? Đại lão ở giữa đổ ước, vạn nhất dính đến sinh mệnh đánh cược, cái kia Tống Thư Hàng trực tiếp tiếp nhận đổ ước liền sẽ rất nguy hiểm. Mà nàng là công đức chi quang, chỉ cần Tống Thư Hàng không có việc gì, nàng liền sẽ không có việc. Tống Thư Hàng lập tức minh bạch tiên tử ý tứ. Tạ ơn tiên tử, hắn lên tiếng nói, có đôi khi, kiểu gì cũng sẽ xuất kỳ bất ý bị công đức xà mỹ nhân cảm động một thanh. Khế ước thành lập. Bất quá, Tống Thư Hàng cùng vị kia thần bí tiền bối ở giữa nhiều công đức xà mỹ nhân làm giảm sóc. Theo khế ước thành lập, công đức xà mỹ nhân cùng tán tài vương tọa ở giữa, nhiều hơn một loại liên hệ. Mối liên hệ này lại thông qua xà mỹ nhân vì trung chuyển, liên tiếp đến Tống Thư Hàng trên người. Tán tài vương tọa thu liễm. Từ ngoại giới đến xem, cái này đại tuyển qua khôi phục, biến mất không thấy gì nữa. Mà ở vào tán tài vương tọa bên trong Tống Thư Hàng bọn người, thấy được tầng thứ 9 phía trên, xuất hiện một cánh cửa. Rất phổ thông cửa gỗ, không có bất kỳ cái gì trang trí, thậm chí không có bất kỳ cái gì phù văn hoặc điêu khắc. Đi thôi. Tống Thư Hàng đứng dậy, hướng tầng thứ 9 bước đi. Môn này đằng sau, hẳn là vị kia thích cùng người tiến hành đổ ước, nhưng lại khi thắng khi bại thần bí tiền bối, vị trí. Cửa gỗ bị Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đẩy ra. Một sợi ánh mặt trời chiếu sáng tới, rơi trên người Tống Thư Hàng. Phía sau cửa, là một cái màu xanh lá ấm áp thế giới. Một mảnh bị tinh tế quản lý màu xanh lá vườn hoa, dương quang ấm áp phơi dưới. Trong hoa viên, có một vị thiếu niên đang thận trọng hộ lý lấy một gốc linh thực. Cảm ứng được cửa sau khi được mở ra, thiếu niên chậm rãi xoay người lại, cười nhìn về phía Tống Thư Hàng, ngươi tới rồi. Tựa như là bạn tốt chào hỏi đồng dạng, không có một tia lạnh nhạt. Mặc dù là thiếu niên bộ dáng, nhưng nhìn thấy hắn người không ai sẽ đem hắn xem như thiếu niên. Tuế Nguyệt không có ở hắn ngoại hình trên lưu lại dấu vết, lại đem cổ lão Tuế Nguyệt lạc ấn tại khí chất của hắn bên trong. Thiếu niên hai mắt phi thường xinh đẹp, tự cùng Tiêu Giao Tán Tiên thi triển thần kích lúc, quang dực trên ngưng tụ ra cái kia con mắt đồng dạng. Tại thiếu niên cái trán, còn có con mắt thứ ba. Không chỉ có như thế, thiếu niên khuyên tai bên trên, cũng treo hai con mắt hình dạng đá quý. Còn có trên ngón tay của hắn, đồng dạng có một cái con mắt hình bảo thạch chiếc nhẫn. Vị tiền bối này nhìn, vô cùng ưa thích tròng mắt hình dạng đá quý. Tống Thư Hàng đối với tròng mắt dị ứng, mặc dù chính hắn đổi thánh nhân tròng mắt lúc, so đổi kính mắt còn muốn chịu khó. Nhưng trên thực tế, hắn đối các loại xinh đẹp tròng mắt, hơi có chút bóng ma tâm lý. Không khác, bị đổi nhiều. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão, tìm tới cơ hội liền muốn đổi hắn. Hắn có thể sống đến hiện tại, cỡ nào không dễ dàng. Còn có rất sâu thánh nhân, cuối cùng sẽ ác mộng đồng dạng xuất hiện tại trong mộng của hắn. Vì hắn giải thích cái chán con mắt thứ ba, trời sinh trùng đồng, thậm chí là nhện con mắt nghiên cứu phương án loại hình tri thức. Trừ cái đó ra, hắn còn bị một vị tròng mắt trạng thần linh cho đổi qua, đổi thành tu sĩ hệ chính là cửu phẩm cấp gia hỏa. Mấy vị này đều vẫn là đầu to, trên thực tế còn có rất nhiều đầu nhỏ tròng mắt đổi qua hắn, liền không tỉ mỉ nói. Tiền bối chào ngài, Tống Thư Hàng nhìn qua vị thiếu niên này, làm tốt lễ phép căn bản. Không cần câu nệ như vậy, thiếu niên mỉm cười đi vào vườn hoa bàn nhỏ bên ghế ngồi xuống, ra hiệu Tống Thư Hàng tùy ý ngồi. Tống Thư Hàng kỳ thật cũng không có câu thúc, dù sao bạch tiền bối vị này cửu u chúa tể hắn đều mỗi ngày gặp. Hắn chỉ là tương đối có lễ phép. Thế là, hắn tại thiếu niên bên trên cái ghế ngồi xuống, hỏi, tiền bối, chúng ta quen biết sao? Vừa rồi hắn đẩy cửa vào thời điểm, tiền bối liền phảng phất nhìn thấy người quen. Tự nhiên mà vậy chào hỏi. Không, chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt,
Ta chỉ là như quen thuộc, ngươi không cần lo lắng nhiều. Thiếu niên vẫn như cũ cười ha hả nói. Trước mắt đến xem, vị tiền bối này tính cách tương đối tốt, vẫn là dễ nói chuyện. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời có mây đen tụ lại, rất nhanh có mao mao tế vũ rơi xuống. À, dự báo thời tiết không phải nói hôm nay trời nắng sao? Thiếu niên tiền bối lên tiếng hỏi. Cái này lúc, một cái máy móc thanh âm của kim loại vang lên, hồi ta chủ, dự báo thời tiết bảo ngày mai là trời sáng, hôm nay là trời trong xanh chuyển mưa nhỏ. Tống Thư Hàng. Ai, sớm biết liền không đem gặp mặt địa phương an bài tại vườn hoa, chúng ta hẳn là ở trong phòng gặp mặt. Thiếu niên tiếc nuối đứng dậy, đối Tống Thư Hàng nói, hừm, bởi vì một ít nguyên nhân, ta tồn tại bị hạn chế rất lớn. Hiện tại liền dự đoán thời tiết thủ đoạn đều tận lực sử dụng nơi đó dự báo thời tiết. Bất quá, hôm nay vừa vặn có thể phá lệ một lần. Thiếu niên dứt lời, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó trên bầu trời mây đen phi tốc tán đi, mưa nhỏ đình chỉ, mặt trời tiếp tục đem bản thân sán lạn dương quang ném chiếu vào trong tiểu hoa viên. Tống Thư Hàng mặt không biểu tình bởi vì hắn người này nhanh mồm nhanh miệng mặt cũng thẳng. Lúc này, vì để tránh cho bị đọc đến nội tâm, hắn quả thực là duy trì mặt không biểu tình chi sắc. Thoáng ảnh hưởng một chút khí hậu, tại cực nhỏ phạm vi bên trong, liền sẽ không đối thế giới tạo thành ảnh hưởng. Bá Tống tiểu hữu, người cũng có thể làm đến. Thiếu niên lần nữa ngồi xuống, nói, đúng rồi, tên của ta tồn tại, thân phận của ta, cũng không thể nói cho ngươi. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Không ngại, ta có thể hiểu được, Tống Thư Hàng nói. Tạ ơn, thiếu niên ôn hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng chớp chớp tay. Nơi xa có một con như kim cương thạch tạo thành xinh đẹp. Trong mắt, nhẹ nhàng tới. Trong mắt một cặp dài nhỏ cánh tay, hắn nhẹ nhàng tới, vì Tống Thư Hàng cùng thiếu niên dâng lên thiên trà. Lại là trong mắt, mà lại cái này dâng trà trong mắt, nhìn qua rất chân quý bộ dáng. Nếu như kéo ra ngoài bán lấy tiền, có thể bán không ít linh thạch a. Đây là chính ta bồi dưỡng tiên trà, tạm thời còn không có đặt tên. Ngươi nếm thử nhìn, thiếu niên nói. Tống Thư Hàng nâng lên chén trà, nhàn nhạt hương trà phiêu giật mà tới. Chỉ là nghe hương trà, liền để tinh thần hắn chấn động, thân thể, linh hồn phảng phất đều bị gột rửa, mỏi mệt diệt hết. Cái này tiên trà hiệu quả, có thể so với lần trước tại Ban Văn Long cửu u chúa tể cái kia uống tiên trà. Hoàn toàn không phải phổ thông linh mạch bích trà có thể so sánh đồ vật. Chỉ là một chén này trà, đối phổ thông tu sĩ mà nói, chính là tiên duyên. Không hổ là 10 cược 10 thua đại dê béo tiền bối, gia tài quá dày. Xem ra bị Tiêu Dao tán tiên thắng đi bảo vật, cũng chỉ là hắn tài phú bên trong chín châu mất sợi lông. Tống Thư Hàng nhấp một miếng tiên trà, chỉ cảm thấy thọ nguyên lại ẩn ẩn tăng một đoạn nhỏ. Cùng tăng lên còn có thể chất, tính ra xuống tới, cái này chén tiên trà uống xong Tống Thư Hàng trước đó tích lũy thể chất, vừa vặn có thể làm cho 41 con thánh viên biến thành 42 con. Sau lưng công đức xà mỹ nhân nổi trôi, nàng vừa rồi xem xét qua, cái này tiên trà không có vấn đề. Nếu có vấn đề nàng sẽ trước tiên ngăn cản Tống Thư Hàng. Đương nhiên, cũng có thể là cái này tiên trà bên trong thủ đoạn thật cao minh, nàng kiểm chắc không ra. Nhưng nếu thật là loại kia đẳng cấp thủ đoạn, Tống Thư Hàng uống không uống cũng không đáng kể. Có được loại trình độ kia, đối phương coi như không thông qua tiên trà, cũng có thể thông qua các loại phương thức, đem thủ đoạn vùi sâu vào đến Tống Thư Hàng thể nội. Không phải chín châu mất sợi lông, mà lại ta cũng không phải đại dê béo. Thiếu niên bưng lấy tiên trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, lại là đại lão tiêu phối độc tâm thuật. Từng cái đại lão đều ưa thích đối người khác dùng độc tâm thuật, đây thật là cái tội ác pháp thuật, tuyệt đối là trên thế giới nên bị xóa đi nhất pháp thuật. Nếu có một ngày, ấn xích tiêu tử tiền bối nói, thông nương thật sự thành thiên đạo, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mời thông nương cho chút thể diện, đem độc tâm thuật từ chư thiên vạn giới xóa đi. Không phải độc tâm thuật, bên trên thiếu niên cười nói, ta nói qua, ta tồn tại kỳ thật chịu đến rất lớn hạn chế. Ta không chỉ thời tiết biến hóa đều không chủ động đi biết, độc tâm thuật loại pháp thuật này ta sử dụng, cũng sẽ nhận hạn chế. Ta chỉ là thông qua tiểu hữu biểu lộ biến hóa, tăng thêm trước đó tán tài vương tọa bên trong lúc, Tiêu Dao tiểu hữu cùng ngươi đối thoại, từ đó đoán ra ngươi ý nghĩ. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên. Nguyên lai không phải độc tâm thuật, mà là đại lão nhằm vào hắn đọc mặt thuật. Hắn rõ ràng đã tận lực làm đến mặt không biểu tình,
nhưng vừa rồi uống tiên trà quá hưởng thụ, không cẩn thận liền phá công, đem mặt ngoài lộ ra đến trên mặt đi. Tâm thật mệt mỏi, có hay không có thể làm cho bộ mặt biểu lộ cố hóa pháp thuật. Ta tại đối mặt đại lão thời điểm, cần dạng này pháp thuật. Nhớ kỹ Bạch Tiền Bối cái nào đó phân thân tựa hồ có được tương tự năng lực, không biết có cơ hội hay không từ Bạch Tiền Bối nhiều như vậy phân thân bên trong gặp lại hắn. Kỳ thật, vận khí của ta một mực rất tốt, thiếu niên có chút nhấp một ngụm trà. Tống Thư Hàng đồng dạng nhấp trà, 10 cược 10 thua. Người đâm không được ta tâm, thiếu niên cười, ta là cố ý. Sở dĩ, người quả nhiên là coi trọng Tiêu Dao Tiền Bối. Tống Thư Hàng trong lòng lập tức hiện lên ý nghĩ này. Ta chỉ là tại xử lý một nhóm rác rưởi. Thiếu niên đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng lắc lắc, ta trong kho bảo vật, mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Trong đó, có tinh phẩm, nhưng cũng có rất nhiều ta căn bản không dùng được bảo vật, nếu như một mực chất đống, sẽ rất chướng mắt. Sở dĩ, ta cách đoạn thời gian sẽ đem những thứ này rác rưởi, dùng chút thủ đoạn dọn dẹp ra đi. Rác rưởi. Những cái kia không phải rác rưởi a, Tiền Bối. Những cái kia là bảo vật, là tu chân giới đều thừa nhận bảo vật a. Tiền Bối, Tống Thư Hàng vỗ ngực, tự đề cử mình, người bên này thiếu công nhân môi trường sao? Miễn phí, định kỳ tới cửa quét dọn, thuận tiện còn giúp ngươi mang đi rác rưởi cái chủng loại kia. Kỳ thật Tống Thư Hàng đối với vị tiền bối này nói ta trong kho bảo vật mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng càng cảm thấy hứng thú, đến cùng là thủ đoạn gì, có thể làm cho mình trong kho bảo vật, không ngừng tăng nhiều. Bất quá loại thủ đoạn này, người bình thường khẳng định là không học được. Mà lại cùng vị tiền bối này là lần đầu tiên gặp mặt, Tống Thư Hàng đương nhiên sẽ không ngây ngốc đem cái này vấn đề hỏi ra lời. Hắn lùi lại mà cầu việc khác, chủ động chấp nhận công nhân vệ sinh. Đồng thời, trong đầu hắn linh cơ khẽ động, lại nghĩ tới một cái kiếm tiền phương pháp tốt. Công nhân vệ sinh, thật là một cái công việc tốt. Hắn nhận biết đại lão số lượng không ít. Có lẽ mấy vị này đại lão không giống trước mắt vị tiền bối này đồng dạng trong kho bảo vật bao giờ cũng gia tăng, nhưng này có chút lớn lão nhóm trong kho hàng, khẳng định cũng có rất nhiều rác rưởi cần thanh lý. Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối, Bắc Phương Đại Đế, Sở Các Chủ, giả chết Trình Lâm Tiên Tử, còn có Ban Văn Long Cửu U Chúa Tể. Những đại lão này tiền bối nhà kho, khẳng định cũng cần người tới cửa thanh lý. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hoa hướng dương gỗ rễ vì xuân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn vừa vặn thừa dịp cùng các vị tiền bối ở giữa giao tình, trước một bước nhận lời mời trở thành công nhân vệ sinh, định kỳ vì các vị tiền bối thanh lý nhà kho, mang đi vô dụng rác rưởi. Chỉ là thay các vị tiền bối thanh lý rác rưởi, là hắn có thể kiếm tiền kiếm được nương tay. Quay đầu trước tìm Bạch Tiền Bối thử một chút, nhìn xem có thể hay không cùng Bạch Tiền Bối ký kết một cái công nhân vệ sinh hợp đồng. Cơ hội buôn bán, đây là một cái to lớn cơ hội buôn bán. Quả nhiên nhân sinh khắp nơi đều là mỏ vàng, có thể đào móc, chỉ cần ngươi có được một đôi có thể thấy rõ cơ hội buôn bán con mắt. Tống Thư Hàng càng nghĩ càng đẹp, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Không cần, tạ ơn. Bên cạnh, thiếu niên mỉm cười nói, ta nhà kho, chỉ có chính ta có thể đi vào. Trừ ta ra, bất kể là ai cũng không thể bước vào ta nhà kho nửa bước, đây là nguyên tắc. Vị tiền bối này lãnh địa ý thức siêu cường. Trước đó bối thiếu khuyết một cái cố định thu rác rưởi nhân viên không? Tới cửa thu rác rưởi, đồng dạng không thu phí. Tống Thư Hàng không hề từ bỏ. Thiếu niên cười ha ha, hiện tại tới cửa thu rác rưởi, không cũng là muốn trả tiền sao? Tống Thư Hàng. Tiền bối rất thức thời, xem ra vị tiền bối này cùng ngoại giới liên hệ, liền không có từng đứt đoạn. Không nói nhiều, chúng ta tiến vào chính để đi. Thiếu niên đặt chén trà xuống, đối Tống Thư Hàng nói, trước mắt lục phẩm cảnh giới ngươi, cùng ta ở giữa có 4 lần đổ ước cơ hội. Thế nào, muốn hay không trước cùng ta cược một ván? Tống Thư Hàng bưng lấy chén trà tay có chút dừng lại ân, Hàng lẩm cảnh giới đối mặt chân chính đại lão lúc, quả nhiên lão đều không gạt được. Bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi hắn còn muốn hướng tiền bối giải thích bản thân là Hàng lẩm huyền thánh, trước mắt là lục phẩm cảnh giới sự. Đang đánh cược trước đó, ta có kiện sự tình có thể trước hỏi thăm bên dưới tiền bối sao? Tống Thư Hàng nghiêm túc hỏi. Thiếu niên gật đầu, cứ nói đừng ngại. Tiền bối hiện tại trong kho rác rưởi còn nhiều sao? Tống Thư Hàng hỏi ý tứ của những lời này chính là, tiền bối ngươi lần này sẽ còn nhường không? Hừm,
rác rưởi đã rất ít đi. Bởi vì tiêu giao tiểu hữu là một lần cuối cùng cùng ta tiến hành đổ ước, sở dĩ ta một hơi đem một nhóm lớn rác rưởi đều đóng gói cho hắn. Sở dĩ, ta tạm thời không có dư thừa chướng mắt rác rưởi phiền não. Thiếu niên híp mắt cười nói. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay, vậy quên đi tiền bối, đánh cược của chúng ta giữ lại lần sau đi. Lúc nào ngài trong kho hàng rác rưởi nhiều đến muốn chứa không được thời điểm, sẽ liên lạc lại ta tới cửa đến cược như thế nào? Không có vấn đề, thiếu niên mỉm cười gật đầu. Vị tiền bối này thật sự phi thường tốt nói chuyện, ngoại trừ lãnh địa ý thức tương đối mạnh bên ngoài, tính cách phi thường tốt. Sau đó, làm ban thưởng, ta ngoài định mức lại cùng ngươi cược một ván đi. Thiếu niên tiếp tục nói. Tống Thư Hàng. Ván này, không tính tại ngươi bốn lần bên trong. Xem như ngươi chúng tiêu giao tiểu hữu giải đặc biệt ban thưởng. Tiền đánh bạc, ngươi liền miễn đi, dù sao cũng là ban thưởng. Thiếu niên tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, nói cách khác, ta không cần nỗ lực tiền đánh bạc, sau đó nếu như ta thắng, ngươi liền sẽ cho ta ban thưởng. Đúng, chính là như vậy. Dù sao cũng là giải đặc biệt, không thể khó coi. Thiếu niên nhấp một ngụm trà, cười nói. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, hỏi, vậy cái này ngoài định mức cơ hội có thể giữ lại lần sau sử dụng sao? Không được, thiếu niên lắc đầu. Tống Thư Hàng tiếc nuối thở dài, vậy chúng ta liền đến một ván đi, tiền bối ngươi muốn đánh cược gì? Chơi xúc xắc, áp lớn nhỏ, ném kim tệ, kéo bao búa. Đầu tiên, giới thiệu cho ngươi một chút ta tiền đánh bạc đi. Bởi vì rác rưởi đều bị thanh lý không sai biệt lắm, vậy ta liền cho ngươi đến cái đạt được ta công nhận, thú vị đồ vật. Thiếu niên nói, đưa tay hướng về sau. Lại có một đầu như hồng ngọc tạo thành tròng mắt nhẹ nhàng tới, cùng trước đó độc nhãn kim cương tròng mắt khác biệt, cái này hồng ngọc tròng mắt là từ một đôi tròng mắt tổ hợp mà thành. Hắn thổi qua đến về sau, đưa tay đưa lên hai cái hộp, đặt ở tay của thiếu niên bên trong. Đầu tiên, giới thiệu cho ngươi thứ nhất dạng đồ vật. Hắn gọi chủ tâm, là loại rất có ý tứ bảo vật. Thiếu niên mở ra cái thứ nhất hộp, bên trong có hai khỏa quang đoàn tại quấn quanh lấy, một đen một trắng. Trên đó có pháp tắc tại quấn quanh, còn có một loại đạo đường vân tại quang đoàn bên trong du tẩu. Cùng tiên chủ có liên quan đồ vật, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Thiếu niên khẽ gật đầu, đúng, đây là cực kỳ lâu trước đó, có người bại đồ cho ta. Vận khí của ta, kỳ thật rất tốt. Hắn đưa tay tại hai khỏa quang đoàn phía trên một chút động, kiếm tu có kiếm ý, đúc khí sư có khí linh, cái khác nghề nghiệp cũng có vật tương tự, tỉ như druid chi tâm loại hình đồ vật. Còn chân chính cường đại tiên chủ, đồng dạng sẽ nắm giữ một chủng loại giống như kiếm ý lực lượng, chính là chủ tâm. Tống Thư Hàng xoa cằm nhìn qua hai món bảo vật này đây là đồ tốt, đệ tử của hắn sở sở vừa lúc ở học tập trở thành tiên chủ. Lúc trước bại bởi ta tiểu gia hỏa kia. Một cái người liền nắm giữ lấy bảy loại khác biệt chủ tâm, là ta đã thấy có thiên phú nhất tiên chủ. Về sau hắn thua, ta từ trong thân thể của hắn rút ra hai loại chủ tâm. Thiếu niên nói. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, chủ tâm loại vật này cũng có thể rút ra. Kiếm ý kia loại hình, chẳng lẽ cũng có thể bị rút đi. Kiếm ý cũng tốt, chủ tâm cũng tốt, đều là một loại tu sĩ người đối kiếm, đối chủ nghệ lĩnh ngộ. Mặc dù kiếm ý có thể lấy thực chất hóa phương thức tăng cường kiếm tu lực sát thương, nhưng nó kỳ thật không phải một loại năng lượng, càng giống là khái niệm trên đồ vật. Bất kể là kiếm ý vẫn là chủ tâm, chỉ cần cùng ta tiến vào đánh cược, liền đều có thể bị pháp tắc hóa, thực chất hóa. Tại ta đánh cược bên trong, chỉ có thắng bại, chỉ cần thắng, ta liền có thể đưa chúng nó rút ra. Đương nhiên, giới hạn tại đánh cược bên trong, bằng không mà nói, liền xem như ta cũng không có thủ đoạn này. Thiếu niên trả lời. Hắn đánh cược, cũng không phải là đơn thuần yêu thích đơn giản như vậy. Tống Thư Hàng, cái kia, bị rút đi chủ tâm tu sĩ, liền vĩnh viễn thiếu đi hai loại chủ tâm. Vậy phải xem chính hắn. Thiếu niên mỉm cười nói, đầu bếp là chính hắn ngưng tụ, coi như bị ta rút đi, trong thời gian ngắn hắn thiếu đi hai loại chủ tâm. Nhưng chỉ cần hắn chịu cố gắng, một lần nữa làm mất đi chủ tâm ngưng tụ ra, cũng không phải là việc khó. Trừ phi chính hắn từ bỏ. Tống Thư Hàng lại hỏi, vậy cái này hai loại chủ tâm, muốn làm sao sử dụng? Như thế nào sử dụng, chờ ngươi thắng ta sau lại nói đi. Thiếu niên nhắc nhở lần nữa nói, 10 cực 10 vòng, chỉ là ta tại để cho tiêu giao tiểu hữu. Vận khí của ta, là rất mạnh. Ta hiểu được, tiền bối. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu nói cách khác,
lần này đánh cược, hắn hơn phân nửa thất bại. Sau đó, là kiện thứ hai bảo vật, thiếu niên đem cái thứ hai hộp mở ra, lộ ra bên trong một cái máy móc trạng hạch tâm, đến từ Mạc gia vị kia tác phẩm, đẳng cấp tại cửu phẩm trở lên, là rất hiếm có bảo vật. Tống Thư Hàng không khỏi ngắm nhìn thiếu niên, hắn có phải hay không biết mình thiếu khuyết thứ gì? Ta tại thân ngươi nhìn, ngửi thấy Mạc Môn Khôi lỗi khí tức. Ngươi nên cần hắn, thiếu niên nheo mắt lại cười nói, dạng này hai kiện bảo vật, hẳn là sẽ kích thích ngươi muốn thắng dục vọng rồi a. Tống Thư Hàng, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong tiền bối nói đúng, ưa thích híp mắt cười đều là quái vật. Chu Tâm thì cũng thôi đi, viên này cửu phẩm cấp phía trên hạch tâm, đích thật là thứ mà hắn cần, Khôi lỗi tiên tử chính ít như thế một khỏa hạch tâm. Cả hai chung vào một chỗ về sau, hắn muốn thắng. Kỳ thật ta còn có thể lại tăng thêm ít đồ, nhưng là lần này ngươi dù sao không có tiền đánh bạc, cho nên vẫn là được rồi. Như vậy, bắt đầu giữa chúng ta đánh cược đi, thiếu niên ôn nhu nói. Thắng liền có thể đạt được bảo vật, thua cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Tiền bối muốn làm sao cược? Tống Thư Hàng hỏi. Thiếu niên ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, ta mỗi lần đánh cược phương thức cũng khác nhau. Lần này lời nói, chúng ta tới đánh cược ai trước khóc lên đi. Tống Thư Hàng, cái gì? Cược ai trước khóc lên? Chân chính khóc, không phải giả khóc đúng không? Tống Thư Hàng xác nhận nói. Thiếu niên mỉm cười, đúng. Ta đồng ý, như vậy, tranh tài bắt đầu đi. Tống Thư Hàng nói. Thiếu niên, ta cược chính ta trước khóc lên. Tống Thư Hàng nói thật nhanh, anh. Sau một khắc, Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. To như hạt đậu nước mắt tràn mi mà ra, ngăn đều ngăn không được. Đây là tồn tại ở hắn trong trí nhớ một bộ công pháp, nhớ kỹ thông nương cũng tại tu luyện. Danh tự, hẳn là Thiên Khốc Bảo Điển. Hắn học được cái khúc dạo đầu, xem như học chút ra lông. Môn công pháp này, có thể hung ác đâm tu sĩ nội tâm nước mắt điểm, khóc càng hung ác, công pháp hiệu quả liền càng mạnh. Thậm chí tu luyện tới chỗ cao thâm lúc, công pháp còn có thể ảnh hưởng địch nhân cảm xúc. Đây là danh xưng để người tu luyện cùng địch nhân đồng thời đang khóc bên trong không cách nào tự kềm chế đáng sợ công pháp. Tống Thư Hàng thoáng vận chuyển môn công pháp này, liền nhớ lại bản thân mấy tháng này bi thảm kinh lịch ta không ngừng chết đi, không ngừng tiếp nhận thống khổ. Nói thật, nếu không phải Tống Thư Hàng đạo tâm kiên cường, biến thành người khác tiếp nhận hắn gần nhất nửa năm kinh lịch, nói không chừng đã tại thống khổ cùng không ngừng tử vong tra tấn bên trong, hỏng mất. Dù cho hiện tại, Tống Thư Hàng trong đầu mỗi đêm cũng còn sẽ có cái thanh âm đang vang vọng lấy, đó là xem xét bí pháp đang làm việc. Có đoạn thời gian, hắn nhưng là một mực thừa nhận tinh thần lực qua mạnh mang tới tinh thần nhói nhói bên tai cái thanh âm như con ruồi cả ngày nhắc tới xem xét bí pháp phản hồi thống khổ không ngừng đứng trước tử vong áp lực. Thiên Khốc Bảo Điển tựa như là một thanh mở ra tâm linh nước mắt điểm chìa khóa, tại Tống Thư Hàng bản thân thao tác bên dưới, hắn có thể tránh Tống Thư Hàng kiên định đạo tâm. Gọi lên bi thương của hắn. Lê Hoa Đái Vũ, nước mắt rơi như mưa, lệ nóng doanh tròng. Đây cũng không phải là giả khóc, mà là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu thút thít. Đối diện, thiếu niên một mặt mộng bức nhìn qua hắn. Ta thắng, Tống Thư Hàng lau nước mắt, bình tĩnh nói. Mặc dù chảy ra chân quý nước mắt, nhưng là có thể thắng được đánh cược là đáng giá. Thiếu niên, hắn dùng một loại ánh mắt thương hại, nhìn qua Tống Thư Hàng. MDZZ, có tin ta hay không một quyền đánh cứt ngươi? Tiền bối, ngươi hẳn là muốn đổi ý. Tống Thư Hàng chằm chằm vào thiếu niên. Thiếu niên khe khẽ thở dài, ta liền đánh cược quy tắc đều không nói, ta liền đánh cược nghi thức cũng còn không có triển khai, ngươi khóc cái gì đâu. Triển khai đánh cược nghi thức, là song phương đánh cược bên trong rất trọng yếu một vòng. Mượn cái này đánh cược nghi thức, hắn có thể đem chủ tâm loại hình khái niệm đồ vật rút ra đi ra. Bằng không mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghe cho kỹ, chúng ta muốn cược chính là ai trước khóc lên, ai thua ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó là người thắng. Bằng không mà nói, khóc ai sẽ không, ta vài phút có thể so sánh ngươi trước khóc ra thành tiếng, hơn nữa còn là thực tình rơi lệ loại kia. Anh ta cũng có thể làm mẫu cho ngươi xem, ta khóc nhưng dễ nhìn. Thiếu niên nói bổ sung. Tống Thư Hàng rất không tín nhiệm hỏi, tiền bối. Ngươi xác định không phải nhìn ta khóc đặc biệt nhanh, sở dĩ lâm thời sửa lại quy tắc. Thiếu niên khóe miệng thiếu dung nở rộ, ngươi cảm thấy ta là cái loại người này. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, khe khẽ lắc đầu.
Xem ở đối phương là đại tiền bối về mặt thân phận, điểm ấy tín nhiệm còn có thể có. Như vậy, chuẩn bị bắt đầu đánh cược đi, thiếu niên chậm rãi nói. Đợi đã, tiền bối. Tống Thư Hàng vươn tay ra, chặn lại nói. Ai trước khóc lên ai thua, có cái gì tốt đánh cược, ngài một cái tay liền có thể nghiền ép ta, đến lúc đó trực tiếp đem ta đánh khóc cũng không có vấn đề gì, còn cược cọng lông mao bụi. Tống Thư Hàng kiên quyết phản đối cái phương án này. Có vấn đề gì, thiếu niên hỏi ngược lại. Không thể sử dụng bạo lực, không thể sử dụng bất cứ thủ đoạn công kích nào. Nếu không đánh cược căn bản không cần thiết duy trì, Tống Thư Hàng nói. Không cần lo lắng, ta chơi đánh cược muốn là kích thích cùng nhịp tim. Vì để cho kích thích tối đại hóa, mỗi lần đánh cược nguyên tắc của ta chỉ có hai chữ tuyệt đối công bằng. Thiếu niên ôn hòa nói. Tống Thư Hàng không kịp chờ đợi nhắc nhở, đây là bốn chữ. Thiếu niên phất phất tay, dùng viễn cổ ngôn ngữ đến đọc lời nói chỉ có hai chữ, phiên dịch thành ngươi có thể hiểu được chữ Hán mới biến thành bốn chữ. Tống Thư Hàng. Ngươi đây là đang hiếp đáp ta viễn cổ ngôn ngữ thất bại. Từ đầu tới đuôi cùng ngươi giới thiệu một lần chúng ta đánh cược quy tắc đi. Thiếu niên đưa tay bắn ra, ba đầu từ viễn cổ phù văn tạo thành ước định bắn ra. Thứ nhất, tuyệt đối công bằng. Tiến vào đánh cược về sau, ta và ngươi thực lực cảnh giới, thể chất, tinh thần lực chờ hết thảy số liệu, sẽ điều chỉnh làm bằng nhau trạng thái. Thứ hai, chúng ta đem tiếp nhận đồng dạng tổn thương, pháp thuật hiệu quả, thị giác hiệu quả. Ngươi mỗi lần đối với ta thi triển thủ đoạn, cũng sẽ đồng thời tác dụng tại chính ngươi trên người. Trái lại, cũng là như thế. Chúng ta so không phải thực lực, so là ai làm cho đối phương trước khóc lên. Thứ ba, công đức chi quang, thân ngoại hóa thân chờ hết thảy kèm theo hiệu quả, cũng không thể đưa vào đánh cược. Nếu không ngươi vô luận thủ đoạn gì cũng đừng hòng dung chuyển ta nửa phần. Thế nào, hiện tại trong lòng nắm chắc đi, thiếu niên nói. Tống Thư Hàng xoa cằm, luôn cảm giác có rất nhiều chỗ trống có thể chui bộ dáng. Đúng, là có chỗ trống có thể chui. Nếu như ngươi có thể tìm tới chỗ trống, liền cứ việc lợi dụng đi. Đây là ta đối với ngươi nhượng bộ, đây cũng là tự tin của ta. Thiếu niên mặt mỉm cười nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn biết đại khái vị tiền bối này vì sao lại 10 cược 10 thua. Hắn ba đầu quy tắc, đều là đem hắn tự thân vào chỗ chết hạn chế. Những năm gần đây, vì cái gì thế giới một ít quốc gia nhân khẩu số lượng ngày càng giảm bớt, kỳ thật bên trong có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì mọi người ưa thích kích thích cùng chơi nhịp tim nguyên nhân. Như vậy, người đồng ý trở lên ba đầu quy tắc sao? Thiếu niên lên tiếng nói. Nói cách khác, so là hai người chúng ta ai hơn có thể chịu, ai tâm cứng hơn. Tống Thư Hàng mỉm cười, ta không có vấn đề. Nhẫn nại thống khổ là hắn đắc ý thiên phú, đây cũng là hắn duy nhất có lòng tin cùng phía trước vị này thần bí tiền bối khoa tay một chút năng lực. Như vậy, đánh cược bắt đầu, thiếu niên nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Tống Thư Hàng cùng hắn ở giữa, bị tầng một phù văn màu vàng bao vây lại, hai người phảng phất tiến vào một cái phong bế dương nhỏ. Đồng thời, từ trên thân Tống Thư Hàng có mấy đạo thân ảnh bị phù văn cách ly. Thông Nương, Công Đức Xà Mỹ Nhân, Tạo Hóa Tiên Tử, Da Đen Vũ Nhu Tử. Đánh cược chính thức bắt đầu. Có cái gì thủ đoạn liền thi triển đi ra đi. Thiếu niên đứng ở Tống Thư Hàng đối diện, bình tĩnh nói. Vô luận thủ đoạn gì? Tống Thư Hàng hỏi. Không sai, thiếu niên nheo mắt lại. Tống Thư Hàng không chút do dự sáng lên nho ra thánh nhân chi nhãn đối thiếu niên chính là một quang mang đi qua. Thiếu niên cảnh giới bị áp chế đến giống như hắn, lục phẩm cảnh giới. Nếu như vậy, ăn ta một phát cường giả giám định thuật. Thiếu niên không có tránh né, mặc cho mang thai ngưng thị đánh trúng bản thân. Bụng của hắn bắt đầu bành trướng, 10 giây sau liền bành trướng đến tháng 10 hoài thai to lớn, ngay sau đó sinh nở thống khổ không ngừng phun lên. Đồng dạng, Tống Thư Hàng bụng của mình cũng nhanh chóng bành trướng, tăng tới 10 tháng hoài thai to lớn, sinh nở thống khổ giáng lâm. Siết địch 1000, tự tổn 999. Công đức xà mỹ nhân, đến A, lẫn nhau tổn thương A.